trong câu lạc bộ tư nhân, người phụ nữ chạy thục mạng, người đàn ông đuổi theo điên cuồng. Bắt được Lão Oánh không thương tiếc, cô ta không chống cự được, bị lôi vào WC trải qua khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời, anh chàng mặc vest đến nơi. Trên sàn có vết méo chưa khô, người đàn ông ngồi một bên, người phụ nữ nằm trên sàn vẫn còn thoi thóp. Anh chàng nhìn người đàn ông thản nhiên nói, giúp tôi, anh chàng gật đầu, coi như đồng ý. Chi Húc gần đây đang làm một việc lớn, điều tra bí mật về Dung Gân, chưa kịp nắm được manh mối gì hữu ích, thì nhận cuộc gọi của Dung Gân, yêu cầu anh đến bệnh viện trước xem tình hình nạn nhân thế nào, nhận vụ án này với danh nghĩa đội rượt bắt, đừng để người trong khu vực nhúng tay vào. Nạn nhân mà Dung Gân nhắc đến là người phụ nữ bị hại trong câu lạc bộ, cô ta bị thương rất nặng, bác sĩ đang toàn lực cấp cứu, còn anh chàng kia đứng bên cạnh quan sát. Chi Húc đến bệnh viện trước, vừa nắm được tình hình cơ bản thì điện thoại của Dung Gân lại gọi đến. Anh nói vết thương rất nặng, do bạo lực gây ra, nhưng Dung Gân chỉ quan tâm người đó sống hay chết. Nghe nói giữ được mạng, Dung Gân mới yên tâm, yêu cầu Chi Húc kiểm soát tình hình trước, đừng can thiệp quá nhiều. Đợi hắn đến rồi nói tiếp, Chi Húc nhắc nhở hắn, đây không phải là hèn hẹ đơn thuần, mà là giết người không thành. Nhưng câu trả lời của hắn là, làm theo những gì được dặn, Chi Húc không phải là người nghe lời. Anh đến hiện trường ngay, đáng tiếc là hiện trường đã được dọn sạch, camera hành lang cũng bị tháo mất, anh chất vấn quản lý không thèm để ý tới anh, hiện trường do công ty vệ sinh dọn dẹp, khách hàng rất coi trọng vấn đề riêng tư, vì vậy hành lang không lắp camera. Anh nhắc nhở quản lý, đây là hành vi phá hoại hiện trường và che giấu chứng cứ, nhưng quản lý vẫn thản nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, anh ta không trực, trách nhiệm không liên quan đến anh ta, nói xong. Anh ta nghe điện thoại rồi quay người bỏ đi. Chi Húc nghe anh ta nói trong điện thoại là ba người. Chi Húc gặp trở ngại ở đây, đành phải đi tìm anh chàng báo án để tìm hiểu tình hình. Anh ta tên Tê Hô, nói là khi đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng rên của người phụ nữ, tiến lại gần. Phát hiện cô ta ngất bên cạnh bồn cầu nên đã gọi xe cứu thương. Chi Húc bảo anh ta mô tả lại tình hình lúc đó. Anh ta nói giống như bị bạo lực, trên mặt có nhiều vết bầm tím, mũi còn chảy méo. Đây không phải là câu trả lời mà Chi Húc muốn. Nội tạng bị vỡ nghiêm trọng, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng. Đây không phải là do vết bầm tím và chảy méo mũi gây ra. Anh ta rất bình tĩnh, chỉ mô tả những gì mình biết mà thôi. Không đợi Chi Húc tiếp tục hỏi, Dung Gân đã xông vào, hỏi sao cậu không nghe theo chỉ huy, ở lại bệnh viện. Anh nói đang điều tra cơ bản, Dung Gân không thể phản bác, càng không thể đổ lỗi, đành tự mình tiếp quản để anh ra ngoài trước. Nhưng điều này không thể ngăn cản anh tiếp tục điều tra. Hôm sau anh lại tìm Tê Hô, muốn biết sao Tê Hô lại xuất hiện ở câu lạc bộ đó. Lúc đó có đi cùng ai không? Tê Hô không ngờ anh lại bám dai như vậy. Kết quả là chưa kịp nghĩ ra lời nói dối, một người phụ nữ tóc ngắn chủ động tới nói là người đi cùng. Thế công của Chi Húc dễ dàng bị hóa giải, đành chọn chiến thuật rút lui, thăm dò hai người họ. Tê Hô xuất thân từ bộ phận điều tra đặc biệt của Viện Kiểm sát Trung ương, người phụ nữ tóc ngắn là Nana, con gái cả của tập đoàn TG, cũng là vợ của Tê Hô. Chi Húc đến bệnh viện thăm nạn nhân, tình cờ thấy có người đi ra, nên đã lén đi theo và chụp lại biển số xe. Lúc này, nạn nhân đau đớn tột cùng, dù đã giữ được mạng sống, nhưng ký ức kinh hoàng vẫn không thể xóa nhòa. Vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã thấy Chi Húc ở đầu giường. Chi Húc khai báo danh tính, nói sẽ hỏi một vài câu hỏi đơn giản. Câu đầu là có thấy mặt kẻ gây án không? Câu trả lời của cô ta khiến anh bất ngờ. Cô ta lắc đầu, Chi Húc nghi là mất trí nhớ do sang chấn. Cô ta gật đầu. Xem ra là đã bị đe dọa. Chi Húc quay về điều tra, người đến gặp nạn nhân là luật sư của tập đoàn TG. Không đợi anh tìm hiểu thêm tình hình thì đã bị đối phương nhắm tới, người cung cấp tin của anh bị bắt, anh cũng bị điều tra nội bộ, may anh có nội tâm mạnh mẽ, không bị vấp ngã trước những khó khăn nhỏ này, yêu cầu Dung Gân ra chiêu khác, Dung Gân cũng không khách sáo, lấy giấy đình chỉ công tác ra bắt anh ký. Anh không do dự, chỉ yêu cầu Dung Gân mau thả người cung cấp thông tin của anh trước khi đi. Anh nhắc nhở Dung Gân thời hiệu truy tố tội bạo hành đặc biệt là 7 năm, ý rất rõ ràng, đình chỉ công tác có thể, dừng điều tra thì chắc chắn không được. Anh lập tức tới bệnh viện tìm nạn nhân, nhưng được thông báo đã chuyển viện, hơn nữa là chuyển viện ra nước ngoài, chuyển đến bệnh viện ở Mỹ. Hiện trường đã được dọn sạch, nạn nhân cũng đã được chuyển đi, giờ muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian trôi qua, 2 năm sau, vụ án giết người hàng loạt váy trắng khiến lòng người hoang mang, nhưng cảnh sát lại không có chút manh mối nào. Chi Húc rời đội rượt bắt đã quay trở lại bên Đô Trang, anh rất hứng thú với vụ án này, nhưng Đô Trang thì không, đây không phải là vụ án trong khu vực của họ, cần gì phải cố làm anh hùng, lỡ không có kết quả, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao. Nhưng Chi Húc lại rất tự tin, anh đã theo dõi vụ án này rất lâu rồi, không phải do tên tội phạm xảo quyệt, mà là hướng điều tra có vấn đề. Đây là một kẻ giết người điển hình vì khoái cảm, thích giết người hơn là xâm hại nạn nhân, nhìn vào thủ đoạn gây án không thay đổi. Có thể thấy hắn khá thích làm vậy. Đô Trang bảo anh đừng xen vào chuyện của người khác, ăn hết cơm trong bát của mình, rồi hãy nghĩ đến cơm trong bát của người khác. Họ đến vùng núi hoang vu này để phục kích bắt trộm nhân sâm. Kết quả vừa thấy tên trộm, một con lợn rừng đã lao ra, mấy người sợ quá chạy tán loạn. Tên trộm cũng chạy theo, may là Chi Húc không quên nhiệm vụ, vừa chạy vừa tiện tay bắt luôn tên trộm, nhưng anh không thấy tình hình trên sườn dốc. Ở đó có một thi hề phụ nữ, dạo này Đô Trang có vấn đề về tâm lý, anh luôn mơ mình bị truy đuổi như một tên tội phạm. Anh luôn lo lắng mình đã oan uổng người tốt, bác sĩ khuyên anh chuyển sang làm công việc nội cần, nhưng anh đã làm việc ở tuyến đầu mấy chục năm, bỗng chuyển sang làm bên nội cần.
thì không thể chấp nhận ngay được vụ án giết người hàng loạt váy trắng thuộc quyền quản lý của đội rượt bắt, nhưng đã điều tra 3 tháng mà vẫn không có kết quả. Dư luận đã khiến họ không thở nổi, lãnh đạo chuẩn bị thành lập tổ chuyên án, mời các tinh anh của các khu vực cùng nhau phá án. Ki Chin phản đối, họ là người hiểu rõ nhất về vụ án này, mời người ngoài vào chỉ làm rối thêm, lãnh đạo lo lắng sẽ có thêm nạn nhân. Nhưng Ki Chin khẳng định là không, theo hắn phán đoán, dư luận đang xôn xao, tên tội phạm cũng sẽ có áp lực. Không dám ra tay nữa, hắn đã điều tra lâu như vậy, dù không có công thì cũng bỏ sức, lãnh đạo ít nhiều cũng phải nể mặt. Nhưng chỉ trong một tuần phải phá án, phải có câu trả lời cho công chúng, vừa tiễn lãnh đạo đi. Ki Chin đã nhận cuộc gọi, lại có thêm nạn nhân mới, là người mà Chi Húc đã bỏ lỡ. Ki Chin lập tức tới hiện trường, phát hiện dấu vết vật lộn và một cúc áo. Đây là khu vực do Chi Húc quản lý, Bung Sik đến bàn bạc nhưng Ki Chin không nể mặt. Yêu cầu họ đừng can thiệp, Bung Sik nhìn từ xa, ước tính nạn nhân đã chết 3 đến 4 ngày. Thật không khéo, 3 ngày trước họ đã bắt trộm ở đây, tên trộm đó có phải là hung thủ không? Bung Sik không báo chuyện này cho đội rượt bắt, lý do hơi phức tạp, nếu tên trộm là hung thủ thật thì đây là một công lớn. Nhưng vấn đề là Đô Trang đã thả tên trộm đi, bắt hắn trả lại số nhân sâm đã trộm, giờ không liên lạc được với hắn. Nếu hắn thực sự là hung thủ thì không phải là công, mà là tội. Xét đến mức độ nghiêm trọng, họ không dám che giấu. Lập tức báo cáo với Sang Bum, ông ta chỉ nói một câu, lập tức bắt tên trộm đó về. Họ đến nhà tên trộm để thu thập manh mối, tìm thấy một con dao rất giống với hung khí được phỏng đoán. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở nhà, bà nội đã sớm phát điên, bà bảo đảm cháu trai mình không giết người. Từ nhỏ đã đi nhà thờ cầu nguyện, làm sao có thể đi giết người được trái với ý Chúa, Đô Trang cũng thấy không giống. Nhưng đây không phải là vấn đề giống hay không, phải có bằng chứng để nói chuyện, nếu chỉ là trộm nhân sâm thì sao phải đổi điện thoại, chơi trò mất tích. Giờ tình hình rất bất lợi cho tên trộm, hắn đã mua một chiếc xe máy, camera gần hiện trường đã quay được hình ảnh của hắn, nếu cúc áo cũng là của hắn, thì dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Không lâu sau, Chi Húc biết danh tính của nạn nhân. Nhân viên bộ phận pháp lý của tập đoàn TG, Hey Chu, điều này khiến anh nhớ đến Tae Ho. Bên kia, chủ tịch Sung Dae của tập đoàn TG bị kết án 7 năm tù giam. Tae Ho vẫn luôn phụ trách việc này. Kế hoạch ban đầu là vô tội được thả, nhưng kết quả lại thành ra thế này. Sung Dae cần một lời giải thích. Tae Ho nghi thông tin mật bị dò dỉ, khiến bên công tố có được bằng chứng xác thực. Chỉ cần anh ta chứng minh được bằng chứng bên công tố có được bất hợp pháp, thì có thể được tuyên vô tội trong phiên tòa phúc thẩm. Sung Dae có cách nhìn nhận vấn đề khác với Tae Ho. Nếu ông ta ở trong tù, ai sẽ vui nhất? Ba người có mặt ở đó đều biết là ai, nhưng không ai muốn nói ra tên. Sau khi ra khỏi tù, Tae Ho nhận được tin bằng chứng của bên công tố là do nhà xanh cung cấp. Điều này có nghĩa là có người đã tố cáo với nhà xanh. Anh ta lập tức liên lạc với Hey Chu. Thật tiếc là điện thoại đã tắt máy. Anh ta gọi điện đến văn phòng để hỏi tung tích của Hey Chu. Mãi sau mới biết cô ta đã bị giết. Ngay lúc anh ta còn bàng hoàng, Nana đã đưa ra một quyết định quan trọng, phá đứa con mà cô ta vừa mới mang thai. Cùng lúc đó, tổ trọng án đi tìm tên trộm, đội rượt bắt cũng tìm đến và còn đến nhà tên trộm. Thế này thì sợ là không thể che giấu được nữa. Đô Trang và Chi Húc đang khám nghiệm hiện trường. Chi Húc là người đã bắt được tên trộm ở gần đây. Nếu tên trộm để lại đồ vật gì ở hiện trường thì chắc chắn sẽ bị coi là hung thủ. Chi Húc đưa ra một giả thiết, nếu tên trộm thực sự là hung thủ, khi bỏ trốn, hắn hẳn phải tránh xa nơi này chứ không nên chạy theo hướng này. Theo như Chi Húc tìm hiểu, hung thủ là người rất kín kẽ, tuyệt đối không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Lúc này, Đô Trang nhận cuộc gọi, biết đội rượt bắt đã theo dõi tên trộm. Đội rượt bắt cũng biết tổ trọng án đang bắt tên trộm, nhưng không rõ lý do cụ thể. Nhà của tên trộm đã bị tổ trọng án lục soát sạch. Đội rượt bắt đành đề nghị hỗ trợ. Bung Sik lập tức đi xin chỉ thị của Sang Bum. Sang Bum làm gì có cách, đành ngả bài, thú nhận mọi chuyện. Nhưng có một điều phải nhớ, không được liên quan đến ông ta. Quyết định thả tên trộm là do họ tự đưa ra, không báo cáo với ông ta. Hai người này rất tinh ranh, sao chịu ngoan ngoãn chịu tội? Không kéo Sang Bum xuống nước thì không chịu dừng. Sang Bum đành để hai người tùy cơ ứng biến trước. Ông ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Có sự đảm bảo của Sang Bum, hai người mới yên tâm đi gặp đội rượt bắt. Ki Chin muốn có đồ vật của tên trộm, muốn nhờ vả người khác thì phải hạ mình xuống chút. Nhưng hai người này rất gian xảo, không cho hắn cơ hội, luôn ngắt lời đúng lúc. Các tổ viên cũng rất phối hợp, khiến Ki Chin tức muốn ói méo. Ngay khi Ki Chin sắp nổi đóa thì Sang Bum xuất hiện đúng lúc. Hỏi Đô Trang đã bắt được tên trộm nhân sâm chưa? Ông chú trồng nhân sâm đã từng chu cấp cho ông ta đi học, không thể qua loa được. Đô Trang thuận tiện báo cáo lại tình hình. Nghe nói đội rượt bắt cũng đang bắt tên trộm, Sang Bum giả vờ rất ngạc nhiên. Đội rượt bắt rảnh thế à? Không bắt tội phạm giết người mà lại chạy đến đây bắt trộm. Chuyến đi của họ đành trở về trong vô ích. Đêm xuống, Tae Ho chìm trong đau buồn. Cái chết của Hey Chu như đã giáng một đòn mạnh vào anh ta. Không lâu sau, đội rượt bắt có manh mối mới, camera đã quay được mặt tên trộm. Họ đã lấy được một chiếc áo giống hệt chiếc áo tên trộm mặc. Nghe nhà sản xuất nói chỉ có họ sản xuất loại áo này, so sánh với cúc áo tìm thấy tại hiện trường, quả nhiên là giống nhau. Ki Chin lập tức ra lệnh truy nã. Bên kia, Đô Trang và Chi Húc đang chạy đôn chạy đáo bên ngoài, muốn tìm tên trộm thông qua đường dây xe máy. Đói bụng, họ đến tiệm gà rán của Eun Hye để ăn mì. Eun Hye lỡ miệng nói Đô Trang chuẩn bị chuyển sang nội cần. Chi Húc nghe thấy nhưng không nói gì, anh bỗng nhận được một cuộc gọi, biết vị trí của tên trộm. Anh lập tức lên đường cùng Đô Trang, anh sẽ tìm ra tên trộm bằng cách nào đây? Hóa ra người bán xe máy từng nói có người mua xe để đi, có người mua xe để đâm.
Chỉ cần đâm tốt thì có thể lừa được tiền bảo hiểm. Chi Húc đã liên hệ trước với công ty bảo hiểm. Khi xe của tên trộm xuất hiện, công ty bảo hiểm sẽ liên lạc với anh. Hai người vội vã đến bệnh viện, quả nhiên tên trộm đang ở đó, nhưng tên này làm quá nhiều chuyện xấu. Vừa thấy cảnh sát là chạy, không cho cơ hội nói chuyện, ba người đuổi nhau, bỏ lỡ tin tức tên trộm bị truy nã. Sau đó rẽ một góc, tên trộm lên xe máy, nhưng chưa được 2 giây đã ngã lăn ra đường, cuối cùng Đô Trang cũng có cơ hội nói. Anh bảo tên trộm đừng kích động, lần này đến không phải vì chuyện lừa bảo hiểm, nhưng kẻ có tật thì giật mình mà. Tên trộm không nghe lời khuyên, quay người bỏ chạy, kết quả có thể đoán trước, hắn liên quan đến hai vụ án. Một là vụ giết người hàng loạt váy trắng, hai là vụ trộm nhân sâm, nhưng Đô Trang nhận cuộc gọi, số nhân sâm bị trộm đã được trả lại. Số lượng gần như không thiếu, trước đó Đô Trang đã dặn tên trộm trong vòng 3 ngày phải trả lại số nhân sâm đã trộm. Tình hình hiện tại cho thấy tên trộm chỉ đơn thuần là trộm nhân sâm, không liên quan đến vụ án giết người hàng loạt váy trắng, nhưng vấn đề là tên trộm đã chết vì cấp cứu không kịp, mọi chuyện trở nên phức tạp, Đô Trang quyết định báo cho gia đình trước. Mọi người đẩy đưa nhau, không ai muốn nhận việc này, bất đắc dĩ, Đô Trang tự mình ra mặt, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Sang Boom đã đến khen ngợi, đội rượt bắt mất 3 tháng cũng không bắt được người, vậy mà họ lại bắt được. Đây là chuyện tốt, tổ trọng án có công lớn, đặc biệt là Đô Trang, nhưng Đô Trang không chịu nổi. Dù sao thì người cũng đã chết, Chi Húc đi cùng anh để báo cho gia đình, anh vẫn luôn tự trách nếu báo cho đội rượt bắt trước. Không cố chấp bắt người để tranh công thì tên trộm đã không chết, nếu cẩn thận hơn, đợi lực lượng hỗ trợ đến rồi mới bắt. Đáng tiếc là không có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra, đành chấp nhận, đối mặt với gia đình tên trộm. Đô Trang không biết mở lời như thế nào, Chi Húc khá dứt khoát, nói tình hình cho đối phương biết, tên trộm trong quá trình chạy trốn đã băng qua đường. Xảy ra tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp đã chết, nếu có thắc mắc về quá trình, họ sẽ gửi chi tiết qua văn bản. Điều này khiến bà cụ rất đau lòng, may bà đủ mạnh mẽ, không vì thế mà gục ngã. Đô Trang cảm thấy Chi Húc hơi quá đáng, dù sao thì tên trộm cũng bị họ truy đuổi đến chết, sao có thể không có chút áy náy nào, lại nói thẳng thắn với gia đình như vậy. Chi Húc có suy nghĩ khác, đây là tai nạn xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ, họ phải chấp nhận, chứ không nên đắm chìm trong sự tự trách. Đô Trang quan tâm việc hắn chỉ trộm nhân sâm chứ không giết người, không đáng chết thảm như vậy, nhưng tội danh giết người là do đội rượt bắt quy kết, không liên quan đến họ. Thấy bà đi ra khỏi nhà xác, Đô Trang chỉ biết liên tục xin lỗi, nhưng bà lại nói không cần. Coi như đã nhận được hình phạt thích đáng, Đô Trang cảm thấy áy náy, bảo bà đừng tin những gì trên báo. Hắn không phải là kẻ giết người, nhưng lời nói của bà lại khiến anh đau khổ hơn. Có thì sao, không thì sao, người đã chết rồi, còn có thể thay đổi được gì. Bên kia, Sang Boom tổ chức họp báo tuyên bố đã bắt được hung thủ vụ án giết người hàng loạt váy trắng. Đội rượt bắt Hì Hục 3 tháng, công lao đều bị ông ta cướp mất, Ki Chin tức muốn chết. Đô Trang về nhà nghỉ ngơi, trò chuyện với Eun Hee một lúc. Eun Hee nghe nói anh muốn chuyển sang làm bên nội cần, tưởng là do ảnh hưởng từ chuyện của bố. Cô bé khuyên anh đừng tự trách, phải ở lại tổ trọng án, tiếp tục đòi lại công lý cho nhân dân. Nhớ đến Dae Chun chết oan và bà cụ đáng thương, Đô Trang rất đau khổ. Không lâu sau, Sang Boom khen thưởng tổ trọng án. Mọi người đều rất vui, chỉ có Chi Húc và Đô Trang không cười nổi. Mọi người trở về văn phòng, một ông lão tìm đến tặng đồ uống để bày tỏ lòng cảm ơn. Ông là ông nội của Hae Chu, việc bắt hung thủ cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của ông. Lời an ủi từ gia đình nạn nhân khiến tâm trạng mọi người buồn đi. Vì họ không chịu nổi, Chi Húc mặc kệ, mở đồ uống ra uống cạn, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ. Anh thản nhiên nói sau này sẽ cố gắng, xứng đáng với chai đồ uống này. Cùng lúc đó, Tae Ho đến tìm Dung Chê ở viện nghiên cứu, muốn hỏi thăm vài chuyện, nhưng Dung Chê không nể mặt, Tae Ho không từ bỏ, Dung Chê đi ăn cơm với bố vợ. Giữa chừng bố vợ nhận cuộc gọi, biết công ty nhận được một đơn hàng lớn trị giá 30 tỷ, bên A là công ty con của tập đoàn TG. Dung Chê lập tức hiểu ra đây là tác phẩm của Tae Ho, người ta đã hào phóng như vậy, sao hắn có thể không đáp lại. Tối hôm đó đã hẹn Tae Ho ra ngoài, công ty bị hủy hợp đồng mối trị giá 30 tỷ chắc chắn sẽ không dễ chịu, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Tae Ho nói không cần lo lắng, anh ta sẽ không gây rắc rối cho Dung Chê, nếu đối phương cứ không ngừng nghỉ, anh ta sẽ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Nói đến mức này, Dung Chê chỉ còn cách thỏa hiệp, anh ta muốn điều tra một chuyện rất đơn giản, đó là ai đã cung cấp thông tin tình báo cho nhà xanh. Câu trả lời của Dung Chê nằm ngoài dự đoán của anh ta, hắn tưởng là do anh ta cung cấp, còn giờ anh ta hỏi như vậy thì Dung Chê không biết. Điều này khiến anh ta nhớ đến Hae Chu đã chết thảm. Hôm công ty bị điều tra, mọi người đều bận rộn tiêu hủy tài liệu. Anh ta bảo Hae Chu làm một việc, đến văn phòng anh ta lấy laptop và tìm cách tiêu hủy hoàn toàn. Khi công tố viên đến, Dung Geun có mặt ở đó. Sau khi nghỉ hưu, hắn đã đến đây làm việc. Hae Chu đã tránh được tầm mắt của công tố viên, nhưng không thoát khỏi đôi mắt của Dung Geun. Hae Chu được ông nội nuôi lớn, ông nội không có gì vướng bận trên đời, chỉ có điều không yên tâm về cô. Giờ cô đã mất, ông cũng không còn lý do để sống nữa. Tổ trọng án đến tiệm gà rán của Eun Hee liên hoan, Đô Trang có tâm sự, nói chuyện rất khó nghe. Mọi người đều khen gà rán của anh rất ngon, chỉ có Đô Trang luôn chê bai, Chi Húc cũng nói không ngon. Eun Hee tức giận bưng gà rán của họ đi, mọi người đều biết Đô Trang đang không vui, nhưng Sang Boom đều như đội rượt bắt, đều muốn lợi dụng chuyện này để kiếm chút lợi. Họ nhận khen thưởng hợp lý cũng coi như chấm dứt chuyện này.
Sao lại không vui chứ? Hơn nữa lỗi không phải do họ. Cho dù tên trộm không phải là hung thủ, thì cũng là trách nhiệm của đội rượt bắt, không liên quan đến họ. Chi Húc thấy có lý, Chi Bằng nâng ly chúc mừng, để chuyện này trở thành quá khứ. Ly này Đô Trang không uống, Bung Xích lại đề nghị nhường công lao cho Đô Trang, để Đô Trang được thăng chức. Mọi người lại cũng ly. Lần này Đô Trang chỉ nhấp môi. Chi Húc tiếp lời, tên trộm chỉ ăn cắp nhân sâm chứ không giết người. Điều đó có nghĩa là vụ án giết người hàng loạt váy trắng vẫn chưa kết thúc. Trước đây xảy ra ở khu vực khác thì thôi, họ không quản lý được, giờ xảy ra ở khu vực của họ thì phải quản lý. Đô Trang bỗng hứng thú, hỏi ý của cậu là gì? Mọi người vốn đã nghĩ như vậy, đến nước này, mọi người chỉ còn cách hưởng ứng. Đô Trang chủ động nâng ly, tâm trạng tốt thì rượu cũng ngon hơn, uống xong còn không quên khen gà rán của em gái ngon tuyệt. Hôm sau Chi Húc đến tập đoàn TG, muốn xem những thứ Hechu để lại, nhưng hầu hết đồ đạc đã được gửi về nhà. Dung Gân đến chào anh, tiện thể hỏi anh sao lại điều tra Hechu. Đội rượt bắt không phải đã kết án rồi sao? Anh nói là vụ án khác. Dung Gân muốn tiếp tục hỏi nhưng anh đã dừng lại. Sự xuất hiện của anh khiến Dung Gân cảm thấy nguy cơ. Năm xưa, câu thời hiệu truy tố công khai vụ bạo lực đặc biệt là 7 năm, Dung Gân vẫn còn nhớ rõ. Trước khi rời đi, Chi Húc lại phát hiện người quen cũ Tae-ho. Tae-ho đi cùng Sang-woo rất ghét Nana. Sau khi phiên tòa xét xử Sung Dae kết thúc, ông ta chỉ gặp Nana và Tae-ho. Sang-woo muốn biết lý do. Tae-ho nói chủ tịch có việc tìm anh ta, Nana chỉ đi theo. Sang-woo cảm thấy Nana gần đây hơi kỳ lạ, có vẻ như đang lên kế hoạch gì đó. Anh ta nói sẽ đi tìm hiểu. Sang-woo bắt đầu nghi lòng trung thành của anh ta. Anh ta và Nana là vợ chồng, nếu có tin tức bất lợi cho Nana, anh ta có nói thật không? Anh ta nói là vợ chồng nhưng chỉ là vợ chồng. Sang-woo khá hài lòng với câu trả lời này. Trước khi đi, Sang-woo lại nhắc đến Hechu, nói cô ta không trung thành, nhưng chết thật đáng tiếc. Tae-ho không trả lời. Không lâu sau, đài truyền hình thảo luận về vụ án giết người hàng loạt váy trắng, đổ lỗi sở thích mặc váy trắng cho nạn nhân của hung thủ là do bạn gái cũ của hắn. Bạn gái cũ là y tá, sau khi chia tay, tên trộm thường theo dõi, sau đó chuyển tình yêu méo mó sang những phụ nữ lạ. Ki-jin đang xem TV thì bất ngờ nhận cuộc gọi của Jung-geun, hẹn hắn ra ngoài ăn tối. Hắn là người kế nhiệm Jung-geun, vài hướng đi về vụ án này cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của Jung-geun. Lần này Jung-geun tìm hắn là vì lo lắng về Chi-húc. Vụ án đã kết thúc nhưng Chi-húc vẫn đang điều tra Hechu. Với sự hiểu biết của Jung-geun về Chi-húc, anh hẳn đã tìm ra manh mối quan trọng. Hy vọng Ki-jin có thể tìm hiểu kỹ về Chi-húc, tiện thể làm vài việc để vụ án giết người hàng loạt váy trắng không có khả năng thứ hai. Nhưng giấy không gói được lửa, khi tin tức nổ ra, Đô Trang và Chi Húc đã đi tìm bạn gái cũ đó, cô đúng là y tá. Nhưng khi yêu tên trộm thì chưa làm nghề này, cũng không mặc đồng phục y tá nào, chuyện theo dõi càng vô lý. Lý do hai người chia tay vì hắn quá trăng hoa, khi hẹn hò với cô, hắn còn hẹn hò với phụ nữ khác, loại người này sao có thời gian rảnh rỗi để theo dõi cô. Nói như vậy thì động cơ phạm tội mà đội rượt bắt đưa ra là không có cơ sở. Hai người trình bày tình hình với Sang-bum và nói sẽ điều tra lại. Sang-bum nêu ra vấn đề quan trọng. Cúc áo tìm thấy tại hiện trường là của tên trộm. Đây là bằng chứng thép. Chi Húc nói cúc áo và vết vật lộn là do anh để lại khi bắt tên trộm. Sang-bum vẫn không chịu nhượng bộ. Đã mở họp báo rồi, điều tra lại chẳng phải là tát vào mặt ông ta sao? Nhưng Đô Trang có cách đối phó với ông ta, đặc điểm của Chi Húc là gì? Một người giàu có và chính nghĩa, nếu Sang-bum cố tình ngăn cản, anh không thể đảm bảo Chi Húc sẽ làm gì, lỡ như Chi Húc mua chuộc phóng viên. Nói sự thật với công chúng thì sao? Đến lúc đó đừng nói là tát vào mặt, e còn mất hết danh dự. Bất đắc dĩ, Sang-bum chỉ còn cách đồng ý cho họ nghỉ một tuần, tức là điều tra riêng, không được công khai. Nếu một tuần sau không có kết quả, vụ án này sẽ dừng lại. Cùng lúc đó, Ki-jin nghe theo ý kiến của Jung-geun, tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tổ trọng án chỉ có vài tài liệu hạn chế. Đội rượt bắt chắc chắn sẽ không phối hợp, con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng không thể ngăn cản bước chân của họ. Đô Trang bất ngờ nhận cuộc gọi của In-bum. Ông muốn đến nơi Hechu xảy ra chuyện để xem, nói là đi xem, thực ra là muốn tìm cái chết. Lúc này, một vụ án mạng khác đang xảy ra, ba người cùng nhau đến hiện trường vụ án. In-bum tuổi đã cao nên phải nghỉ ngơi chút. Chi Húc bỗng nghe thấy tiếng động xung quanh, nhưng Đô Trang không để ý, nửa đêm thế này thì có gì chứ, chắc là lợn rừng. Sau khi In-bum nghỉ ngơi xong, ba người cùng đến hiện trường. Chi Húc kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ nằm ở nơi Hechu từng nằm, liên tưởng đến tiếng động vừa rồi. Anh lập tức đuổi theo, Đô Trang an ủi In-bum rồi cũng đuổi theo, Đô Trang và Chi Húc đuổi theo. Nhưng đến đường lớn thì mất dấu, họ chặn một chiếc xe đi ngang qua, dù là tài xế nữ, song vẫn không làm họ hết nghi ngờ. Đô Trang đi kiểm tra cốp xe, lúc này, một chiếc xe buýt đi ngang qua, Chi Húc hỏi cô ta có thấy người khả nghi nào trên đường không. Cô ta nói không, hai người đành quay lại hiện trường, nạn nhân mới mặc váy trắng. Điều này chứng tỏ tên trộm không phải là hung thủ, ý định tìm cái chết của In-bum vì thế mà chấm dứt. Bên phía Ki-jin vừa tiêu hủy xong tài liệu thì nhận được tin có nạn nhân mới. Hiện trường đã được tổ trọng án tiếp quản, Ki-jin dẫn người đến, hắn không tỏ ra cứng rắn như lần trước mà là tìm Đô Trang và Chi Húc để bàn bạc. Câu hỏi đầu tiên là sao hai người lại xuất hiện ở đây, không có gì phải giấu giếm, họ đưa gia đình nạn nhân đến xem hiện trường. Hoàn toàn tình cờ, Ki-jin nghi hai người đã nắm được manh mối gì đó,
Chi Húc nghe xong bèn biết hắn đã tiếp xúc với Dung Gân, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên trộm đã bị oan, sao hung thủ thực sự lại giết hai người ở cùng một địa điểm, vì hắn không muốn tên trộm cướp mất vinh quang của mình. Ki Chin không dây dưa vào chuyện này, hắn nói thẳng sẽ tiếp quản vụ án này, sau đó sẽ gửi công văn cho tổ trọng án. Chi Húc ngăn Đô Trang đang nóng nảy lại, người ta làm theo quy trình, họ không cần phải tranh cãi chỉ tốn thời gian, công văn vẫn sẽ được gửi xuống, họ vẫn sẽ tiếp quản vụ án. Thay vì thế, tốt hơn hết là đi tìm manh mối, lãnh đạo đội rượt bắt tự mình đến hiện trường. Ông ta cũng rất đau đầu, không chỉ phải đối mặt với cấp trên phạt, còn phải đối mặt với dư luận đáng sợ. Để kéo chân đội rượt bắt, Đô Trang đã gọi một nhóm lớn phóng viên đến hiện trường. Ki Chin chỉ còn cách ra mặt giải thích dù nạn nhân mặc váy trắng. Nhưng địa điểm xảy ra án mạng giống với vụ án thứ tư, đây là tình huống chưa từng xảy ra. Phán đoán của cảnh sát là giết người bắt trước, không liên quan đến vụ án giết người hàng loạt váy trắng. Cùng lúc đó, tổ trọng án đã điều tra được danh tính và hành tung của nạn nhân. Khoảng 5 giờ chiều rời trường đến quán cà phê gần đó. Khoảng 7 giờ 30 phút lên xe buýt, khoảng 8 giờ xuống xe ở trạm dừng gần nhà, khu vực gần đó không có camera nên không thể xác định được hành tung sau đó. Vụ này khớp với đặc điểm của vụ án giết người hàng loạt váy trắng, bị bắt cóc ở khu vực không có camera, hung thủ chắc chắn đã đến địa điểm này trước. Chi Húc nhớ ra một chuyện, gần nhà nạn nhân có một hộ gia đình chất rất nhiều đồ chuyển phát nhanh trước cửa, có lẽ camera hành trình của xe chuyển phát nhanh đã quay được gì đó. Đến công ty chuyển phát nhanh lấy video, khoảng 7 giờ 20 phút quay được cảnh một người đàn ông đeo ba lô đứng sau cột điện, có lẽ đã đợi nạn nhân ở đây từ trước, hung khí giấu trong ba lô. Sung-gun có ấn tượng với nạn nhân nhưng lại không nhớ gì về ba lô, Đô Trang bắt đầu nghi phán đoán của Chi Húc, người đàn ông đeo ba lô có lẽ chỉ đi tiểu hoặc tránh xe. Không có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh hắn là hung thủ, Chi Húc bình tĩnh phân tích, thông thường, chỉ cần tránh xe thì chỉ cần tránh sang một bên là được. Ai lại cố tình quay lưng về phía xe chứ, điều này chứng tỏ hắn có vấn đề. Chi Húc để lại ảnh ở công ty xe buýt, với hy vọng tài xế đã từng thấy hắn sẽ chủ động cung cấp manh mối. Người khác đều đang thảo luận, nhưng có một người ngoại lệ, hắn chỉ cười khẩy, có phải hắn là hung thủ thật không? Đội rượt bắt hiện đang ở trong tình thế khó xử, vốn đã tuyên bố kết thúc vụ án, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này. Viện Khoa học Quốc gia đã đưa ra kết luận, thủ đoạn gây án giống với những lần trước, có thể khẳng định chắc chắn là cùng một người gây ra. Điều này khiến Ki Chin không biết phải xử lý thế nào. Nghe nói tổ trọng án có manh mối mới, hắn lập tức chạy đến để dò hỏi tin tức. Chi Húc đưa ra một điều kiện, chia sẻ thông tin tình báo. Tổ trọng án cung cấp nguồn gốc của ảnh, đội rượt bắt công khai hồ sơ vụ án trước đó. Thấy đội rượt bắt có vẻ không muốn, Đô Trang bèn thay đổi điều kiện. Không cần hồ sơ vụ án gì cả, chỉ cần đừng cản trở cuộc điều tra của họ là được. Sau khi có được thông tin liên quan, Ki Chin lập tức thay đổi hướng điều tra. Tập trung điều tra người xung quanh nạn nhân Sun Mi, xem ai có ba lô đen. Hướng điều tra của tổ trọng án khác với đội rượt bắt, họ không thu hẹp phạm vi mà mở rộng vô hạn. Thu thập tất cả các video giám sát liên quan từ vụ án thứ nhất đến vụ án thứ năm, tổng cộng là 278 giờ. Cả khi xem liên tục 24 giờ một ngày cũng phải mất hơn 10 ngày. Nếu 6 người cùng xem thì cũng phải mất 2 ngày. Dù hơi vất vả và cách hơi lỗi thời, nhưng đây là cách hiệu quả nhất hiện nay. Đông Úc tìm được ba lô cùng loại. Tiếp theo là xem camera ngày đêm. Lần này Sang Boom không ngăn cản, còn dặn dò không được giao cho họ vụ án mới. Để họ tập trung điều tra, bắt được hung thủ là chuyện tốt, ông ta cũng có lợi, không bắt được thì thôi, cũng chẳng mất mát gì. Cùng lúc đó, Sung-gun bắt đầu hành động, vì cảnh sát đang điều tra về ba lô, nên hắn thuận nước đẩy thuyền, tìm người đổ tội. Mục tiêu nhắm đến là bạn học của Sun-mi, người có ba lô đen cùng loại. Đội rượt bắt mau vào cuộc, tổ trọng án đã thức trắng 2 ngày 2 đêm để tìm ra 30 ba lô cùng loại. Tiếp theo là đi điều tra, loại trừ từng người một. Chi Húc nhận cuộc gọi của Sung-gun, nói có tình hình quan trọng cần báo cáo. Đô Trang cùng anh hành động, Sung-gun cũng khá táo bạo, dám chủ động liên lạc với cảnh sát. Hắn nói với hai người có ấn tượng với ba lô đen đó, câu hỏi của Đô Trang khá hóc búa. Thông thường, mọi người sẽ chú ý đến người, sao anh lại chú ý đến ba lô? Hắn suy nghĩ chút, nói lúc đó đã xảy ra vài chuyện đặc biệt, trên xe chỉ có hai hành khách, một là Sun-mi, một là Ho-chun. Người sẽ gánh tội thay hắn, theo lời hắn nói, Ho-chun như đang quấn lấy Sun-mi và còn nói sẽ đưa cô ta về nhà. Sun-mi tỏ ra không kiên nhẫn, từ chối ý tốt của Ho-chun nhưng Ho-chun vẫn không buông tha. Vì trời đã tối, hắn lo lắng cho sự an toàn của cô gái nên đã nhìn nhiều hơn chút, vì vậy mới có ấn tượng sâu sắc với Ho-chun và ba lô đen. Đô Trang không tin lời một chiều từ hắn. Hai ngày nay, tổ trọng án vẫn luôn xem camera nhưng không thấy câu chuyện mà hắn kể. Hắn vội nói đó là chuyện xảy ra cách đây một tháng, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này, nhưng là nhân chứng quan trọng. Hắn đã thu hút sự chú ý của Đô Trang và Chi Húc trước khi hai người rời đi. Vừa lúc có một chiếc xe buýt đi vào, Chi Húc nhìn thoáng qua các trạm dừng được ghi trên thân xe, như suy nghĩ điều gì đó. Cùng lúc đó, Ho-chun bị đưa về đội rượt bắt để thẩm vấn. Nếu chỉ là ba lô thì không sao, vấn đề là bên trong có điện thoại của Sun-mi, điều này không thể giải thích được. Đội rượt bắt khăng khăng cậu ta là hung thủ, kịch bản đã được viết sẵn. Cậu ta đơn phương thích Sun-mi, song bị từ chối nhiều lần nên ôm hận trong lòng, ra tay giết người.
Lãnh đạo nhận được tin tức đã đến ngay, dặn dò Ki-jin mau kết án, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Bên kia, Đô Trang và Chi-hook đến tìm Ho-chun thì biết cậu ta vừa mới bị bắt đi. Đô Trang rất bình tĩnh vì đội rượt bắt đã đi trước một bước. Vậy thì tạm thời từ bỏ manh mối Ho-chun, giao cho đội rượt bắt xử lý. Họ cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Đêm muộn, Sung-gun đang làm chở khách thì cô gái tên Cho-ji đi quá trạm, say xỉn và yêu cầu hắn dừng xe. Sung-gun khuyên không thể dừng giữa chừng. Đến trạm tiếp theo, nhưng Cho-ji không chịu, khăng khăng đã bấm chuông nhưng hắn không nghe thấy. Sau đó, cô ta mượn men say nói lời khó nghe. Sung-gun trừng mắt nhìn cô ta không nhận ra nguy hiểm, tiếp tục làm ầm ĩ. Một ông lão ngồi cạnh bèn hòa giải, khuyên Sung-gun đừng chấp nhặt với trẻ con. Sung-gun dừng xe bên đường, nhưng Cho-ji không xuống xe. Yêu cầu hắn đưa cô ta về trạm vừa rồi, hắn đã thỏa hiệp thì thỏa hiệp đến cùng. Sung-gun đưa cô ta đến nơi. Nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, cô ta không biết điều, còn tưởng Sung-gun có ý đồ xấu với mình, nói Sung-gun là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Sung-gun là người ít nói, nhưng trong lòng đã tuyên án tử cho cô ta. Sáng hôm sau, Eun-hee chuẩn bị đi thi cảnh sát. Đô Trang định đưa cô bé đi một đoạn, nhưng càng như vậy, cô bé càng áp lực, tự đi thì tốt hơn. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh sát đưa đi, không phải cô bé phạm tội gì, mà là do bạn cũ kéo cô bé xuống nước, nói là cùng cô bé đi ăn trộm đồ. Bên kia, Chi-hook tranh thủ đi tìm người quen cũ, là nạn nhân bị Sang-woo oánh dập dã man 2 năm trước. Chi-hook còn nhắc lại chuyện đó khiến cô ta rất ngạc nhiên, nhưng vì vài lý do, cô ta vẫn im lặng không nói. Chi-hook không tiếp tục dây dưa. Vừa lúc nhận cuộc gọi của Eun-hee, trước khi đi, anh nhìn lại và phát hiện một người quen cũ, Nana đã làm chứng cho Tae-ho trước đây. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của anh, nạn nhân đã bị tập đoàn Tae-ji đe dọa. Anh đến đồn cảnh sát tìm Eun-hee, tiện thể cảnh cáo bạn cô bé. Đừng nghĩ Eun-hee có quan hệ tốt với cảnh sát hình sự, kéo Eun-hee xuống nước thì có thể thoát thân. Phải biết Eun-hee là người nhà với tôi, đã dám động đến người nhà của tôi thì phải chịu hậu quả tương ứng. Eun-hee không chỉ là người nhà của tôi, con bé còn như con gái của Đô Trang. Tôi tốt tính, có thể giải quyết chuyện này lý trí, nhưng với tính nóng của Đô Trang, nếu biết Eun-hee ở đây, chắc chắn sẽ đến đây làm loạn. Uy danh của Đô Trang đã truyền khắp ngành này, để tránh rắc rối không đáng có, cảnh sát quyết định thả Eun-hee. Hơn nữa còn có lời đảm bảo của Chi-hook, nếu Eun-hee có tội thật thì anh sẽ chịu mọi trách nhiệm. Sau chuyện này, tâm trạng Eun-hee rất tệ. Cô bé đã cố hết sức để thoát khỏi quá khứ, nhưng không thể thoát khỏi. Bên kia, các tổ viên đi điều tra manh mối về ba lô, vô tình bắt được một tên buôn ma túy. Nếu đào sâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ lập được công lớn, nhưng Sang-bum lại yêu cầu họ giao người cho phòng chống ma túy, cá nhỏ không đáng để họ ra tay. Hãy tập trung vào vụ án váy trắng. Cùng lúc đó, Tae-ho và Jung-jae gặp nhau. Ban đầu Tae-ho định nhờ Jung-jae giúp giải quyết ổn thỏa chuyện của Sung-dae. Nhưng hắn lại không giúp được, Tae-ji liên quan đến một mắt xích quan trọng trong xây dựng quốc gia, hơn nữa hủ tục cha truyền con nối cần thay đổi, nói trắng ra là muốn để Tae-ji đổi chủ. Tae-ho lập tức báo tin cho Sung-dae, nhà xanh chuẩn bị bắt tay với tập đoàn Mark-wen để thâu tóm tập đoàn Tae-ji, vì vậy Sung-dae không thể ra ngoài ngay được, ông ta cũng rất ung dung. Không ra ngoài được thì ở đây đối phó, Tae-ji là tâm huyết cả đời của ông ta, không thể để người khác cướp đi như vậy. Theo ông ta, để Tae-ho tiếp quản là tốt nhất, tin trong nội bộ chắc chắn cũng có người nghĩ như vậy. Nhiệm vụ của Tae-ho là tìm ra người này, nếu không tìm ra được thì là anh ta. Gần đây Nana đi lại rất thân thiết với người phụ trách của Mark-wen, Michael, họ tuy là bạn học nhưng giờ là kẻ địch. Đi lại thân thiết như vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào. Buổi tối, Sang-bum không liên lạc được với con gái, bảo các tổ viên đi tìm. Hai người vốn không muốn đi, nhưng sau khi xem ảnh thì đổi ý định, vội vã đi đón con gái Sang-bum là Bo-kung và đưa cô đến tiệm gà rán. Cô vừa thấy Sang-bum đã bật khóc lóc kể lể, cô mới vào công ty nên không tránh khỏi sai sót, chỉ một sai sót nhỏ thôi mà công ty lại thổi phồng lên thành sắp phá sản. Đô Trang và Chi-hook cũng đến đây, lúc thấy Chi-hook, Bo-kung đã siêu lòng, còn Jae-hung cũng bị Bo-kung cưa đổ. Thậm chí còn có một sự tự tin kỳ lạ, Bo-kung cũng yêu mình. Bên kia, Ho-chun bị thẩm vấn cả ngày, tinh thần gần như suy sụp. Cậu ta nhấn mạnh lúc xảy ra án mạng, cậu ta ở nhà uống rượu, nhưng không có ai chứng minh. Ngược lại, điều này lại khiến đội rượt bắt chú ý, nói cậu ta say rượu không kiềm chế được cơn tức giận, nên đã giết Sun-mi vẫn luôn từ chối cậu ta, bị tra tấn về tinh thần và thể xác. Cuối cùng cậu ta đã thỏa hiệp, gánh tội danh vô căn cứ này. Không lâu sau, Đông Úc tình cờ lên xe buýt tuyến 819. Khi chuẩn bị xuống xe, anh nhìn vào sơ đồ tuyến xe buýt và từ bỏ ý định xuống xe, tiếp tục xác nhận suy nghĩ của mình trên chiếc xe này. Chỉ trong một ngày, Bo-kung đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hôm qua còn đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Hôm nay đã được điều đến trụ sở chính của Tae-ji để thay thế vị trí của Hae-chu. Cùng lúc đó, Cho-ji đã chọc giận Sung-gun tối qua, đã lên xe buýt, Đung Úc ở trên xe. Sung-gun ở dưới xe, có vẻ như là đến để do thám. Đội rượt bắt đưa Ho-chun đến xác nhận hiện trường. Ki-jin thấy dáng vẻ của cậu ta, xác định cậu ta vô tội và bảo cấp dưới cho về nhà. Xem ra Ki-jin cũng không phải là người quá xấu, không vì nóng vội lập công mà oan uổng người tốt. Bên kia, Đung Úc kể cho mọi người nghe về phát hiện của mình. Xe buýt tuyến 819 đi qua nhà của tất cả các nạn nhân, ngoài Hae-chu. Điều này có thể xác định phương tiện đi lại của hung thủ là xe buýt. Khi giết Hae-chu, có thể đã sử dụng một phương tiện đi lại khác. Vậy thì vấn đề đặt ra là họ đã xem camera của xe buýt nhưng không thấy người khả nghi,
Chi Húc bỗng nhớ ra một chuyện, ngày Sun Mi bị hại, họ đã để vụt mất hung thủ. Lúc đó tình cờ có một chiếc xe buýt tuyến 819 đi qua, trong khi đó, xe buýt tuyến 819 không theo tuyến đường đó. Điều này chứng tỏ gì? Hung thủ là tài xế xe buýt Sung-gun, kể cả có bị camera quay chúng cũng sẽ không gây chú ý. Đêm muộn, Cho-ji xuống xe về nhà, còn Sung-gun thì đi theo sau. Đến một con đường vắng vẻ, Cho-ji ngồi xổm xuống nôn, có vẻ như cô ta đã uống khá nhiều rượu. Sung-gun quan sát xung quanh, chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, tổ trọng án đến công ty xe buýt và biết hiện tại có hai xe đang hoạt động. Một xe sắp đến điểm cuối, còn xe kia thì mới đi được một nửa đường. Đô Trang chuẩn bị đi xác nhận thì người phụ trách lại tiết lộ thêm một thông tin. Còn một xe nữa đang đi thì bị hỏng và phải đưa đi sửa. Tài xế là người mà Đô Trang và Chi Húc đã gặp trước đó. Mọi người lập tức tới nơi ở của Sung-gun. Có vẻ như đây là một nhà máy bỏ hoang khá lớn, tìm kiếm một lượt nhưng không có kết quả gì. Bên kia, Sung-gun thay cho Cho-ji một chiếc váy trắng, tô son môi. Cô ta đã nhận ra lỗi lầm của mình và liên tục xin lỗi hắn, mong hắn tha cho cô ta một mạng. Sung-gun tuy miệng nói sẽ tha, nhưng cô ta đã thấy mặt hắn, thì sao hắn có thể để cô ta sống? Cô ta không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ cần có một tia hy vọng sống thì phải nắm bắt. Sung-gun bảo cô ta quay lưng lại và sám hối về hành vi của mình. Chỉ cần nói đủ hay, đủ chân thành thì sẽ tha cho cô ta. Cô ta ngoan ngoãn làm theo. Vừa xin lỗi vừa cầu xin tha thứ, Sung-gun giơ con dao trong tay lên, nhưng chưa kịp đâm thì bị tiếng pháo hiệu cắt ngang. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Cho-ji phản ứng trước, vội bỏ chạy. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát ập đến. Điều động nhiều cảnh sát như vậy, có lẽ Sung-gun không thể trốn thoát, chỉ xem có thể cứu được Cho-ji hay không. Cô ta chạy mệt, nghỉ ngơi chút, ngẩng đầu lên thấy ánh đèn không xa, nhưng chưa kịp kêu cứu thì đã bị Sung-gun bịt miệng. Sung-gun đâm cô ta mấy cái thật mạnh, đang chuẩn bị xử thì bị một tiếng súng cắt ngang. Đô Trang đến, hắn vội bỏ chạy. Đô Trang không vội đuổi theo, đã xác định được nghi phạm, cảnh sát cũng đã bao vây cả ngọn núi, sớm muộn gì cũng bắt được. Việc cấp bách giờ là cứu người. Sung-gun nhận ra mình không còn đường thoát, quyết định dùng cách khác. Hắn tự tiêm cho mình một mũi, đợi đến khi bị bắt thì sẽ không còn bình thường nữa. Đây là muốn giả điên để qua ải. Khi bị thẩm vấn, hắn nói mình không biết gì cả. Đô Trang tức run người, Chi-ung mang đến một báo cáo, xét nghiệm Mai Thúy có kết quả dương tính. Sung-gun bỗng lên tiếng nói nhớ ra rồi, cô ta thấy hắn thật thà nên muốn lừa tiền hắn. Đô Trang sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng Chi-húc rất bình tĩnh. Nhìn vào hành động của Sung-gun thì hắn đã tính toán trước mọi tình huống và đưa ra phương án đối phó. Nếu tiếp tục thẩm vấn, hắn sẽ nói mình đang trong tình trạng tinh thần yếu nên mới nhận tội, vì vậy không thể vội, cứ từ từ, cứ theo dõi hắn là được. Sung-gun ở trong đồn cảnh sát một đêm, nhận ra kế hoạch này có vẻ không khả thi, vì vậy hắn thay đổi chiến lược, dập mạnh đầu vào lan can để chứng minh mình không bình thường. Kể cả cuối cùng có bị kết án thì cũng chỉ bị vài năm tù. Bên kia, Nana bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Hae-chu, điều này khiến Tae-ho hơi lạ. Sang-woo nói thế thì không nói, Nana cũng nói vậy. Rốt cuộc là ai làm vậy? Tối hôm xảy ra án mạng, anh ta còn gặp Nana. Xác nhận Nana đã xử lý xong cuốn sổ tay, định rủ Nana đi ăn tối, nhưng Nana lại nói đã hẹn với người khác, vậy thì người hẹn Nana đi ăn tối rất đáng ngờ. Sang-woo gọi Tae-ho đến hỏi dạo này Nana đang bận gì, trong khi mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của Nana, anh ta nói Nana không khỏe, không làm gì cả. Sang-woo cười, Nana nghĩ gì sao mà anh ta đoán được, phải biết Nana đã nói dối thì còn có thể lừa cả chính mình. Cùng lúc đó, Nana gọi Jung-geun đến nói chuyện về chuyện 2 năm trước, đặc biệt là Chi-húc luôn bám giết chuyện này. Sự xuất hiện trở lại của Chi-húc khiến Nana cảm thấy bất an. Jung-geun từng là cấp trên của Chi-húc, cô ta hy vọng hắn có thể đi điều tra xem Chi-húc đang điều tra chuyện gì, trong khi giữa cô ta và Jung-geun như có một bí mật không thể nói ra. Bí mật này đã trói chặt hai người lại với nhau để thu phục lòng người. Cô ta nói cốc mà hắn dùng là do bố cô ta tự mình mang về từ Nhật. Cô ta rất trân trọng, không tùy tiện cho người khác dùng. Jung-geun hiểu ý cô ta, lập tức sắp xếp cho bố cung đi làm một việc. Bên kia, Đô Trang tiếp tục thẩm vấn Sung-gun. Hắn tỏ ra vô tội, nói cô gái kia trêu chọc trước, hành khách trên xe đều thấy. Chỉ tại hắn tốt tính nên mới nhịn được, nếu là người khác thì đã ra tay từ lâu rồi. Sau đó hắn không nuốt trôi cục tức này, nên muốn cho cô ta một bài học. Ngụ ý là không giết người, vậy thì Đô Trang lại hỏi, sao lại cho cô gái kia mặc váy trắng, tô son môi. Sung-gun do dự một lúc rồi nói là thấy trên tin tức, nghĩ như vậy sẽ khiến cô gái kia sợ hơn. Chi-húc không thể nhìn nổi nữa, chỉ trích vào trọng tâm. Sao lại vứt Sun Mi đến hiện trường vụ án mạng của Hae-chu, chẳng phải là sợ người khác cướp mất thành quả sao, giờ sao lại không dám thừa nhận. Rốt cuộc là muốn trở thành anh hùng lưu danh sử sách hay là kẻ ngu ngốc bắt trước? Sung-gun im lặng một lúc, vẫn không thừa nhận tội lỗi của mình. Lúc này đội rượt đuổi đến bàn bạc, yêu cầu tổ trọng án giao Sung-gun cho họ, công lao sẽ tính cho tổ trọng án, đội rượt bắt chỉ chịu trách nhiệm kết án. Đô Trang vui vẻ đồng ý, còn tiện tay đưa luôn cả tài liệu điều tra cho đối phương, nhưng có một điều kiện, phải thừa nhận tên trộm nhân sâm là bị oan và xin lỗi gia đình hắn. Yêu cầu này không quá đáng, Ki-jin đồng ý. Bên kia, bộ cung theo yêu cầu của Jung-geun đã tìm thấy nạn nhân Min-chi của 2 năm trước, dùng danh nghĩa phòng pháp chế của tập đoàn TG để bắt Min-chi ký một văn bản cấm Chi-húc tiếp cận, rồi cô tự mình giao văn bản cho Chi-húc. Cô không biết Chi-húc là người trong mộng, nếu biết thì chắc sẽ không nhận việc này, nhưng giờ đã chót rồi, chỉ còn cách làm
theo quy trình, Chi Húc không quá bất ngờ về chuyện này. Chỉ không ngờ Bô Cung lại làm việc ở Teji, còn thay thế vị trí của Hechu. Theo anh thấy thì đây không phải là sự trùng hợp. Trước đó khi đi tìm Minchi, anh đã gặp Nana. Nana là con gái của tập đoàn Teji, Jung-geun lại làm việc ở Teji. Vì vậy anh cho rằng Nana là người đứng sau thao túng. Cùng lúc đó, đội rượt bắt thu thập lời khai của nạn nhân là người trong cuộc. Choji có thể cảm nhận được hắn không phải đang đùa. Giống như giết người là chuyện thường ngày và có một quy trình riêng, giờ đã rất rõ ràng rồi. Sung-gun là hung thủ thực sự của vụ án giết người hàng loạt váy trắng. Nhưng cấp trên không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này. Sung-gun phải là kẻ bắt trước, không có khả năng nào khác. Điều này khiến Ki-jin hơi khó xử. E không thể thực hiện lời hứa với Đô Trang. Bên kia, Đô Trang và Chi Húc biết một chuyện. Sung-gun còn có một người em gái, có vẻ như mới từ nước ngoài về. Khi đến tìm Sung-gun, cô còn mang theo cả phiên dịch. Hai người thông qua manh mối này đã tìm thấy Laura, nhưng Laura không kể nhiều. Cô không giỏi tiếng Hàn, Sung-gun không giỏi tiếng Anh. Giao tiếp gặp khó khăn nên chỉ gặp vội chứ không trò chuyện sâu. Thực ra cô và Sung-gun không phải anh em ruột. Mẹ cô sau khi ly hôn đã tái hôn, Sung-gun là con trai của người bố mới. Sau đó cô đi nước ngoài, lần này về tìm Sung-gun chỉ muốn tìm lại dấu vết quá khứ của mình. Dù cô đã kể vài chuyện, nhưng hai người có thể cảm nhận được cô đang cố tình che giấu gì đó. Đô Trang quyết định sẽ gặp Sung-gun để nói chuyện về chuyện của cô, xem phản ứng của hắn thế nào. Nghe đến tên em gái, Sung-gun có vẻ hơi bất ngờ. Hắn nói Laura chỉ có vẻ ngoài tốt bụng, trước đây thế nào thì không ai biết. Sau đó bảo hai người giúp hắn nhắn một câu với Laura. Ghi nhớ lời hắn nói, sống cho tốt. Lời nói của Sung-gun khiến họ hiểu ra một điều, anh em họ chắc chắn đã nói chuyện sâu hơn. Laura đã nói dối. Cùng lúc đó, Laura nhớ lại cảnh khi gặp nhau. Cô rất mong chờ cuộc gặp này và cũng rất nhớ Sung-gun. Nhưng Sung-gun lại không đối xử tốt với cô. Đầu tiên là đẩy cô ngã xuống đất, sau đó lấy dao cạo râu ra hỏi cô có nhớ thứ này không. Cô sợ hãi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện. Sung-gun túm tóc cô chút giận, nhưng có thể thấy hắn đang mượn tức giận để trốn tránh thực tế. Sung-gun đổ hết lỗi lên cô và mẹ cô, nếu không phải vì hai mẹ con họ, hắn đã không ra nông nỗi này. Sao lại liên tục giết người, sao lại mặc váy trắng, tô son cho nạn nhân. Vì như vậy có thể nhớ lại khuôn mặt của mẹ cô, có thể chút giận thoải mái, mà mỗi lần giết một người, Laura lại mang thêm một phần tội lỗi. Vì lý do hắn giết người là do Laura còn sống. Bên kia, Sang-u đến tìm Nana nói chuyện về chuyện bố bị kết án. Theo như hắn tìm hiểu, sau khi khám xét phòng pháp chế đã xuất hiện chứng cứ quan trọng mà Tae-ho là người phụ trách phòng pháp chế, làm người ta sinh nghi. Nhưng Nana lại cho rằng Tae-ho sẽ không phản bội Tae-ji, dạo này cô ta đã Michael. Sang-u trước đó không lâu đã sang Nhật, ở đó gây ra chút rắc rối. Diễn biến chi tiết đã bị Mark Wen nắm được, ước tính không lâu nữa sẽ bị phanh phui, đến lúc đó lại phải nhờ Tae-ho giải quyết như 2 năm trước. Nana cũng biết chuyện 2 năm trước, có vẻ như đã giúp đỡ không ít. Sang-u chỉ biết cười trừ, hắn cầm cốc lên nói đây là thứ mẹ rất trân trọng, mà cốc Jung-geun dùng trước đó là nó. Nhưng Nana lại nói là bố mang từ Nhật về, xem ra lời Sang-u nói không sai, Nana rất biết nói dối, như vậy thì Nana có vẻ đáng ngờ hơn. Lúc cô ta ra nước ngoài, mẹ vẫn còn sống và đã gọi điện bảo cô ta đừng quay về nữa. Lúc đó có người gào thét ở ngoài cửa, bà dặn đi dặn lại, không được quay về địa ngục này. Sau đó cửa bị dập thủng một lỗ, người mẹ đáng thương đã tự soát bằng thuốc. Người đứng ngoài cửa không phải Sung-bê, mà là Sang-u. Nana đã không nghe lời mẹ dặn sống tốt ở nước ngoài, mà mang theo sự tức giận trở về trả thù nhà họ Chon. Hung thủ giết người hàng loạt đã xa lưới, nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Một là đội rượt bắt đã nhúng tay vào, vì trước đó đã công bố tên trộm nhân sâm là hung thủ. Giờ hung thủ thật xuất hiện, họ vào thế hóc búa. Ý của lãnh đạo là xử lý theo hướng bắt chước phạm nhân, vừa giữ được thể diện, vừa trừng phạt được Sung-gun. Hai là Sung-gun không chịu nhận tội, chỉ nói là muốn dọa các cô gái chứ không định giết người. Hơn nữa vụ trước đó làm rất sạch sẽ, lại có người nhận tội thay, cảnh sát không làm gì được hắn. May trời không tuyệt đường người, Laura xuất hiện đã khiến mọi chuyện có chút chuyển biến. Đô Trang và Chi Húc sau khi thử đã xác định Sung-gun từng thú nhận tội lỗi của mình với cô, chỉ cần cô chịu nói thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Biết cô sắp lên máy bay rời đi, họ không dám ỉ lâu, lập tức tới sân bay. Nhưng dù đã chạy hết tốc lực, vẫn chậm một bước. Chuyến bay vừa mới cất cánh, nhưng chớ trêu thay máy bay đã đi như người thì không. Laura cắn rứt lương tâm, không muốn rời đi như thế. Cô đã kể hết những gì mình biết ra. Bố của Sung-gun là thợ cắt tóc, mẹ cô phụ việc, chịu trách nhiệm cạo râu cho khách. Mẹ cô khá đẹp, lại thường mặc váy trắng, tô son. Bố cô thấy một lần oánh một lần, nói là mẹ cô muốn quyến rũ khách. Có một lần oánh rất tàn nhẫn. Trong lúc nóng giận, ông ta đã lấy dao cắt cổ mẹ cô. Lúc đó anh em họ cũng có mặt, tận mắt thấy bố mẹ chết và đã để lại bóng ma tâm lý nặng cho họ. Thấy bí mật của mình bị phát hiện, Sung-gun không còn dãy dụa nữa, thừa nhận mình là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt váy trắng, nhưng chỉ giết 4 người chứ không phải 5 người. Đô Trang hỏi người nào không phải do hắn giết. Sắc mặt hắn thay đổi, nói sao tôi biết, đây là chuyện chỉ có hung thủ mới biết. Đô Trang tức nghiến răng, may là Chi Húc đã có chuẩn bị ghi âm lại cuộc đối thoại vừa rồi, hắn chưa từ bỏ, nói vậy thì chưa đủ chứng minh hắn giết người. Hơn nữa cái chết của bố mẹ cũng không thể trở thành động cơ giết người. Đô Trang không quan tâm đến những điều này, tìm ra bằng chứng chỉ là vấn đề thời gian, hắn có chống chế cũng vô dụng. Vấn đề mấu chốt là Hechu có phải do hắn giết không, hắn không trả lời được câu hỏi này. Nếu nói không, vậy chứng tỏ những người khác là do hắn giết, nếu nói có thì càng không được. Lúc này,
Đội rượt bắt tiến vào, đưa Sung-hun về thẩm vấn. Hai người không ngăn cản, mà còn cung cấp thông tin tình báo lấy được từ Laura cho họ. Nhưng Ki-jin có khó khăn riêng, không thể để Sung-hun trở thành hệ thủ thật sự. Vì vậy Sung-hun chỉ cần làm một việc, lặp lại lời khai trước đó trước mặt giới truyền thông. Bắt cóc cô gái chỉ muốn dọa dẫm, chưa đến mức giết người. Những chuyện còn lại, Ki-jin sẽ giải quyết. Sung-hun cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn làm theo ý Ki-jin. Đối với đội rượt bắt thì đây là chuyện tốt, nhưng đối với tổ trọng án thì không phải vậy. Sung-hun là kẻ bắt trước, tên trộm nhân sâm mới là hung thủ thật sự. Họ phải giải thích với người nhà nạn nhân thế nào. Vì vấn đề này, bà cụ bị ép phải chuyển nhà. Đô Trang đến tiễn một đoạn đường, còn mua chút đồ ăn nhưng bà không nhận, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe rời đi. Sau khi trời sáng, Nana tổ chức một hoạt động từ thiện, một là để xây dựng hình tượng của mình, hai là để cứu vãn dư luận tiêu cực của Taeji. Sang-u đứng bên cạnh xem rất thích thú, không ngờ một mối nguy hiểm đang thầm ập đến. Đài truyền hình đã có tin tức tiêu cực về hắn, chuẩn bị phát sóng vào giờ vàng. Tae-ho biết Mark Wen là người đứng sau thao túng, anh ta lập tức tìm đến Michael, hy vọng có thể hủy chương trình đó. Đáng tiếc là hắn không nể mặt, chiêu bỏ tiền ra quảng cáo cho đài truyền hình vừa tung ra. Tổ ekip lập tức thỏa hiệp, dù mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng Tae-ho vẫn không được thoải mái, bởi vì anh ta biết Nana mới là kẻ chủ mưu thực sự. Anh ta khuyên Nana nên an phận chút, nếu Sang-u xảy ra chuyện, hội trưởng sẽ không ngồi yên không quan tâm. Nana biết nhưng vẫn bất chấp ra tay, điều này chứng tỏ điều gì? Mục tiêu của Nana luôn không phải là Sang-u, mà là Sung-dae. Tae-ho cảm thấy cô ta hơi điên, cô ta không để ý. Bên kia, In-boom đến tìm Do-chang để hỏi xem Sung-gun có phải là hung thủ thật sự không. Do-chang vốn định nói một câu được để thỏa mãn nguyện vọng của ông, nhưng anh không nói ra được vì anh không biết hắn có giết Hae-chu hay không. Bản thân vụ án đã không tiến triển thuận lợi, ông lại liên tục giục anh. Một khi anh bực bội thì lời nói ra sẽ không dễ nghe. In-boom hiểu ý rời đi, nói sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Điều này cũng khiến anh suy nghĩ về một vấn đề, rốt cuộc bản thân có hợp làm cảnh sát hình sự không. Eun-hae nhắc anh, đừng quên lý do sao đến giờ vẫn còn độc thân. Năm đó trong lễ cưới, anh chạy đi bắt tội phạm, đến giờ vẫn chưa từng nói một câu hối hận. Không lâu sau, Ji-hook nhận được video của Laura, Do-chang lập tức đi tìm Sang-boom. Hy vọng Sang-boom có thể ra mặt bàn bạc với đội rượt bắt để họ thẩm vấn Sung-gun. Nhưng chuyện này không có lợi gì cho Sang-boom. Nếu Sung-gun nhận tội, ông ta sẽ đắc tội với đội rượt bắt, thậm chí là với cấp trên. Sau này thăng chức e không còn hy vọng. Nếu Sung-gun không nhận, ông ta loay hoay một hồi cũng sẽ đắc tội với người khác. Tính thế nào cũng là một vụ làm ăn lỗ vốn. Song Do-chang lại giúp ông ta tìm ra một lợi ích, thăng chức hay không thăng chức hãy để sau. Thách thức đội rượt bắt vì công lý, thậm chí là cả cấp cao trong ngành cảnh sát. Nếu làm được chuyện này, ông ta sẽ trở thành anh hùng trong lòng cảnh sát hình sự. Đây không phải là thứ có thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc và chức vụ. Sang-boom đã thỏa hiệp, so với thăng chức xa vời thì thành anh hùng thiết thực hơn. Dù đội rượt bắt đã đồng ý với yêu cầu của Sang-boom, nhưng vẫn phàn nàn, một sở trưởng lại không quản nổi cấp dưới của mình. Sang-boom không hề xấu hổ, còn rất tự hào nói, Do-chang là người chạy đi bắt tội phạm ngay tại đám cưới, không ai quản nổi. Tiếp theo hãy xem màn thể hiện của Do-chang và Ji-hook. Ji-hook cho Sung-gun xem video của Laura. Laura nói mình rất đau khổ, những năm qua luôn hưởng thụ ở nước ngoài, không nghĩ đến cảm nhận của anh trai, làm anh trai đắm chìm vào việc giết người không thể thoát ra. Sung-gun không xem tiếp nữa, bảo họ gọi Laura đến để tố cáo mình. Laura đã không đến được nữa đúng như mong muốn của hắn, nhưng không phải vì không dám đến hay không, mà là vì đã chết. Hắn lấy lý do Laura còn sống để giết người. Cô không chịu nổi nên đã làm điều dại dột, hy vọng anh trai có thể được giải thoát, dừng giết người. Sung-gun mất kiểm soát cảm xúc, thừa nhận tội ác của mình. Ji-hook tranh thủ lấy ảnh người bị hại cho hắn xem. Bốn người trước thì không nói, đều từng đi xe buýt của hắn. Nhưng Hae-chu thì ngoại lệ, đến nước này rồi thì hắn cũng không phải giấu nữa. Hae-chu không phải do hắn giết. Sang-boom rất hài lòng với màn thể hiện của hai người, nhưng sắc mặt của lãnh đạo thì không được tốt lắm. Việc tổ trọng án can thiệp khiến ông ta không thể tiếp tục che giấu nữa, chỉ còn cách công khai tuyên bố tên trộm nhân sâm bị oan. Sung-hun mới là hung thủ thực sự của vụ án váy trắng, còn người giết Hae-chu thì là người khác. Lãnh đạo là người coi trọng có qua có lại, tổ trọng án chơi ông ta một vố. Đương nhiên ông ta phải trả lại. Tên trộm nhân sâm chết liên quan tới việc điều tra quá mức của cảnh sát tuyến đầu. Ông ta sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc này để mọi người có câu trả lời. Do-chang bình tĩnh chấp nhận chuyện này, bởi vì theo quan điểm của anh, nếu lúc đó có thể cẩn thận với hắn thì hắn đã không chết. Cùng lúc đó, Sung-dae đã đưa ra một quyết định quan trọng, giao tập đoàn Taeji cho Sang-u quản lý. Ba người bên cạnh có chút ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Đây là chuyện Sung-dae đã định từ lâu, chỉ là thực hiện sớm hơn thôi. Bên kia, vụ án váy trắng tuy đã kết thúc, nhưng cái chết của Hae-chu vẫn chưa được làm sáng tỏ. Do-chang quyết định tiếp tục điều tra. Lúc này một tổ viên mang đến một bưu kiện, nói là do người nhà của tên trộm nhân sâm gửi đến. Dù không phải là đồ vật gì quý giá, nhưng lại chất chứa đầy tình cảm chân thành. Mọi người cùng im lặng, cảm thấy những ngày tháng bỏ ra rất đáng giá. Đêm muộn, Nana ăn uống vô độ để trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Tae-ho ngăn cản khiến cô ta mất kiểm soát hoàn toàn. Dù nói có thể chấp nhận quyết định của chủ tịch, nhưng lòng cô ta vẫn rất không cam. Cô ta đã bỏ ra nhiều như vậy, kết quả Sung-dae còn không hề cân nhắc đến cô ta trong việc thừa kế Taeji. Tae-ho hy vọng cô ta chấp nhận thực tế, càng muốn có được nhiều thì càng mất nhiều, bằng lòng với hiện tại, có lẽ sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn.
Xử lý xong chuyện gia đình, Tae-ho lại quan tâm đến vụ án của Hae-chu. Theo như Jung-geun tìm hiểu, sau khi Jung-geun nhận tội thì vụ án váy trắng đã kết thúc. Bên đội rượt bắt không có động thái gì, nhưng tổ trọng án vẫn đang tiếp tục điều tra. Ji-hook khá khó giải quyết, rất có thể sẽ lấy cớ điều tra để tiếp tục đào sâu vụ việc 2 năm trước. Giờ có thể làm là cấm anh vào công ty. Jung-geun lo anh sẽ mang lệnh khám xét đến. Tae-ho bảo hắn cứ yên tâm, lệnh khám xét sẽ không được phê duyệt đâu. Tae-ho muốn dùng cách đơn giản thẳng thừng này để ngăn cản Ji-hook. Ji-hook sẽ dùng cách nào để đối phó đây? Hơn nữa còn có một vấn đề. Anh ta không tò mò xem ai đã giết Hae-chu sao? Cùng lúc đó, Do-chang và Ji-hook đến nhà In-boom. Muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Hae-chu thì phải bắt đầu từ thứ cô ta để lại. Lần trước Ji-hook đến Tae-ji đã không tìm được gì, lần này vừa khéo mang hết đồ đi xem trong có manh mối gì không. Do-chang xin lỗi In-boom về chuyện lần trước đã nổi nóng. Thực ra ông không hề tức giận, cũng không trách anh, ngược lại còn oánh giá anh rất cao. Nếu là người khác, chỉ cần tìm cớ bừa là có thể đuổi khéo người ta đi, đỡ bị phiền phức. Nhưng anh lại nghiêm túc, không tùy tiện qua loa. Như In-boom đã nói, anh là người thích tự tìm việc cho mình. Sau khi tạm biệt In-boom, hai người trở về nghiên cứu đồ đạc của Hae-chu. Bên kia, Nana gọi Bo-kung đến trò chuyện đôi chút, sau đó dẫn dắt câu chuyện đến Ji-hook, nói là rất tò mò về Ji-hook, muốn tìm hiểu vài chuyện về anh. Dù Bo-kung mới vào nghề nhưng không phải là người ngốc, cô được thăng chức nhanh chắc chắn là có lý do, và lý do này rất có thể là gia thế của cô. Nana nói với cô, trên đời này không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, có vài chuyện không cần nói quá rõ ràng, tự mình hiểu là được. Cùng lúc đó, Do-chang phát hiện một manh mối quan trọng, trên sổ tay của Hae-chu bị xé mất nửa tờ, dựa vào dấu vết bên dưới thì có vẻ như là một dãy số, có vẻ là mật mã. Ji-hook đã tìm hiểu chút vào ngày xảy ra vụ việc, Tae-ho đã bị bên công tố triệu tập, bộ pháp chế cũng bị khám xét. Nếu như vậy thì Tae-ho không có ở bộ pháp chế, chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, có người đã nói cho Hae-chu mật mã, bảo cô ta đi lấy một thứ gì đó. Sau đó tối hôm đó cô ta đã bị hại, vậy thì thứ đó chắc chắn rất quan trọng. Hai người lập tức tới viện kiểm sát, những thứ bị tịch thu đều ở đây. Thứ có thể dùng đến mật mã là két sắt, mở ra xem thì không có gì cả. Kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi của Hae-chu. Vào thời điểm bị khám xét, Tae-ho đã gọi điện cho Hae-chu, vậy thì người nói mật mã cho Hae-chu là Tae-ho. Trong nhật ký cuộc gọi còn có một người quen cũ nhưng Ji-hook không thể tiếp cận, bởi vì người quen cũ này là Min-chi. Do-chang đành tự mình ra mặt, nhưng gọi điện mấy lần cũng không ai bắt máy, không biết Min-chi có ý gì. Ji-hook tiếp tục xem nhật ký cuộc gọi, còn có vài cuộc gọi rất đáng ngờ, nhưng không đăng ký tên, là điện thoại đen. Ji-hook thử gọi thử thì điện thoại đổ chuông trong văn phòng của Sang-woo. Trong khi đó, Nana cũng thấy cảnh này qua camera, tiếng chuông điện thoại đột ngột khiến Sang-woo cảnh giác. Đây là điện thoại đen, thường dùng để làm những việc mờ ám. Hắn không dám nghe điện thoại của người lạ. Sau khi đối phương cúp máy, hắn lập tức tắt nguồn. Lần này gieo là điện thoại bình thường, Nana gọi đến, hẹn hắn đi ăn tối. Bên phía Ji-hook lại gọi điện mấy lần nhưng vẫn tắt máy. Điều này có nghĩa là đối phương đã chột dạ, chắc chắn có vấn đề. Còn Sang-woo cũng nhận ra nguy hiểm, tìm một nơi vắng vẻ ném nó xuống hồ. Hắn vừa đi thì Nana đến, nhìn chiếc điện thoại trong hồ. Nana suy nghĩ điều gì đó, sau đó đến địa điểm hẹn và ăn tối với Sang-woo. Đầu tiên, cô ta nói về chuyện của đài truyền hình, nói Mark Wen đã tiết lộ ra ngoài. Sang-woo đành nói Mark Wen rất được, chuyện hắn lừa đảo ở Nhật không có mấy người biết, ngụ ý Nana đã tiết lộ. Nana chuyển chủ đề, cô ta từng nghe một doanh nhân lớn nói, phải thay thế tất cả người ngoài gia đình. Cô ta cho rằng câu nói này cần phải sửa lại. Gia đình cũng phải thay thế. Sang-woo tưởng cô ta ám chỉ Tae-ho. Cô ta nói thay ai cũng được nhưng không thể thay Tae-ho. Tae-ho nắm giữ điểm yếu của mọi người trong nhà họ Chon. Nếu Tae-ho đứng về phía đối lập thì nhà họ Chon sẽ sụp đổ trong phút chốc. Hơn nữa Tae-ho là người duy nhất có thể tiêm insulin vào eo cho cô ta. Lời nói của Nana có thể hiểu theo hai nghĩa, một là chuyển nghi ngờ tiết lộ bí mật sang Tae-ho, rồi nói về tầm quan trọng của Tae-ho khiến Sang-woo không dám động vào. Hai là thể hiện sự thù địch với Sang-woo. Ngoài Tae-ho ra, người được gọi là gia đình chỉ còn Sung-dae và Sang-woo. Bên kia, Sang-boom hẹn riêng Do-chang đi ăn tối. Vì có vài chuyện không tiện nói trên bàn tiệc, giải quyết xong vụ án giết người hàng loạt váy trắng, cũng đắc tội với đội rượt bắt và cấp trên. Bên trên đã ra lệnh ghi công lớn cho tổ trọng án, mọi người đều có cơ hội thăng chức, được chọn nơi mình muốn đến. Ngoài mặt là thăng chức, nhưng thực chất là muốn chia rẽ tổ trọng án. Họ tụ tập lại với nhau thì sẽ gây ra rất nhiều chuyện. Do-chang không hài lòng, ăn cơm cũng không thấy ngon. Cùng lúc đó, Tae-ho lại tìm Jung-geun, muốn biết nếu Jung-geun còn tại vị thì sẽ điều tra vụ việc của Hae-chu như thế nào. Jung-geun suy nghĩ chút, trước tiên là nhờ đến sự giúp đỡ của phòng mạng. Kẻ phạm tội bắt trước vụ án váy trắng chắc chắn đã để lại dấu vết trên mạng. Nếu xung quanh Hae-chu xuất hiện người có động cơ thì đổi hướng điều tra. Nhưng Hae-chu là người tốt bụng, thường không gây thù trước với người khác. Nếu phải xét người xung quanh thì động cơ chỉ có thể là bẹo lực tình dọc. Nếu là Ji-hook, kết hợp với sự việc 2 năm trước thì sẽ điều tra về hướng bẹo lực tình dục. Lúc này, Ji-hook đã đến dưới tòa nhà trụ sở của Tae-ji. Tín hiệu của điện thoại đen ở ngay đây. Bên kia, Do-chang trên đường về nhà tình cờ gặp Eun-hee. Eun-hee bị Dong-bin bắt nạt, bắt cô bé lấy tiền giúp bạn ở đồn cảnh sát tại ngoại.
Nhưng Đô Trang không biết chuyện này, anh thấy tình huống là Ưn Hi bị cướp tiền. Anh hét lên một tiếng, Dong Bin bèn bỏ chạy, anh không chút do dự đuổi theo mấy con phố cuối cùng cũng bắt được người. Còn đấm vỡ mũi cậu ta, vừa hay có cảnh sát tuần tra gần đó, vội chạy ra ngăn cản. Anh bảo cảnh sát đợi một lát rồi quật ngã Dong Bin. Cảnh sát bên cạnh rất bất lực, đành đưa cả hai về đồn. Sau khi bình tĩnh lại, Đô Trang trình bày sự việc. Dong Bin cướp tiền bị anh bắt quả tang, Dong Bin bên cạnh vội giải thích Ưn Hi chủ động đưa tiền, anh nổi nóng lại lao vào. May mà Ưn Hi và Chi Húc đến kịp, không để sự việc tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Ưn Hi bảo Đô Trang bình tĩnh lại, cô bé đã chủ động đưa tiền. Bạn gặp khó khăn, không thể không giúp. Chi Húc ở bên trong đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đúng lúc chuẩn bị đi thì Đô Trang lại vào quậy phá. Muốn dạy dỗ Dong Bin, Chi Húc vội ôm anh, bảo Dong Bin đi trước. Anh chút giận lên người Chi Húc, định quật ngã Chi Húc xuống đất, nhưng dùng hết sức cũng không quật ngã được. Anh bảo Chi Húc phối hợp chút. Chi Húc như hiểu ý anh, sau khi bị quật ngã thì tỏ ra tức giận. Nếu không có cảnh sát ngăn cản thì hai người đã oánh nhau. Sau đó, Chi Húc đăng video lên mạng gây nên chấn động không nhỏ. Sang Boom nhìn thoáng qua đã hiểu được ý đồ của họ, cố tình gây chuyện, trốn tránh thăng chức. Đô Trang và Chi Húc coi như thoát, nhưng các tổ viên thì phải làm sao đây? Cùng lúc đó, Nana và Michael gặp nhau. Hai người tuy là bạn học cũ, nhưng càng tiếp xúc sâu thì Michael càng sợ. Hắn không hiểu được Nana, cũng không biết Nana muốn gì. Nana chỉ trả lời một chữ, Vương. Hắn hơi giật mình, Nana lấy ra một món quà nhỏ. Hy vọng hắn trở về trụ sở có thể giúp cô ta nói vài lời tốt. Hắn không dám nhận món quà này, cũng không dám lên con thuyền này. Để tránh bối rối, hắn nhấn mạnh họ là bạn bè. Không cần phải khách sáo như vậy, ai dè vừa ra khỏi cửa thì bị người ta đâm đuôi xe. Đối phương nói mình chịu toàn bộ trách nhiệm, sẽ bồi thường. Sau đó ném quà cho hắn, bảo hắn tự cân nhắc, nếu từ chối thì không chỉ là đâm đuôi xe nữa. Hắn vội nhắn tin xin lỗi Nana và nói sẽ hết sức phối hợp. Bên kia, các tổ viên đi dạo trên phố thì gặp tên buôn Mai Thúy bị bắt lần trước, rõ ràng đã đưa đến phòng Mai Thúy rồi. Sao lại được thả ra? Họ đi theo hắn ta thì phát hiện hắn ta lại đi giao hàng. Đợi hắn ta ra ngoài thì thấy đúng là Mai Thúy, lần trước đã bỏ lỡ cơ hội. Lần này phải nắm bắt, hai người gọi đồng đội đến, chuẩn bị vào khám xét, tên buôn Mai Thúy có thể được thả ra bình an. Chắc chắn có hậu thuẫn rất lớn, biết đâu lần này có thể bắt được một con cá lớn. Dong Úc đeo máy quay lúc thực hiện nhiệm vụ. Một nhóm người xông vào biệt thự, bắt được cả ổ và còn đăng sự việc lên mạng. Sang Boom đau đầu, người bị bắt đều không phải dạng vừa. Có con trai của nghị sĩ quốc hội, con của giới chức cao cấp ngành tư pháp, người thừa kế của các tập đoàn tài phiệt, việc thăng chức cứ thế bị gác lại. Mọi người lập tức tới tiệm gà rán để ăn mừng, tiện thể tổng hợp lại kết quả điều tra gần đây, thành phần son môi của Hechu và Sungun sử dụng không giống nhau. In Boom trước đó đã nằm viện một tháng, ngay xảy ra vụ án, Hechu đã đến bệnh viện quẹt thẻ thanh toán, về mặt ghi chép cuộc gọi thì có một chiếc điện thoại đen. Dù không biết chủ nhân là ai, nhưng đã xác định được vị trí là tại trụ sở tập đoàn TG. Không lâu sau, Tae-ho đến gặp In Boom. Anh ta muốn đứng trên lập trường của công ty để giúp đỡ ông. Nếu cảnh sát làm tổn hại đến danh dự của Hechu trong quá trình khám xét, anh ta sẽ để bộ pháp chế ra tay giải quyết. Trước khi đi, In Boom hỏi Hechu là người như thế nào đối với anh ta. Anh ta thản nhiên nói là cấp dưới rất có năng lực. Nhìn theo bóng lưng anh ta dần khuất xa, ánh mắt ông tập trung vào ảnh của Hechu. Trong khung ảnh còn giấu vài tấm ảnh chụp lén Tae-ho và Hechu hẹn hò riêng. In Boom định đốt ảnh đó, nhưng mãi vẫn không nỡ. Bên kia, Min-chi vẫn không nghe điện thoại. Đô Trang đành tự mình đến tận nơi. Theo lời khai của Min-chi, cô ta và Hechu là bạn bè, nhưng không phải kiểu bạn thân. Chỉ thỉnh thoảng uống với nhau, Hechu cũng không bao giờ kể chuyện của mình, nên cô ta không giúp được gì. Đô Trang nói thẳng luôn là đã nghe Chi Húc kể về chuyện 2 năm trước. Tae-ho là người đầu tiên chứng kiến vụ việc lúc đó, lại còn là bạn của cô ta. Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp? Việc nhắc lại chuyện năm đó khiến cô ta có phần bất an. Đô Trang nhắc nhở cô ta, giờ không phải đang điều tra vụ án bạo lực của cô ta, mà là vụ án của Hechu. Cô ta xuất hiện nhiều lần trong danh sách cuộc gọi của Hechu, nếu không giải thích rõ ràng, cô ta cũng sẽ là nghi phạm quan trọng. Đáng tiếc là cô ta không giúp được gì. Đô Trang vừa mới đi thì Sang U đã gọi điện đến, cô ta còn giữ liên lạc với Sang U, thậm chí còn rất mập mờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hóa ra cô ta còn có một đứa con gái, Sang U dùng đứa bé để đe dọa cô ta, vì vậy lúc đó cô ta mới không lên tiếng. Giờ cũng bị khống chế. Bên kia, In Boom đến đồn cảnh sát, đưa cho Đô Trang ảnh mà ông định đốt. Đô Trang muốn biết nguồn gốc của ảnh này. Theo lời In Boom kể lại, cách đây không lâu có người gửi đến. Lúc đó ông định ra ngoài, nhờ Hechu trông cửa hàng. Hechu thấy ảnh đó thì rất hoảng. Ông để ý kỹ thì thấy Hechu giấu ảnh đó đi. Ảnh này có thể chứng minh Hechu và Tae-ho có quan hệ bất chính, mà Tae-ho đã có gia đình. Nếu điều tra sâu hơn sẽ làm tổn hại đến danh dự của Hechu. Đô Trang nói có thể không công khai ảnh này. In Boom suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Đến lúc cần công khai thì sẽ công khai. Trước mắt phải tìm ra hung thủ. Cùng lúc đó, Bo Kung báo cáo công việc với Nana. Cô đã điều tra về Chi Húc. Vì nhận hối lộ nên bị đội điều tra đuổi việc. Nhân phẩm không tốt, thích khoe khoang. Còn Chi Húc lúc này đang xem camera của bệnh viện. Phát hiện có một tên tóc dài đang theo dõi Hechu, Chi Húc biết Dong Chê là một thành phần xã hội đen. Lúc này một tổ viên mang đến một tin tức, váy trắng mà Hechu mặc là hàng đặc biệt, chỉ có một nhà máy sản xuất, không bán ra bên ngoài. Chỉ cung cấp cho vài bệnh viện nhất định, Hechu đã đến một trong những bệnh viện đó. Chi Húc bỗng nhận được một cuộc gọi, lập tức đi tìm Bo Kung.
Hóa ra là Chi Húc bảo cô nói xấu mình chút. Nana muốn gặp Chi Húc, bảo cô dẫn Chi Húc đến, nhưng nhìn Nana có vẻ như vừa mới tắm xong. Nana bảo Chi Húc đợi một lát, còn Bô Cung thì có thể đi rồi. Bô Cung không cam lòng rời đi. Gặp nhau thì cứ gặp, sao lại phải chọn khách sạn? Chọn khách sạn thì cũng được, sao lại phải tắm? Cô sợ người trong lòng bị vấy bẩn, vội nhắn tin cho Chi Húc, nói không có tiền đi taxi, ở dưới lầu đợi anh cùng đi. Nana thay quần áo xong đi ra, chuyện 2 năm trước đã có kết quả chưa? Chi Húc nói biết hung thủ là ai, nhưng không phải biết qua nạn nhân. Nana hỏi sao cậu không bắt người, anh nói cũng muốn bắt nhưng không có bằng chứng. Vừa hay gần đây vụ án tôi phụ trách có liên quan đến vụ việc này. Điều tra sâu hơn có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Nana bảo anh đi tìm bằng chứng trước, đợi có bằng chứng rồi thì làm một vụ trao đổi, sau đó rót cho anh một ly rượu. Nghe Bô Cung nói cậu thích uống, bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách cầm ly rượu lên. Ra khỏi khách sạn, anh hỏi Bô Cung sao lại nói anh thích uống rượu. Bô Cung tỏ vẻ vô tội, muốn nói xấu anh thì chẳng phải anh thích phụ nữ, tiền bạc và rượu sao? Anh vừa mở cửa xe thì ngã vật xuống. Bô Cung không hiểu chuyện gì, chỉ còn cách đưa anh về đồn cảnh sát. Bên kia, Sang U đến tìm Minchi để giải khuây, nhưng Minchi tỏ vẻ không muốn. Còn nghi hắn giết Hechu, vì sao ư? Vì Minchi đã kể chuyện của hắn cho Hechu, hắn rất không hài lòng với thái độ của Minchi. May mà con gái của Minchi ở trong tay hắn, Minchi không làm gì được, ra khỏi căn hộ. Hắn lập tức gọi điện cho Dung Chê, bảo Dung Chê đi làm một việc, không ngờ tổ trọng án đã theo dõi Dung Chê. Trời sáng, Sung Dae gọi Tae Ho đến, bảo anh ta sắp xếp cho Nana ra nước ngoài, giao cho Nana phụ trách công ty con ở nước ngoài. Xem ra lão già này vẫn luôn đề phòng Nana. Tổ trọng án vẫn luôn theo dõi Dung Chê. Dung Chê đến căn hộ của Minchi, Minchi vừa đi. Hắn bèn lẻn vào, đi thẳng đến máy tính, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội trốn đi. Hóa ra là Minchi quên lấy đồ, quay lại lấy. Đô Trang và Chi Húc đến tiệm làm đẹp của Minchi gần đó. Chi Húc tra cứu chút, Minchi sống ở đây, họ lập tức tới xác nhận. Minchi vừa cầm đồ thì chuông cửa reo, thấy cảnh sát, cô ta hơi nghi. Kết quả là chưa kịp đi đến cửa thì bị Dung Chê oánh lén từ phía sau. Dung Chê bảo cô ta đuổi cảnh sát đi, mạng sống bị đe dọa, cô ta không dám làm bậy, chỉ mở hé cửa nói bố mẹ đang nghỉ ngơi bên trong, không muốn bị làm phiền. Nhóm Đô Trang bị đuổi đi như vậy, Minchi quay người đi vào. Dung Chê cầm bình cây oánh, cô ta ngất ngay. Cùng lúc đó, Đô Trang luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đồng nghiệp bỗng phát hiện Dung Chê lái xe bỏ trốn. Họ lập tức đuổi theo, tiếc là chỉ đuổi kịp xe, không đuổi kịp người. Thấy chủ xe là Minchi, vội quay lại căn hộ, xông vào. May mà Minchi không bị thương nặng, gọi xe cứu thương đưa người đi. Đô Trang và Chi Húc ở lại tìm manh mối. Trên laptop có một đoạn video là cảnh quay tại hiện trường Minchi bị bạo hành 2 năm trước. Nhưng người xuất hiện trong đó không phải Sang U, mà là Tae Ho. Tae Ho đến tìm Nana nhưng không thấy người đâu. Đang chuẩn bị đi thì phát hiện điều bất thường. Đi đến gần xem, Nana nằm trên mặt đất. Anh ta vội đỡ cô ta dậy và giúp tiêm thuốc. Nana tuy cơ thể yếu nhưng lòng dạ rất độc ác. Đầu tiên là nhấn mạnh mối quan hệ của Tae Ho và cô ta. Sau đó nói rõ nỗi sợ hãi trong lòng, sợ anh trai giết cô ta. Trước đây là vậy, giờ cũng vậy. Một ngày không diệt được anh trai, cô ta sẽ không thể yên tâm. Yêu cầu của cô ta cũng không cao. Mượn vụ án 2 năm trước đưa anh trai vào tù với tội danh giết người không thành. Điều này khiến Tae Ho hơi khó xử. Chuyện đó là do anh ta giải quyết hậu quả, làm thế anh ta cũng phải vào tù. Nana không quan tâm, anh chỉ làm giả bằng chứng thôi, dùng thủ đoạn là có thể ra ngoài. Nhìn ánh mắt tha thiết và lời cầu xin của Nana, anh ta không biết phải từ chối thế nào. Nana vừa rồi còn đáng thương, nhưng sau đó đã hóa thân thành nữ hoàng lạnh lùng. Uống cà phê, nhìn vào máy tính có một đoạn video là cảnh Sang U bẹo hành Minchi 2 năm trước. Thảo nào cô ta mượn chuyện này để đối phó với Sang U, hóa ra là có bằng chứng trong tay, mà bằng chứng này tổ trọng án cũng có. Họ nghi đoạn video có liên quan đến động cơ giết Hechu. Đoạn video được tìm thấy ở nhà Minchi. Minchi và Hechu là bạn thân. Hechu làm việc dưới trướng Tae Ho. Tae Ho 2 năm trước đã giúp Sang U giải quyết hậu quả. Chuyện đó rất rõ ràng. Hechu lấy được đoạn video từ Tae Ho, chuyển đoạn video cho Minchi, đắc tội với Sang U và Tae Ho, bị diệt khẩu. Vậy thì vấn đề đặt ra là sao Nana cũng có đoạn video, Sang U cũng mới biết chuyện đoạn video. Thái độ của Minchi với hắn khiến hắn cảm thấy Minchi có bằng chứng về mình, vì vậy mới phái người đến. Không ngờ là thực sự có, nhưng chuyện 2 năm trước vẫn còn một nghi vấn. Động cơ của Sang U là gì? Chỉ là khuynh hướng bạo lực đơn thuần thôi sao? Không phải, Minchi đã mang thai đứa con của hắn. Thân phận của hai người chênh lệch, hắn chỉ chơi đùa thôi, nhưng Minchi lại mang thai đứa con hắn. Còn lén sinh con, dù Minchi có định lợi dụng chuyện này để trèo cao không, nhưng hắn vẫn cảm thấy bị xúc phạm với thân phận và địa vị của Minchi. Không xứng để sinh con cho hắn. Không lâu sau, Đô Trang và Chi Húc mang theo đoạn video đến tìm Minchi, muốn biết nguồn gốc của thứ này có như họ suy đoán hay không. Hechu lấy đoạn video từ Tae Ho, chuyển cho cô ta rồi gặp chuyện không may, cô ta trả lời không đúng trọng tâm. Nói mình có một đứa con gái, nhận sự tài trợ của Teji mở tiệm làm đẹp chỉ để sống sót. Còn về chuyện của Hechu thì không nói một lời, đành nói lời xin lỗi. Nói cô ta ích kỷ cũng được, vô lương tâm cũng được, nhưng với một người mẹ, con cái là ưu tiên hàng đầu. Sau khi hai người rời đi, cô ta lập tức báo cho Sang U cảnh sát đã biết chuyện đoạn video, không thể trách cô ta. Chính Sang U phái người xông vào nên mới khiến đoạn video bị lộ. Sang U lập tức gọi Tae Ho đến. Tae Ho không xóa đoạn video mà giữ lại để làm bằng chứng khống chế hắn.
hắn có thể hiểu được, nhưng sao lại đưa đoạn video cho Hechu? Sau một thoáng ngạc nhiên, Teho đã hiểu ra vấn đề, Hechu không tiêu hủy laptop mà còn đưa đoạn video trong đó cho Minchi. Không lâu sau, Teho xuất hiện tại tổ trọng án, anh ta rất hợp tác, một là muốn giải quyết rắc rối do đoạn video gây ra, hai là muốn biết tiến độ điều tra vụ án của Hechu. Chi Húc cho anh ta xem ảnh chụp lén, sau một thoáng ngạc nhiên, anh ta đưa ra ý kiến cá nhân, trước tiên phải tìm ra nguồn gốc và mục đích chụp, sau đó xác định nội dung đoạn video và lời khai của nạn nhân có khớp nhau không, nếu không thì không thể coi là bằng chứng có giá trị, nhưng Nô Trang không để anh ta dắt mũi. Chuyện ảnh thì không có manh mối, còn Minchi thì tuyên bố rõ ràng là sẽ không hợp tác, vì vậy họ chỉ còn một con đường, bắt giữ Đông Chê đã đột nhập vào nhà Minchi, tìm ra kẻ đứng sau Đông Chê. Bên kia, ảnh chụp lén đã khiến Teho chú ý, có một ảnh chụp anh ta trong bãi đỗ xe ngầm của công ty, anh ta tìm ra nhanh được kẻ chụp lén, giải quyết xong chuyện này, anh ta đến gặp Sang U. Tạm thời không cần lo lắng về đoạn video, tổ trọng án đang điều tra vụ án của Hechu, họ không mấy quan tâm đến vụ bạo lực 2 năm trước, chỉ cần Sang U không liên quan đến cái chết của Hechu là được. Nói đến đây, anh ta tiện thể thăm dò chút, nếu có liên quan thì hãy nói sớm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ anh, bỏ lỡ cơ hội này thì có là tiên cũng bó tay. Sang U khẳng định rất rõ ràng hắn không có lý do gì để giết Hechu. Bên tổ trọng án, do không tìm được Đông Chê nên đành phải đổi cách khác. Đông Chê xuất thân từ băng đảng Gangnam, đại ca Sang Pin đã bị giết tại hộp đêm 2 năm trước, Chi Húc nghi là Đông Chê làm. Sang Pin có một người phụ nữ mà ông ta yêu thương và cô ta lại gian díu với Đông Chê, sau đó Dung Gun can thiệp vào vụ án này, bắt người của băng đảng đối địch và ép họ nhận tội, Đông Chê mới được thả. Sau đó Chê Chun tiếp quản băng đảng Gangnam, dưới trướng có hai cánh tay đắc lực, Đông Chê là một trong số đó, vì họ không tìm được Đông Chê thì hãy để Chê Chun đi tìm, nói là làm. Đô Trang và Chi Húc đi tìm Chê Chun, nghi hắn giết ông trùm trước đó, sau đó cử người theo dõi hắn cả ngày và gây áp lực liên tục. Chê Chun bắt đầu nghĩ về cuộc đời, gần đây hắn cũng không làm gì sai, sao lại cứ theo dõi hắn không buông, có phải muốn hắn đưa tiền hối lộ không? Ý nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ vì Chi Húc không thiếu tiền, có phải họ nghi hắn giết ông trùm trước đó thật không? Nghĩ kỹ lại thì vụ án này do Dung Gun phụ trách, còn Đông Chê thì khá thân thiết với Dung Gun. Cùng lúc đó, Nana bắt đầu kế hoạch tiếp theo, cô ta nhặt được điện thoại đen mà Sang U vứt đi và nhờ người sửa lại. Sau đó đến công viên chạy bộ và đưa điện thoại đến chỗ quản lý, nói cô ta nhặt được ở công viên. Khi điện thoại vừa bật lên, Chi Húc đã nhận được tin nhắn. Kiểm tra camera thì thấy người vứt điện thoại là Sang U, người nhặt điện thoại là Nana. Chuyện này thật thú vị, Chi Húc lập tức đi tìm Nana và thăm dò chút. Xác định được một điều là Nana có ác cảm với Sang U, không phải muốn đưa Sang U vào tù, thì cũng muốn mượn tay Chi Húc để có được bằng chứng chống lại hắn. Tóm lại là đấu đá nội bộ giữa trong gia tộc giàu có. Tối hôm đó, Teho đến tìm Nana, anh ta quyết định đồng ý với yêu cầu của Nana, đưa Sang U vào tù, không phải vì vụ bạo lực gây thương tích 2 năm trước, mà là vụ Hechu bị giết hiện tại. Muốn diệt cỏ phải tận gốc, phải hạ bệ Sang U hoàn toàn thì mới tránh được bị trả thù. Tất nhiên Nana không có ý kiến gì, đây là kết quả mà cô ta muốn thấy. Cùng lúc đó, Dung Gun gọi Ki-chin đến, vì vụ án giết người hàng loạt váy trắng nên Ki-chin bị đình chỉ chức vụ, nhà này là hắn mới nhận được. Ki-chin có thể ở tạm ở đây, cũng không cần lo lắng về việc đã sắp xếp ổn thỏa, không lâu nữa sẽ có thể đi làm. Hôm sau Chae-chun bắt đầu hành động, xem ra là có động thái lớn, 80% là đã tìm thấy Đông Chê. Tổ trọng án chỉ cần theo dõi là được. Bên kia, Sang-u đến nhà tù một chuyến, theo Sung-dae tìm hiểu thì bên phía Mark Wen muốn Tae-ho tiếp quản Tae-ji, đằng sau Tae-ho là Nana, nói trắng ra là để Nana tiếp quản, nói thế nào thì Nana cũng là con gái của Sung-dae, có đủ tư cách, nhưng Sung-dae không muốn để Nana tiếp quản, ông ta có lý do tuyệt đối không tha thứ cho Nana. Cùng lúc đó, Nana cũng nhận được tin tức Mark Wen đồng ý để Tae-ho tiếp quản Tae-ji, cô ta lập tức triệu tập họp báo, đơn phương tuyên bố ly hôn, tin tức tới quá đột ngột, dư luận xôn xao, chưa kể Tae-ho cũng không hề chuẩn bị. Bên kia, người của Chae-chun xông vào nhà máy, cảnh sát hình sự phụ trách theo dõi lập tức báo cho Do Chang yêu cầu hai người quan sát trước, không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hai người không nghe theo chỉ đạo. Thấy nhóm người kia dần chạy xa, hai người quyết định hành động, đến khi đội Đô Trang đến nơi thì chỉ còn xe đỗ ở đó. Không biết người đã chạy đi đâu, Đông Chê bị người của Chê Chun truy đuổi, tuy số lượng không chiếm ưu thế nhưng lại hơn ở đoạn tàn nhẫn. Bên kia chỉ dùng gậy oánh, Đông Chê dùng dao đâm, mãi mới thoát khỏi sự truy đuổi thì lại đụng độ cảnh sát hình sự của tổ trọng án, Đông Chê cũng đủ tàn nhẫn. Đùng đùng đâm một nhát, Đô Trang vừa khéo đến nơi, Chi Ung và Chi Húc tiếp tục đuổi theo. Những người khác gọi xe cứu thương và hỗ trợ, Chi Ung đuổi theo Đông Chê trước, nhưng kết cục cũng chẳng khá hơn là bị oánh tơi bời. Chi Húc đến chậm một bước, thấy Chi Ung bị thương nên thôi không đuổi theo nữa. Cảnh sát bị đâm đã lên xe cứu thương, Chi Ung cũng bị thương rất nặng. Có thể nói chiến dịch lần này hoàn toàn thất bại, còn phải trả giá đắt. Ngay lúc này, một chiếc xe đi ngang qua, trên xe có đội rượt bắt và Đông Chê. Nhìn thế này thì có vẻ là do Dung Gun sắp xếp. Đông Chê vừa đến đội rượt bắt, bộ pháp chế đã đến, yêu cầu bắt hắn vào tù 2-3 năm với tội danh gây gổ băng đảng. Ki-chin rất không hiểu, loại người cặn bã như Đông Chê cũng đáng để che chở sao? Dung Gun cũng chẳng còn cách nào,
Dong Jae đã giúp Tae Ji làm việc còn liên quan đến cấp cao. Nhưng Ki-jin cũng là người có nguyên tắc, nếu chỉ là xô xát nhỏ thì hắn có thể làm ngơ, nhưng nếu đến mức giết người, hắn chỉ có thể làm tròn bổn phận của một cảnh sát. Sau khi chuyện Nana muốn ly hôn bị phanh phui, Sung Dae hỏi cô ta là vì sao, cô ta vu cáo trước, nói Tae-ho muốn đưa Sang-woo vào tù. Trước đó còn cấu kết với Michael tung tin đen về Sang-woo, tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Sang-woo cũng bị bắt, Tae-ho cũng có thể sẽ xong đời. Vì vậy cô ta chỉ còn cách ly hôn, cắt đứt quan hệ với Tae-ho, để lại cho nhà họ Chon một mầm mống cuối cùng, cô ta nói rất tình cảm. Thỉnh thoảng còn rơi vài giọt nước mắt, nhưng Sung Dae có tin hay không lại là chuyện khác. Đến chỗ Tae-ho, cô ta lại nói một kiểu khác. Đây là biện pháp cần thiết để oánh đổ Sang-woo, nắm giữ Tae-ji, nói trắng ra là để Tae-ho chịu trận trước. Khi đối mặt với phóng viên, Tae-ho phủ nhận lời nói của Nana, nói hai người không hề ly hôn, cũng không có ý định ly hôn. Bên phía tổ trọng án, hai người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện này vẫn khiến Do Chang rất tức giận. Phải chút hết cơn giận mới đi cùng Chi Húc đến đội rượt bắt đòi người, nhưng mặc cho hai người nói hết lời, Ki-jin vẫn không chịu giao người, Do Chang đành phải nói với hắn. Có hai cảnh sát đã bị thương khi truy bắt Dong Jae, một người bị đâm một nhát dao, một người bị oánh vào đầu, Ki-jin còn chút lương tâm. Quay sang đi tìm Dong Jae tính sổ, người bị thương đều là đồng nghiệp, nếu cứ mặc kệ, sau này cấp dưới gặp chuyện tương tự còn dám xông pha không? Dong Jae không coi hắn ra gì, tức giận quá hắn đã động tay động chân, lãnh đạo biết chuyện đã tìm hắn nói chuyện, hắn không hổ thẹn, nhưng cái giá phải trả cho nó là bị đình chỉ công tác thêm lần nữa. Lần này hắn đã nhìn thấu nhiều thứ, không còn nhận sự giúp đỡ của Dong Geun nữa, trở về với con người trước đây, chỉ sống để bắt tội phạm, nhưng hắn từ bỏ Dong Geun. Không có nghĩa là Dong Geun sẽ từ bỏ hắn. Hôm sau lệnh điều động của phòng nhân sự được đưa xuống, người bị điều đi không phải hắn mà là lãnh đạo. Lãnh đạo cũng rất bất ngờ, biết sớm hắn có hậu thuẫn lớn vậy thì đã đối xử tử tế hơn. Hắn chỉ còn cách lên thuyền của Dong Geun lại với vẻ không tình nguyện. Bên phía tổ trọng án lại tìm được một manh mối, có người đã tiết lộ thông tin về vụ án giết người hàng loạt váy trắng cho Dong Jae, nên hắn mới xử lý hy hề như vậy. Vụ án này vẫn do đội rượt bắt phụ trách, chắc chắn là do bên đội rượt bắt tiết lộ. Điều camera xung quanh hiện trường ngay xảy ra vụ án, Dong Jae đã xuất hiện gần đó thật, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, chỉ quay được cảnh Dong Jae lái xe lên núi, không có cảnh xuống núi. Điều này chứng tỏ chiếc xe dùng để vứt hy hề vẫn còn trên núi. Do Chang và Chi Húc lên núi tìm kiếm, gần đó có một cái hồ, bên cạnh có dấu vết lốp xe. Liên lạc với đội cứu hộ, rất nhanh đã trục vớt được chiếc xe, do ngâm trong nước lâu ngày, dấu vân tay và ADN đã mất hết. Nhưng trên xe có một nắp son, nếu thành phần son trùng với son của Hae-chu thì có thể xác định được sự thật Dong Jae vứt xác. Không lâu sau, Nana nghe Tae-ho nói, cảnh sát đã nộp bằng chứng liên quan đến vụ án của Hae-chu, anh ta và Sang-woo đều là nghi phạm. Nana vội liên lạc với Chi-húc, hỏi Chi-húc đã điều tra được gì. Chi-húc nói không có tiến triển gì, khiến cô ta nghi lòng trung thành của Chi-húc. Tae-ho lấy tài liệu từ phía công tố, xem kỹ một lượt, chỉ có nội dung xuất hiện cuối cùng khiến anh ta hơi bất ngờ. Trong máy tính của Dong Jae có tài liệu về vụ án giết người hàng loạt váy trắng, dù có email của người gửi nhưng không tra được là ai. Tae-ho muốn nhờ Tae-ji điều tra, khi mở sổ điện thoại nội bộ, anh ta phát hiện số của Dong Geun là 1329, còn email của người gửi cũng là 1329. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ư? Lúc này Dong Geun vẫn chưa tan sở. Hắn nhận cuộc gọi của Nana, chuẩn bị lên, Tae-ho nhân cơ hội này kiểm tra máy tính của hắn. Nana tìm hắn là muốn tìm hiểu về con người Chi Húc. Theo hắn biết, Chi Húc là người không màng danh lợi, không hứng thú với phụ nữ, cũng không thiếu tiền, chỉ muốn phá án. Nana lúc này mới nhận ra mình thực sự bị lừa. Trước khi đi, Dong Geun tiện miệng hỏi về Tae-ho. Theo thỏa thuận, vị trí của Tae-ho sẽ do hắn đảm nhiệm. Nana bảo đừng vội, Tae-ho sẽ sớm nhường vị trí. Khi xuống bằng thang máy, hắn nhận cuộc gọi của Sang-woo. Dong Jae bị bắt, Sang-woo có chút lo lắng, hắn bảo Sang-woo cứ yên tâm, Dong Jae rất kín miệng. Tên này vừa hợp tác với Nana, vừa giúp Sang-woo làm việc, xem ra là một kẻ chỉ biết tới lợi ích. Vừa về đến văn phòng đã thấy bóng dáng Tae-ho, nhìn lại bàn làm việc của mình, thấy khác với lúc đi, lại xem lịch sử duyệt web. Hắn nhận ra Tae-ho đã phát hiện bí mật của mình, Tae-ho tan sở về nhà, hắn cũng vào thang máy, nhưng hắn không bấm nút tầng. Khiến Tae-ho nghi, Tae-ho bấm tầng hầm 6, đó là bãi đậu xe dành riêng cho giám đốc trở lên. Hắn chưa đủ tư cách tới, hắn nói nay đến muộn, trên đất không còn chỗ đậu xe nên đỗ ở tầng hầm 6, nhưng Tae-ho vẫn có một cảm giác bất an. Đổi thành tầng 1, xuống thang máy nói là quên mất có hẹn đi uống rượu, Dong Geun không còn cách nào khác đành tiễn Tae-ho đi, Tae-ho vòng một vòng rồi quay lại tầng hầm 6 lái xe. Vừa đi thì bóng dáng Dong Geun từ từ xuất hiện, không lâu sau, Nana tìm đến Chung Tae. Đây là anh trai của Chi Húc, trước đây đã bị Chi Húc đưa vào tò. Nana muốn đối phó với Chi Húc nên đến đây để hỏi ý kiến. Chung Tae cũng không keo kiệt vì anh ta cũng muốn chút giận. Theo anh ta biết, Chi Húc không có điểm yếu rõ ràng, chỉ có nỗi ám ảnh thời thơ ấu về mẹ. Tối hôm đó, Tae-ho đến tìm Min Chi, hy vọng cô ta có thể thành thật kể vài chuyện về Hae-chu, chỉ cần cô ta chịu nói. Tae-ho sẽ giúp cô ta thoát khỏi sự kiểm soát của Sang-woo, nói thẳng ra là trả lại con cho cô ta, ra khỏi nhà Min Chi.
Dung Gân đã đợi sẵn ở bên ngoài, có vẻ như muốn diệt khẩu. Cùng lúc đó, Nana lại hẹn gặp Chi Húc. Cô ta giả vờ say xỉn, kể lại quá khứ bi thảm của mình, đặc biệt là về mẹ. Chi Húc tuy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng rất đau khổ. Sau khi tạm biệt Nana, anh ngồi trên xe nhớ lại quá khứ, tinh thần trở nên suy sụp. Bên kia, Tae-ho đã ghi âm lại lời nói của Min-chi và cất vào két sắt, sau đó để lại mật khẩu trên sổ tay của Bo Kung. Giờ chỉ còn một việc cuối cùng, gặp Dong Chae để giải đáp bí ẩn cuối cùng về vụ giết Hae-chul. Dưới sự dụ dỗ và đe dọa của Tae-ho, Dong Chae đã khai ra mọi chuyện. Hắn không giết người, chỉ đến một nơi nào đó để đón người theo yêu cầu xử lý thành vụ án váy trắng. Tae-ho dựa vào manh mối này đến một biệt thự ở ngoại ô. Đây là nơi mẹ của Nana từng sống, vậy thì người giết Hae-chul là Nana. Lúc này, Nana đang có hẹn với Michael, có một chuyện hắn không hiểu, vì sao đã muốn ly hôn lại để hắn nâng đỡ Tae-ho lên vị trí cao, hắn không hiểu. Nếu nâng đỡ Nana thì chuyện bố con nhà họ Chon vào tù sẽ tính lên đầu cô ta, Tae-ho lên nắm quyền chịu tội, Nana sẽ diệt trừ người thân vì nghĩa lớn, đường hoàng kế thừa ngôi vị, vừa đạt được mục tiêu, vừa có thể thu phục lòng người, có thể nói là một công đôi việc. Lúc này, Tae-ho gọi điện thoại bảo Nana đến gặp, ban đầu Nana không để ý, nhưng khi Tae-ho nói ra địa điểm, cô ta không dám chậm trễ, lập tức tới địa điểm gặp mặt. Tae-ho hỏi luôn sao hôm xảy ra chuyện lại ở đây. Không lâu sau, Chi Húc nhận cuộc gọi của Tae-ho, nói là muốn nói chuyện về vụ án của Hae-chul, xem ra Nana đã thú nhận với anh ta. Nhưng anh ta không định để Nana tự thú, mà bảo Nana giữ im lặng, suy nghĩ thêm đi, anh quá hấp tấp rồi. Đây là cách tốt nhất, xin lỗi. Sau khi xảy ra tai nạn xe, Do Chang và Chi Húc là người đầu tiên lấy được camera hành trình. Dựa vào ghi âm cuộc trò chuyện và âm thanh xung quanh, có vẻ Nana không muốn Tae-ho làm một chuyện gì đó trước khi xảy ra tai nạn xe có tiếng tháo dây an toàn. Ban đầu suy đoán là Nana đã giết Tae-ho, nhưng chỉ dựa vào tiếng tháo dây an toàn thì không thể chứng minh được điều gì, đành đến gặp Nana trước xem cô ta nói thế nào. Trước khi xảy ra chuyện, Tae-ho đã gọi điện cho Chi Húc, nói là có chuyện về vụ án của Hae-chul muốn nói. Lúc đó Nana ở bên cạnh Tae-ho, có lẽ biết điều gì đó. Sau đó cô ta cãi nhau với Tae-ho. Tae-ho vẫn luôn nói là vì muốn tốt cho cô ta, nhưng dù sao Sang-u cũng là anh trai của cô ta. Anh trai bị tố cáo, làm sao em gái có thể vui được? Ý là Sang-u đã giết Hae-chul à? Nana vội phủ nhận. Tae-ho muốn tố cáo là vụ án bạo lực 2 năm trước, không liên quan đến Hae-chul. Chi Húc hơi không hiểu. 2 năm trước Tae-ho chịu trách nhiệm xử lý hậu quả, nếu tố cáo thì anh ta cũng sẽ bị giam giữ vì làm giả chứng cứ. Sao anh ta lại phải tự làm hại mình như vậy? Nana mặt tỉnh bơ. Tae-ho nói đó là cách tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể để cô ta trở thành người lãnh đạo của Tae-ji. Chi Húc vẫn không hiểu, nếu như vậy thì Nana phải nói cảm ơn mới đúng. Sao lại nói xin lỗi? Những lời tiếp theo của Nana khiến cả hai người đều kinh ngạc. Cô ta không tin Tae-ho. Tae-ho đã từng phản bội cô ta, sau đó cô ta đưa ra một ảnh. Theo lời cô ta nói thì lúc đó đã đưa cho Tae-ho xem ảnh này. Tae-ho có vẻ như tuyệt vọng, sau đó đạp ga lao thẳng vào xe tải. Và việc Tae-ho ngoại tình cũng trở thành lý do hợp lý để cô ta đơn phương tuyên bố ly hôn. Chi Húc lại đưa ra một điểm nữa. Lúc đó Tae-ho không thắt dây an toàn, vậy ai đã tháo ra? Nana có vẻ như đã bỏ qua vấn đề này. Không chuẩn bị trước, cô ta giả vờ đau buồn nói Tae-ho là do cô ta giết, dù không phải do cô ta làm, nhưng cũng không thể thoát khỏi liên quan. Ý cô ta là gì? Nếu như lúc đó cô ta không đưa ảnh đó cho Tae-ho xem, anh ta sẽ không hành động hấp tấp như vậy. Câu trả lời này có vẻ cao tay, song thực tế không đáp trực diện câu hỏi của Chi Húc. Bị Chi Húc gặng hỏi, cô ta tiếp tục giải thích. Tae-ho hoàn toàn có thể tháo dây an toàn của cô ta, nhưng lại không làm như vậy. Vì sao ư? Bởi vì đó là tình yêu cuối cùng của Tae-ho dành cho cô ta. Để đáp lại tình yêu này, cô ta hy vọng cảnh sát có thể coi đây là một vụ tai nạn đơn thuần, cũng coi như là sự chu đáo cuối cùng của cô ta dành cho Tae-ho. Cách ứng phó của Nana có thể nói là hoàn hảo, nhưng Chi Húc lại phát hiện vấn đề. Họ còn chưa kịp mở lời thì Nana đã nói ra nội dung trong camera hành trình về vấn đề dây an toàn. Nana không trả lời trực diện, mà còn định nghĩa cái chết của Tae-ho là tự sát. Buổi tối, Nana đến văn phòng của Tae-ho, có vẻ như đang hồi tưởng lại quá khứ, hoặc cũng có thể là đang chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình. Dung Gân dẫn người đến dọn dẹp đồ đạc. Tae-ho là giám đốc bộ pháp chế, có quá nhiều thứ không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng Nana cảm thấy chưa đến lúc, bảo hắn đến vào ngày khác. Dung Gân đuổi mọi người đi, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì đó. Trước khi xảy ra chuyện, hắn vẫn luôn theo dõi Tae-ho. Tối hôm đó, Tae-ho gọi điện cho Chi Húc, hắn đã trốn ở một bên để nghe lén, hắn không quan tâm đến cái chết của Tae-ho. Hắn chỉ quan tâm đến những manh mối của Tae-ho về vụ án Hae-chul. Bo Kung gần đây đi lại thân thiết với Tae-ho, anh ta dặn Bo Kung không được tiết lộ chuyện của Tae-ho ra ngoài. Bị sa thải thì không sao, nhưng tiền bồi thường khổng lồ sẽ khiến cô đau đầu cả đời. Cô về xóa các tệp liên quan, còn xé mất vài trang trong sổ tay. Trong lúc xé, cô thấy một dãy số nhưng không nghĩ ngợi gì thêm. Bên kia, Do Chang và Chi Húc đang điều tra hành tung của Tae-ho. Trước khi xảy ra chuyện, anh ta đã từng tìm gặp Min-chi và Dong Chae, sau đó đến một nơi nào đó rồi mới liên lạc với Chi Húc. Chỉ cần lần theo dấu vết của Tae-ho, có thể biết anh ta muốn nói gì với anh, nhưng Min-chi từ chối hợp tác.
Dung Chê cũng từ chối gặp. Dung Geun cũng nghĩ như vậy, song hắn không đến gặp Min Chi mà đến gặp Dung Chê, nhưng Dung Chê không muốn hợp tác, càng không muốn được thả ra. Tae Ho là ví dụ điển hình, nếu hắn ra ngoài sẽ thảm hại hơn Tae Ho. Nhưng Dung Geun đã đến rồi thì không thể về tay không. Hắn tiết lộ chút mình cũng đã từng đi qua con đường Tae Ho xảy ra chuyện. Không lâu sau, phía Tae-ji bắt đầu gây sức ép, đổ lỗi cái chết của Tae Ho là do cuộc điều tra áp lực của tổ trọng án. Tổ trọng án từng nghi cái chết của Hae-chu là do Tae Ho xúi dục giết người, còn cho Tae Ho xem ảnh chụp lén nó, mà ảnh rất có thể là nguyên nhân kích thích Tae Ho tự sát. Xem lại đoạn ghi hình thẩm vấn lúc đó, Tae Ho không hài lòng với hành vi của họ, giờ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bên kia, Dung Geun báo cáo công việc với Sang-woo, tổ trọng án đã nộp hồ sơ cho bên công tố, nghi Dung Chê giết Hae-chu. Nhưng tình hình bên công tố ra sao thì Dung Geun không thể biết, hắn xuất thân là cảnh sát hình sự, đành tìm hiểu ở phía cảnh sát. Sang-woo lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của Tae Ho, kiểm soát được bên công tố mới là điều quan trọng nhất, vì chỉ cần bên công tố nói một câu là cảnh sát làm việc vô ích. Đáng tiếc là Tae Ho đã đi rồi, chỉ còn Dung Geun có thể dùng, vị trí của Tae Ho khá quan trọng, không thể để chống mãi được. Hiện tại đành để Dung Geun tạm thời thay thế. Không lâu sau, một vlogger tiết lộ Nana đệ đơn ly hôn vì Tae Ho ngoại tình. Trong tình huống này, Tae Ho đành ra đi tay trắng, còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ nên mới đưa ra lựa chọn cực đoan, nói trắng ra là lái xe theo hướng tự sát. Cùng lúc đó, Chi Húc thông qua vài biện pháp tra ra trên con đường xảy ra tai nạn có một bất động sản đứng tên Nana. Anh hẹn Nana đến để tiếp tục thăm dò. Hành tung của Tae Ho vào ngày hôm đó rất rõ ràng, gặp hai người sau đó đi thẳng đến đây, rồi có manh mối về hung thủ. Nana là chủ ở đây và là người cuối cùng gặp Tae Ho, hiềm nghi rất lớn. Nana thú nhận Hae-chu quyến rũ Tae Ho, cô ta thực sự muốn giết. Tae Ho động lòng với Hae-chu, cô ta cũng muốn giết, nhưng không thể nói cô ta có ý định đó là do cô ta giết người. Chi Húc hiểu ý cô ta, ý là tôi giết người thì sao, anh có bằng chứng không? Nana nhân cơ hội tấn công Chi Húc, cậu không ham muốn gì, chỉ muốn bắt tội phạm, nói trắng ra là sợ hãi, khủng hoảng và tức giận. Hồi nhỏ từng gặp kẻ giết người nhưng không dám bắt, không dám chỉ ra. Sự tức giận trong lòng không thể giải tỏa, không muốn giết người, cũng không muốn kìm nén, chỉ có thể làm cảnh sát, không ngừng nghỉ đi bắt tội phạm để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Chi Húc bị kích thích, lại đắm chìm trong quá khứ không thể thoát ra được. Sự đeo bám không ngừng của anh cũng khiến Nana nhận ra nguy hiểm, vội bảo Dung Geun xử lý đồ đạc của Tae Ho. Khi kết sắt được chuyển đi đã thu hút sự chú ý của Bo Kung, quay về xem lại con số trên sổ tay, cô như đã hiểu ra điều gì đó. Bên kia, cái chết của Tae Ho khiến In Bum có chút tự trách, nếu không phải ông đưa ảnh ra, chuyện đã không tới mức thế này. Ông muốn đến xin lỗi gia đình Tae Ho, Eun Hee đi cùng, Sang-woo tình cờ đi ngang qua, nhìn dáng vẻ đó thì biết ngay là chủ nhà. Theo In Bum thì Tae Ho là con rể của Tae-ji, vậy thì Sang-woo chắc chắn là người nhà của Tae Ho. Ông xông lên xin lỗi Sang-woo, khi thấy đôi giày đó, ông nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp, hóa ra Sang-woo đã từng đến cửa hàng của ông, còn nói cháu gái ông là hồ ly tinh, đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Nhưng khi ông nhắc đến chuyện này thì hắn lại không thừa nhận, còn bảo người đuổi ông đi. Ông không nuốt trôi cục tức này được, tiếp tục tiến lên đeo bám, còn nghi người gửi ảnh là Sang-woo. Sang-woo mất kiên nhẫn, đẩy ông ngã xuống đất, thấy xung quanh có nhiều người như vậy, lại tiến lên đỡ ông, tiện thể sỉ nhục thêm một câu, đã chọn làm bé ba thì chết cũng đáng đời. Eun Hee không nhìn nổi nữa, đứng ra bên ông. Trước mặt mọi người, cô bé đã sỉ nhục và cảnh cáo Sang-woo. Sau pha ồn ào đó, Bo Kung đến bãi đậu xe ngầm chặn két sắt sắp bị kéo đi, thử nhập dãy số đó vào, quả nhiên có thể mở ra. USB được cất bên trong đã đến tay cô. Nhưng thật không may, Dung Geun đang hối lộ vlogger ở sau tình cờ thấy cô cầm đồ đi ra, cô thấy không ổn, bỏ chạy mặc kệ hắn liên tục gào thét phía sau. Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp cô trên tầng thượng, nhưng Nana lại xuất hiện. Bo Kung đưa USB cho Nana, nói Tae Ho đã dặn dò. Dung Geun ở bên cạnh mặt lạnh như tiền, đành nhìn Nana lấy USB đi, nhưng Bo Kung đã chừa một đường lui, sao chép nội dung và gửi một bản đến tổ trọng án. Bên trong là nội dung cuộc trò chuyện giữa Tae Ho và Min Chi. Min Chi thành thật khai Hae-chu đã đưa cho cô ta đoạn video và bảo cô ta đến đòi con với Sang-woo. Nếu Sang-woo không đưa, Hae-chu sẽ mang đoạn video đến đồn cảnh sát. Cô ta đã nói lại nguyên văn với Sang-woo. Sang-woo rất tức giận, nói sẽ tìm người giết Hae-chu. Như vậy thì Sang-woo cũng có động cơ giết người. Phải chăng Tae Ho muốn nói với Chi Húc điều này? Cùng lúc đó, hai người bị thương đã trở về. Ki-jin đã nói chuyện với họ, yêu cầu họ ký vào biên bản thả Dung Chê, nếu không sẽ kéo tất cả người trong tổ trọng án xuống nước. Bất đắc dĩ, họ đành phải ký. Đô Trang nổi giận, dẫn người đi tìm Ki-jin tính sổ. Dù Sang-woo lại trở thành nghi phạm, nhưng Tae Ho đã gặp Nana rồi mới định báo cảnh sát. Nana cũng không hề nhắc đến vụ án của Hae-chu, chỉ muốn mượn chuyện 2 năm trước để tống Sang-woo vào tù. Còn một điểm quan trọng nữa là Dung Chê chịu trách nhiệm vứt xác khi hề được chuyển từ nhà Nana. Có thể Nana và Sang-woo đều muốn giết Hae-chu, nhưng Nana đã ra tay trước. Vì vậy Dung Chê đã bỏ qua bước giết người và chôn xác, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa lấy lòng Nana. Đô Trang dẫn người đến đội rượt bắt gây chuyện, vừa gặp mặt đã oán nhau, không nói nhảm. Nhưng đây là địa bàn của đội rượt bắt, chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đô Trang dù bị hạn chế hành động nhưng miệng không ngơi nghỉ. Thả Dung Chê là hành vi làm tổn thương nạn nhân lần thứ hai, hành vi này khác gì côn đồ. Ki-jin lập tức phản công, Đê Chôn chất oan, kẻ trộm nhân sâm cũng vậy, cộng thêm Tae Ho bị tai nạn xe, Đô Trang đều có trách nhiệm không thể chối cãi.
Thay vì chỉ trích người khác, hãy tự xem lại mình, đừng để người tốt bị oan chất nữa. Lời nói của Ki-jin đã đâm vào nỗi đau của Do-chang. Chi-hook không đi theo Do-chang gây chuyện mà chạy đi tìm Min-chi. Tae-ho đã ghi âm cuộc trò chuyện của hai người, bản ghi âm hiện đã nằm trong tay cảnh sát. Chi-hook không có ý gì khác, chỉ muốn nói với Min-chi, cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về những gì Tae-ho đã hứa với cô ta. Chi-hook cũng sẽ cố hết sức giúp cô ta tìm lại con gái, nhưng có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cô ta có thể ra tòa làm chứng. Cô ta từ chối luôn, thành thật với Tae-ho là vì cô ta cảm thấy Tae-ho có khả năng giúp cô ta tìm lại đứa trẻ, còn cảnh sát thì không có khả năng đó. Chi-hook nhắc đến Hae-chu, Hae-chu đã hy sinh mạng sống vì cô ta. Nhưng cô ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, vậy có thấy quá ích kỷ không? Nói đến ích kỷ, cô ta thấy Chi-hook cũng vậy, chỉ nghĩ đến việc bắt tội phạm mà không hề nghĩ đến nạn nhân. Chi-hook bỗng không nói nên lời, bên kia, anh em nhà họ Chon cùng nhau ăn tối. Sang-woo rất tò mò về sự thật của vụ tai nạn xe. Theo những gì hắn hiểu về Tae-ho, anh ta sẽ không làm ra hành động nguy hiểm vậy khi có Nana trên xe. Đây là ám chỉ Nana đã giết Tae-ho. Nana đáp trả, tưởng hắn đã làm bố rồi thì sẽ thay đổi chút. Sao vẫn y như trước vậy? Sang-woo cười ngượng ngùng, giả vờ không hiểu. Nana bảo hắn cẩn thận, trước đây có Tae-ho bảo vệ, còn giờ thì không còn nữa. Sang-woo mặt mày khó coi, Nana đắc thắng bỏ đi. Sang-woo càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu Nana thực sự biết hắn có con, hậu quả sẽ khôn lường, hắn muốn dùng gân điều tra. Nhưng lại không tiện nói rõ là chuyện gì, may dung gân rất nhanh nhạy, nghĩ ngay đến ổ USB mà Bo Kung đã giao cho Nana. Hắn chạy đến hỏi Nana xem bên trong có gì, nhưng hắn đã quá coi trọng bản thân, nếu Tae-ho chỉ là tên vô danh tiểu tốt thì hắn còn chẳng bằng. Nana sao có thể nói cho hắn biết, chỉ nói đó là bí mật gia tộc, không cần hắn lo rồi đuổi hắn đi. Nana bỗng nhớ ra một chuyện về vụ tai nạn xe của Tae-ho. Sao vlogger lại hướng dư luận về phía tự soát, dung gân tưởng mình đã thầm làm việc tốt, sẽ được khen ngợi hoặc thưởng tiền. Nhưng đổi lại chỉ là lời cảnh cáo của Nana, tự ý hành động mà không được phép. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả TG sẽ phải nghe theo hắn sao? Hắn vội nhận lỗi và xin lỗi. Nana hiểu rõ cách dùng người, vừa oánh vừa xoa. Tai nạn của Tae-ho đã khiến kế hoạch bị chậm lại chút. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, hắn chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng hắn cũng không ngốc. Ban đầu là Tae-ho tiếp quản TG, giờ Tae-ho đã chết. Chỉ còn hai lựa chọn, hắn phải chọn phe. Nhưng đó là chuyện sau này, trước mắt là phải giải quyết tổ trọng án, không thể để họ tiếp tục điều tra vụ án của Hae-chu. Sau khi bàn bạc với Ki-jin, họ nhận ra ưu điểm lớn nhất của tổ trọng án là đoàn kết, vậy thì hãy chia rẽ họ từng người một. Con gái của Sang-bum Bo Kung tình cờ làm việc dưới quyền hắn, vậy thì hãy gây rắc rối cho Bo Kung trước, khống chế Sang-bum. Cùng lúc đó, tổ trọng án cũng để mắt đến Dung-gun, đã xác định được sự thật đung chê vứt xác, vấn đề là ai là người đứng sau xúi giục. Nhưng Dung-gun đã làm cảnh sát hình sự hơn 20 năm, không phải là ăn chay, hắn không để lại manh mối nào về khía cạnh này. Không có đung chê trong lịch sử cuộc gọi, cũng không bị chụp ảnh ở nơi công cộng cùng đung chê. Song trong quá trình điều tra, họ phát hiện một điều. Căn hộ đứng tên Dung-gun hiện do Ki-jin ở. Tài liệu về vụ án váy trắng là do đội rượt bắt tiết lộ ra ngoài. Vậy thì Ki-jin đã giao tài liệu cho Dung-gun, Dung-gun lại giao cho đung chê. Còn việc đung chê sắp được thả, chắc chắn cũng là do Dung-gun đứng sau thao túng. Dung-gun cáo giả xảo quyệt, muốn tìm manh mối từ hắn e hơi khó, đành hy vọng đung chê thông minh chút, nắm trong tay bằng chứng chống lại Dung-gun. Nói đến đây, Chi-ung bỗng nhớ ra một chuyện, hôm bị đung chê oánh, anh thấy đung chê đưa điện thoại cho một tên đàn em. Theo tình hình lúc đó, đung chê nhận ra mình sẽ bị cảnh sát bắt, tách điện thoại và người ra là để tự cứu mình, lỡ như bị bắt làm thế thân. Những thứ trong điện thoại có thể giúp hắn lật ngược tình thế. Chi-ung nhớ mặt tên đàn em đó, lập tức dẫn người đi tìm. Tên đàn em cũng rất hợp tác, nói hôm đó đã giao điện thoại cho bạn gái Dung-chê. Bên kia, Dung-gun bắt đầu răng bẫy Bo Kung. Đầu tiên là cử người theo dõi, xác định cô đang ở quán cà phê. Sau khi chắc chắn cô sẽ không đi đâu, hắn gọi điện bảo cô mang vài tài liệu cho khách hàng và nhấn mạnh đó là tài liệu mật của công ty, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Sau đó nhân lúc Bo Kung không chú ý, hắn cho người trộm máy tính, Bo Kung lập tức cuống cuồng, vội chạy đến tổ trọng án cầu cứu. Chae-hung và Dung-uk đến giúp, kiểm tra camera của quán cà phê, họ mau xác định được nghi phạm. Nhưng sắc mặt Dung-uk rất khó coi, bởi vì nghi phạm này anh không chỉ quen, mà còn có tình cảm sâu đậm. Đó là anh trai của anh gọi điện kêu anh trai đến. Vừa gặp đã đấm một phát, vẻ mặt bất lực, may mà liên lạc kịp thời, anh trai vẫn chưa giao máy tính đi. Nguy hiểm của Bo Kung coi như đã được giải quyết, nhưng bên phía Chi-hook lại gặp rắc rối, có người tố cáo anh nhận hối lộ, khiến anh bị điều tra nội bộ. Không lâu sau, Dung-chê được thả, hắn biết mình không thể ở lại đây lâu. Tối hôm đó đã chuẩn bị trốn sang nước khác, nhưng tàu chưa đến thì xe đã đến, một nhóm người từ trên xe bước xuống. Hắn không địch lại được nhiều người, chẳng mấy chốc đã ngã ra đất. Chae-chun từ từ xuất hiện, hỏi hắn sao lại giết đại ca, tức là ông chủ cũ. Hắn không hiểu, đại ca đối xử tốt với hắn, cho dù hắn có quan hệ tình cảm với vợ đại ca thì cũng không nên giết đại ca. Nhưng Chae-chun không nghe hắn giải thích, Dung-gun đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn có cả chi tiết cụ thể. Lúc này hắn mới nhận ra là Dung-gun muốn giết mình, nhưng đã quá muộn, hắn bị ném xuống biển cho cá ăn. Bên kia, Bo Kung suy nghĩ kỹ chút, nhận ra là Dung-gun đã hãm hại mình, cô lập tức kể lại chuyện này cho Sang-bum. Sang-bum không nói hai lời, lập tức triệu tập mọi người lại, chuẩn bị chính thức tuyên chiến với Tae-ji.
Vấn đề hiện tại là dư luận đang bàn tán về vụ tai nạn xe hơi của Tae Ho, điểm nóng của Haechul đã bị lu mờ, phải nghĩ cách để mọi người chú ý trở lại. Chi Húc này ra một ý, hôm nay anh bị điều tra nội bộ, có thể tận dụng sự việc này để đạt mục đích. Anh chạy đi tìm vlogger, bỏ ra nhiều tiền để vlogger tạo sức ảnh hưởng. Cảnh sát Chi Húc bị tình nghi tham ô, còn nhận tiền của Tae-ji để che đậy vụ án của Haechul. Ngoài việc bỏ tiền ra để vlogger tuyên truyền, Chi Húc còn tự bỏ tiền túi để mọi người tặng quà cho vlogger, đẩy độ hot lên cao. Đây là lần đầu mọi người tiêu tiền như vậy. Cùng lúc đó, Sung Dae gọi hai đứa con đến. Vụ tai nạn xe hơi của Tae Ho ngày càng rầm rộ, nó không tốt cho danh tiếng của Tae-ji, phải nghĩ cách giải quyết. Sang U cho rằng chuyện không lớn, độ hot sẽ giảm dần rồi bị lãng quên. Nana không bày tỏ ý kiến, chỉ nói cô ta đang chịu nỗi đau mất chồng. Không cần lo về cô ta, dù Tae Ho nắm điểm yếu của mọi người nhà họ Chon, nhưng anh ta cũng đã làm rất nhiều việc cho nhà họ. Sung Dae cho rằng xét về tình cảm và lý trí, họ nên để Tae Ho ra đi đàng hoàng. Nói xong về Tae Ho, phải nói đến vấn đề thừa kế. Sung Dae định để Sang U lên nắm quyền, bên trong tập đoàn đã đạt được sự nhất trí, chỉ còn thiếu sự đồng ý của phía Mark Wen. Michael là bạn học cũ của Nana, Nana cho biết sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Dù không biết Nana có tính toán gì, nhưng Michael đã phản bội cô ta từ lâu. Hắn kể hết những suy nghĩ, mong muốn và yêu cầu của cô ta cho Sung Dae. Thực ra, phía Mark Wen đã đưa ra kết luận từ lâu, Nana rất tham vọng nhưng năng lực không đủ. Thời gian trước ủng hộ Nana là vì bên cạnh Nana có Tae Ho, ý của phía Mark Wen rất rõ ràng. So với Nana không có Tae Ho thì họ thích Sang U có Sung Dae làm hậu thuẫn hơn, vì vậy xét về một khía cạnh nào đó, Sung Dae còn phải cảm ơn cái chết của Tae Ho. Bên kia, sau khi vlogger tạo sức ảnh hưởng, Chi Húc đã lên top tìm kiếm. Các phóng viên kéo đến, anh đã chuẩn bị sẵn lời thoại cho mọi người, về cơ bản đều là những lời bất lợi cho anh. Nhưng cũng không tính là bịa đặt, chỉ là các câu lấy nghĩa gây hiểu lầm mà thôi. Sau đó, mọi người ngồi trước TV chờ dư luận lên men. Nhưng tiêu đề vẫn bị Sang U cướp mất, tập đoàn Tae-ji thâm nhập vào mọi ngành nghề, đã ăn sâu bén rễ ở Hàn. Cả Tổng thống cũng không dám động đến, Sang U trở thành giám đốc mới, đương nhiên sẽ trở thành trọng tâm chú ý của dư luận, song ảnh hưởng mà Chi Húc mang lại cũng không nhỏ. Ngoài Tae-ji, mọi người thảo luận nhiều nhất là Chi Húc, thấy tổ trọng án tự giết lẫn nhau. Dung Gân có chút bối rối, theo chân Chi Húc được công chúng chú ý, còn có vụ án của Haechul. Rốt cuộc khi tuyên truyền, đã nói Chi Húc nhận tiền từ Tae-ji để che đậy vụ án này, sự việc mau lên men, nhà xanh đã nhận hàng trăm nghìn đơn kiến nghị yêu cầu điều tra kỹ vụ này. Viện kiểm sát chịu áp lực, yêu cầu tổ trọng án mau nộp tài liệu, tiện thể bắt Dung Chê về. Nhưng theo Đô Trang thấy, e không bắt được người về, việc Dung Chê được thả ra rất rõ ràng là để diệt khẩu, chứ không phải để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điểm mấu chốt phải đặt vào Dung Gân đứng sau Dung Chê và tập đoàn Tae-ji đứng sau hắn, mà chìa khóa để bắt Dung Gân là nội dung trong điện thoại của Dung Chê. Trời không phụ lòng người, sau nhiều ngày đêm theo dõi, cuối cùng bạn gái Dung Chê cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, Chi Húc nhận được một cuộc gọi, nghe thấy ba chữ cứu tôi với, Chi Húc không bình tĩnh được nữa. Điện thoại là Nana gọi đến, Chi Húc lập tức liên lạc với đồn cảnh sát gần đó để giải cứu, sau đó không ngừng nghỉ chạy đến nhà Nana, anh vừa mới đi. Chi Húc đã mang điện thoại của Dung Chê về, bên trong có một đoạn ghi âm là Dung Gân chỉ đạo Dung Chê cách xử lý hi hề, sắp xếp hiện trường, hủy chứng cứ. Bên kia, Chi Húc đến nhà Nana. Người của đồn cảnh sát đang ở trước cửa, Nana không cho họ vào, nói bạn cô ta sẽ đến xử lý. Chi Húc vào xem, thấy Nana vẫn ngồi bình an ở đó, không giải thích gì. Chỉ ấn điều khiển từ xa cho Chi Húc xem vài hình ảnh. Đây là văn phòng của Sang U. Haechul lấy video đe dọa Sang U, yêu cầu hắn trả lại con của Min Chi. Sang U nổi giận, một nhân viên nhỏ bé như vậy mà dám đe dọa mình, hắn không coi Haechul ra gì. Haechul cũng vậy, hắn bị cơn giận làm cho mất hết lý trí, lập tức cầm điện thoại lên, yêu cầu Dung Chê giết Haechul. Dung Gân chịu trách nhiệm xử lý hậu quả. Trong khi đó, đoạn ghi âm trong điện thoại của Dung Chê cũng chứng minh điều này. Video là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi bằng chứng, đáng tiếc là Nana không chịu nộp, một là video được quay lén trái phép, sẽ không được chấp nhận, hai là nộp video đồng nghĩa với việc cô ta tự tay đưa Sang U vào tù, dù đó là mục đích của cô ta, nhưng không thể đạt được theo cách này. Nếu không sẽ bị người ta nói ra nói vào, cô ta bán đứng anh trai để leo lên, không tốt cho danh tiếng của cô ta, vậy sao cô ta lại cho Chi Húc xem video này? Mục đích rất đơn giản, để Chi Húc có hướng điều tra rõ ràng. Bên kia, Dung Gân tò mò về USB mà Bo Kung đã giao cho Nana. Kiểm tra camera, hắn phát hiện Bo Kung đã sao chép nội dung vào máy tính của đồng nghiệp trên thang máy. Hắn tìm đồng nghiệp đó và dễ dàng lấy được thứ mình muốn. Bên trong có ảnh vụ án giết người hàng loạt váy trắng mà hắn gửi cho Dung Chê, bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa Tae Ho và Min Chi. Hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng, lập tức đi tìm Sang U. Hắn bị bắt không sao, nhưng Min Chi không được khai. Cho tiền cũng được, cho con cũng được, phải khiến Min Chi im lặng. Chưa kịp để Sang U hiểu chuyện gì xảy ra thì tổ trọng án đã ập vào. Họ bắt Dung Gân với cáo buộc xúi dục giết Haechul. Dung Gân biết Min Chi là chìa khóa, Nana cũng biết. Cô ta tìm đến Min Chi, vừa tặng quà, vừa quan tâm, tiện thể dạy Min Chi cách đối phó với Sang U. Còn đảm bảo sẽ đưa đứa bé về. Cùng lúc đó, tổ trọng án thẩm vấn Dung Gân. Nhìn vào các bằng chứng trước mặt, Dung Gân không hề hoảng sợ vì tổ trọng án đã bỏ qua một điểm quan trọng, đó là động cơ giết người của hắn.
Chi Húc cười, trước đó có thể còn nghi, nhưng sau khi xem video Nana đưa, anh đã hiểu mọi chuyện. Anh cho Dung Gun hai lựa chọn, một là tội xúi dục giết người, hoặc hai là tội xúi dục vứt xác. Nói cách khác, là muốn chịu tội một mình hay khai ra kẻ chủ mưu, nếu là người khác thì có lẽ đã khai ra rồi. Đáng tiếc, Dung Gun là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, hắn cũng thường dùng cách thẩm vấn này, hắn đưa ra lời khuyên cho tổ trọng án. Nếu không có bằng chứng xác thực thì đến đây là được rồi, còn lại để tòa án phán quyết. Bên kia, Sang U như vịt nghe sấm, không hiểu sao Dung Gun lại bị bắt, càng không hiểu lời hắn nói trước khi bị bắt. May Dung Gun đã có chuẩn bị, nhờ người nhắn lại với Sang U, trong máy tính của hắn có một tệp tin, xem xong sẽ hiểu. Cảnh sát cũng có tệp tin đó, Sang U lúc này mới hiểu được độ nghiêm trọng, hắn lập tức tìm Min Chi. Gọi video cho con ngay trước mặt Min Chi, đe dọa Min Chi không được ra tòa làm chứng, trước đây Min Chi sẽ đồng ý. Nhưng sau khi được Nana chỉ bảo, cô ta đã biết cách phản công, cô ta sống hay chết không quan trọng. Cả đời này cũng chỉ như vậy, nhưng con cô ta không thể khổ như cô ta được. Cô ta có thể không ra tòa làm chứng, nhưng phải nói cho Sung Dae biết danh tính của đứa trẻ. Và thừa nhận đứa trẻ là con của nhà họ Chon, như vậy, dù cô ta không còn nữa, đứa trẻ vẫn có thể sống sung sướng. Sang U cũng không ngốc, nghe những lời này là biết ngay do Nana chỉ bảo, hắn lập tức đi tìm Nana để tính sổ. Dù Nana họ Chon, nhưng cả chủ tịch và hắn đều chưa bao giờ coi Nana là người nhà, đã không phải người nhà họ Chon thì đừng mơ đến tài sản của họ. Kể cả hắn có chết, Sung Dae cũng sẽ không giao tê gì cho Nana. Những lời này, Nana nghe từ nhỏ đến lớn. Đã miễn dịch rồi, giờ cô ta chỉ quan tâm đến một chuyện, làm sao để không nộp video mà vẫn giúp Chi Húc có được bằng chứng bất lợi cho Sang U. Đúng lúc này, Chi Húc đến xem camera để truy tìm dấu vết của Tae Ho và Hae Chu, xem lại tình hình vụ án. Cô ta chào hỏi và yêu cầu người bên dưới cố gắng phối hợp. Chi Húc có hướng đi rất rõ ràng, chỉ xem nội dung mà Tae Ho đã xem và mau chóng xác định được hai điều. Một là, ngày Tae Ji bị tra, Hae Chu đã cầm theo sổ tay của Tae Ho rời đi, bên trong có chứa hình ảnh Sang U bạo hành Min Chi 2 năm trước. Hae Chu đã dùng cái này để đe dọa Sang U nên mới rước họa vào thân. Hai là, người chụp ảnh lén là do Sang U chỉ đạo. Do Chang và Chi Húc lại chạy đi tìm In Boom để tìm hiểu tình hình. Theo lời In Boom kể lại, trước khi Hae Chu xảy ra chuyện, Sang U đã đến cửa hàng và nói những lời xúc phạm. Hai người tổng hợp tất cả các manh mối, suy đoán Hae Chu nắm được bằng chứng về tội bạo hành của Sang U và sự thật hắn có con riêng. Với Sang U, nếu Sung Dae từ chức, hắn có thể tiếp quản bất cứ lúc nào. Còn Hae Chu nắm giữ bằng chứng bất lợi cho hắn, hắn phải bịt miệng Hae Chu, thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng có một điều khiến Chi Húc không hiểu nổi, sao Tae Ho lại chết? Nếu theo lời Nana nói, anh ta muốn tố cáo là Sang U thì phải thừa nhận mối quan hệ của anh ta với Hae Chu, như vậy mới có thể giải thích được động cơ giết người của Sang U, đã chuẩn bị vạch trần mọi chuyện. Sau khi thấy ảnh Nana đưa ra lại bốc đồng muốn tự soát, Nana không đưa ra lời giải thích mà chỉ hỏi ngược lại, nếu Tae Ho còn sống, Sang U đã sớm bị tố cáo và vào tù, cô ta cũng đã sớm ngồi vào vị trí chủ tịch, sao cô ta phải vẽ rắn thêm chân, tháo dây an toàn của Tae Ho, khiến con đường lên chức chủ tịch trở nên gập ghềnh. Chi Húc suy nghĩ kỹ, hình như đúng là như vậy, nên không tiếp tục truy cứu chuyện này, nhưng anh đã bỏ qua một điểm mấu chốt, nếu kẻ giết Hae Chu là Nana, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý. Sau khi Chi Húc đi, Nana nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày xảy ra án mạng, lúc Hae Chu lấy được cuốn sổ tay. Cô ta đã thấy qua camera, sau đó lập tức gọi điện cho Dung Gun, ngay trước khi Hae Chu tiêu hủy cuốn sổ tay. Dung Gun đã kịp thời đến và yêu cầu cô ta giao nộp, tất nhiên cô ta không chịu, tiêu hủy là chỉ thị của Tae Ho, Tae Ho chức cao hơn Dung Gun. Cô ta không có lý do gì phải giao nộp cho hắn, nhưng không ngờ Nana cũng đi theo, Dung Gun không đủ tư cách. Vậy thì cô ta đủ tư cách chứ, cô ta không chỉ có chức cao hơn Tae Ho mà còn là vợ của Tae Ho, hơn nữa Hae Chu và Tae Ho có quan hệ bất chính. Bản thân đã đối lý nên đành giao nộp cho Nana, nhưng thứ cô ta nhận được không phải là lời khen ngợi mà là sự sỉ nhục. Tae Ho tin tưởng cô ta như vậy, vậy mà cô ta lại chọn phản bội. Nếu đổi lại là Nana, dù là ai đến cũng không thể đưa. Kể cả phải oánh đổi mạng sống, cũng phải tiêu hủy cuốn sổ tay, cô ta không nói nên lời. Nana sẽ không nói chuyện cuốn sổ tay với Tae Ho, hy vọng cô ta cũng biết điều, nói với Tae Ho đã tiêu hủy là được. Dù cuốn sổ tay đã đến tay Nana, nhưng cáo giả Dung Gun lại chen một chân vào. Hai năm trước, hắn đã hợp tác với Tae Ho che giấu vụ án Sang U bạo hành. Hắn phải xác nhận xem trong có bằng chứng bất lợi cho mình không. Lúc đầu Nana không coi hắn ra gì, nói xem xong sẽ tiêu hủy, sẽ không để thông tin bị dò gì, nhưng hắn không đồng ý. Lỡ trong có bằng chứng bất lợi cho hắn, thì chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho Nana sao? Hắn đề nghị chia sẻ thông tin, mỗi người một bản, chỉ cần Nana đồng ý. Sau này hắn sẽ trở thành cánh tay phải của Nana, dù nói rất khéo nhưng lại đầy lời đe dọa. Nana đành chấp nhận đề nghị. Không lâu sau, tổ trọng án tiết lộ với giới truyền thông vụ án Hae Chu đã có tiến triển đột phá. Nghi phạm là người đứng đầu bộ pháp chế của Tae Ji, ông Choi đã xúi dục giết người. Vì liên quan đến Tae Ji, dư luận xôn xao lên, có người vỗ tay khen hay, có người nghi đây là vụ án giả, che giấu sự thật, nhưng cũng có không ít lời chỉ trích. Dù sao thì Tae Ji cũng là một gia tộc lớn.
Vô số người có quan hệ làm ăn với TG, nếu TG sụp đổ, nền kinh tế Hàn sẽ không còn ổn định. Dưới áp lực của dư luận, bên công tố cũng tuyên bố cử Moon Ho tiếp quản vụ án này. Moon Ho nhiều lần thăng chức không thành, sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn chỉ là một công tố viên bình thường. Ý định cử ông ta ra rất rõ ràng, sau khi nghỉ hưu thì đến TG làm việc. Một năm xử lý vài vụ án tùy ý cũng có thể kiếm được hàng mấy tỷ. Moon Ho cũng là người hiểu chuyện, ông ta yêu cầu tổ trọng án dừng lại ở đây, kết thúc ở Dongun. Đừng tiếp tục đào sâu nữa, TG cũng rất biết điều, nhanh chóng tìm Moon Ho đưa ra những điều kiện mà ông ta không thể từ chối. Vừa nghỉ hưu đã đến TG thì không ổn lắm, trước hãy đi nước ngoài thư giãn, chi phí do TG chi trả, một hoặc hai năm sau quay về làm việc. Một căn hộ ở Gangnam, vị trí tùy ý chọn, nếu muốn cho con đi du học nước ngoài thì trường học cũng tùy ý chọn, nếu không hài lòng với cuộc sống vợ chồng. Hắn cũng có thể giúp ông ta tìm vài cô bồ nhí, những điều kiện hấp dẫn như vậy, Moon Ho chắc chắn sẽ không từ chối. Nói chung, ông ta làm chuyện này rất đơn giản, chỉ cần báo cho cấp trên và cấp dưới là xong, nhưng có một người ông ta không thể vượt qua. Đó là Do Chang, người được mệnh danh là cảnh sát hình sự mẫu mực, hai người từng gặp nhau một lần. Do Chang đã giao cho ông ta xử lý tên tội phạm mà anh bắt được trong đám cưới, bộ dạng thảm hại đó, thà bị hủy hôn vẫn muốn bắt tội phạm, thậm chí còn có thể cười được. Cả đời này ông ta không thể nào quên được, để ông ta đi thuyết phục người như vậy dừng tay, thậm chí ông ta còn không tìm ra được một lời mở đầu. Bên kia, Sang U tìm Dung Chê, muốn hắn giúp một việc nhỏ, nghe nói là nhờ vả cá nhân. Hắn lập tức từ chối nhưng Sang U đã có sự chuẩn bị. Trước đây Tae Ho đã tìm hắn nhờ vả, đã cho bố vợ hắn không ít lợi ích. Đã là doanh nghiệp sống nhờ TG thì sống chết chỉ là một câu nói của Sang U. Đáng tiếc là lời đe dọa của hắn không có tác dụng với Dung Chê. Hướng đi của hắn là đúng, nhưng cách thì sai. Đây cũng là chênh lệch giữa hắn và Tae Ho. Tae Ho biết điểm yếu của người khác, sẽ nâng đỡ chính xác, biến kẻ thù thành bạn. Còn hắn thì tấn công chính xác, biến bạn thành thù. Không lâu sau, Do Chang và Chi Húc đi nộp hồ sơ. Trong nhật ký cuộc gọi của Dung Chê có điện thoại đen mà Sang U sử dụng. Trước khi Hae Chu bị hại, hai người đã gọi điện cho nhau. Vì vậy Sang U có khả năng bị tình nghi xúi dục giết người. Moon Ho đưa ra hai câu hỏi, một là nội dung cuộc gọi có được ghi âm không, hai là có thể chứng minh điện thoại đen là của Sang U không. Chắc chắn là không có bản ghi âm, điện thoại đen được tìm thấy trong công viên, có quay được cảnh Sang U đến công viên. Nhưng đây đều là bằng chứng gián tiếp, không thể chứng minh điện thoại đen thuộc về Sang U. Hai người cũng biết tình hình này, chỉ muốn dựa vào đó để xin lệnh khám xét để điều tra sâu hơn. Moon Ho nói rất rõ ràng, ngay khi xin lệnh vụ án sẽ được các công tố viên khác tiếp quản, dù họ đã lường trước được, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Vì nước này không đi được, vậy thì đi nước khác. Không có lệnh thì gửi lệnh hầu tòa, nếu Sang U từ chối hợp tác, bắt khẩn cấp, chỉ cần đến bước thẩm vấn là xong. Đưa Dung Gân đến, chia rẽ quan hệ của hai người, cố để Dung Gân khai ra tên Sang U. Lúc này, Sang U đang bị Dung Đê mắng, Dung Chê là thư ký trưởng của nhà xanh, nắm trong tay quyền lực lớn, là người đứng dưới một người, trên vạn người, Tae Ho mãi mới lôi kéo được hắn về phe mình. Nhưng hắn lại đẩy ra không thương tiếc, hắn rất khó chịu, người ngoài nói hắn không bằng Tae Ho thì thôi, đến cả bố cũng nói như vậy. Hắn không hiểu Tae Ho hơn hắn ở điểm nào, nếu không có hào quang của TG, Tae Ho chẳng là gì cả. Dung Đê bất lực thật sự, đến giờ hắn vẫn không nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nếu Tae Ho còn sống, hắn có bị ép đến mức này không? Giờ không phải là vấn đề một người phụ nữ chết, hắn có tội hay không, mà là vấn đề về lòng tự trọng. Vì không để TG sụp đổ do không có Tae Ho, Dung Đê đưa ra lời khuyên cho hắn, đừng coi Nana như em gái, như vậy mới có cơ sở để oánh bại Nana. Sang U rời đi với vẻ mặt nửa hiểu nửa không, bỗng cấp dưới gọi điện đến, tổ trọng án gửi lệnh hầu tòa đến. Nếu từ chối thẩm vấn sẽ bị bắt khẩn cấp, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, phải tự mình ra mặt. Đi thì phải đi, nhưng không thể để phóng viên chụp được. Vụ án Hae Chu ầm ĩ, Dung Gân bị bắt đã kéo TG vào cuộc. Nếu hắn lại bị chụp ảnh ra vào đồn cảnh sát, kiểu gì cũng bị nghi là kẻ chủ mưu, dù có phải sự thật hay không. Danh tiếng của TG sẽ giảm sút thảm hại. Để chắc chắn, Sang U cử người tuần tra trong và ngoài đồn cảnh sát, đảm bảo không có phóng viên xuất hiện. Hắn mới ung dung xuất hiện, Do Chang và Chi Húc bắt đầu giăng bẫy. Dung Gân hiện tại không thể trốn. Vấn đề là đằng sau hắn còn có ai không? Sang U bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về việc nhân viên của mình gây ra chuyện này. Chi Húc chuyển hướng câu hỏi, hỏi Hae Chu có đe dọa hắn không? Ví dụ như vụ hèn hẹ 2 năm trước và những chuyện liên quan đến Min Chi, câu hỏi này khiến hắn không trả lời được. Luật sư chuẩn bị nói đỡ hộ hắn. Chi Húc nói nếu luật sư can thiệp, sau này tại tòa sẽ rất bất lợi, luật sư đành ngoan ngoãn im lặng. Sang U do dự một lúc rồi đưa ra câu trả lời rất mơ hồ. Dù không đe dọa, nhưng có thể cảm nhận được ý định muốn đe dọa, Chi Húc thừa thắng xông lên. Có thể hiểu lời hắn nói là Hae Chu từng yêu cầu hắn làm một việc nào đó không, vậy hắn đã trả lời như thế nào? Hắn lôi Dung Gân ra và đã nói với Dung Gân, nhân viên bộ pháp chế đưa ra yêu cầu kỳ lạ với hắn muốn Dung Gân có thể khuyên giải thích đáng. Lúc này,
Jung-geun đang ngồi ở phòng bên cạnh. Khi Hae-chu mới bị hại, hắn không nghĩ Jung-geun là thủ phạm. Cho đến khi xác nhận cái chết của Hae-chu không liên quan đến vụ án giết người hàng loạt váy trắng, hắn mới liên tưởng đến Jung-geun. Hai người tiếp tục dựa theo lời khai của hắn, động cơ Jung-geun xúi dục Dung Chae giết Hae-chu là do hắn nhờ Jung-geun khuyên đối phương. Hắn bắt đầu bịa đặt Hae-chu là một người phụ nữ dơ bẩn, từng ngủ với Jung-geun rồi lại cặp kè với Tae-ho. Có thể Jung-geun đã oán hận chuyện này nên lấy cái gọi là lời khuyên của hắn làm cái cớ giết người. Jung-geun ngồi ở phòng bên cạnh, sắc mặt khó coi. Lúc này, Chi-hook đưa ra một bằng chứng mới thu được liên quan đến Dung Chae, nghi phạm giết Hae-chu. Ngày xảy ra vụ án, hắn ở cùng bạn gái, xe của họ gặp tai nạn giao thông, camera hành trình đã ghi lại vài nội dung. Dung Chae khi đó đang ngồi ở ghế phụ, hắn nhận được một cuộc gọi, rõ ràng là hắn nhận được chỉ thị giết người, mà người chỉ thị không phải Jung-geun. Chưa kịp để Sang-woo phản ứng, Chi-hook đã đóng laptop, lặp lại những lời Sang-woo đã nói trong đoạn video mà Nana cho anh xem. Giết Hae-chu, tôi sẽ cho anh tiền tiêu cả đời không hết, những việc còn lại, Jung-geun sẽ lo. Dung Chae, anh chỉ phụ trách giết người thôi. Jung-geun ở phòng bên cạnh vẫn khá bình tĩnh, nhưng Sang-woo bắt đầu căng thẳng. Sau một thoáng sửng sốt, Sang-woo bắt đầu giả ngu, hỏi đây là lời của ai nói. Chi-hook vạch trần đó là lời hắn nói khi gọi điện cho Dung Chae tại văn phòng. Đô Trang bổ sung thêm một thông tin. Lịch sử cuộc gọi của Dung Chae cho thấy hắn đã nhận cuộc gọi từ điện thoại đen của Sang-woo. Hắn nhất quyết không thừa nhận, nói cảnh sát giờ hơi tệ, bịa đặt bằng chứng để vu oan cho người tốt. Nhưng có một điều hắn không hiểu, sao có bằng chứng quan trọng như vậy mà giờ mới đưa ra. Hắn bỗng quay đầu nhìn sang phòng bên cạnh, như nhận ra điều gì đó. Sau khi ra ngoài, hắn bèn cử người đi điều tra xem có ai ở phòng thẩm vấn bên cạnh không. Sau đó vội vã đến văn phòng, Chi-hook có thể lặp lại nguyên văn những lời hắn đã nói, khiến hắn nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Văn phòng đã bị lắp camera. Bên kia, Jung-geun xem xong toàn bộ quá trình thẩm vấn đã mau đưa ra phán đoán. Chi-hook có video Sang-woo xúi dục giết người, nhưng video là quay lén nên sẽ không được chấp nhận làm bằng chứng. Có vẻ như lần này tổ trọng án chiếm ưu thế, nhưng thực ra không ảnh hưởng gì đến cục diện nên hắn chọn đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, Sang-woo dẫn người đi lục soát văn phòng nhưng không phát hiện gì. Hóa ra Chi-hook đã báo trước với Nana. Nana đã tranh thủ lúc thẩm vấn để tháo camera. Song Sang-woo suy nghĩ kỹ lại, người duy nhất vừa có ác cảm với hắn, vừa có thể lén lắp camera ở địa bàn của hắn, chỉ có thể là Nana, người vừa giống vừa không giống em gái anh ta. Không lâu sau, Moon-ho bắt đầu hành động. Đầu tiên là gặp Jung-geun, nói sẽ kết án hắn tội xúi dục giết người. Hắn biết luật sư của Tae-ji đã tìm đến Moon-ho, vì vậy hắn không nói vòng vo nữa. Vụ án có thể kết thúc ở đây, nhưng có một điều kiện, không thể giam quá lâu. Nếu không, hắn sẽ không kìm được công lý trong lòng, vạch trần kẻ đứng sau. Moon-ho không thể đảm bảo điều gì với hắn, chỉ nói cố hết sức. Sau đó, ông ta gặp In-boom để hỏi xem là gia đình nạn nhân thì ông có phản đối kết quả phán quyết không. In-boom nào biết có những khúc mắc trong đó, nghe Do-chang cũng có ý định như vậy nên ông nói không phản đối. Ông tin tưởng Do-chang vô điều kiện. Điều này khiến Moon-ho hơi tò mò, sao ông lại tin tưởng Do-chang như vậy. In-boom cũng không giấu giếm, Do-chang là người tốt, luôn nghĩ cho nạn nhân. Trong những ngày tháng đau khổ nhất của ông, chính sự an ủi và đồng hành của Do-chang đã tiếp thêm cho ông rất nhiều động lực. Nghe In-boom nói vậy, trái tim sắt đá của Moon-ho cũng có chút dao động. Không lâu sau, Do-chang nhận cuộc gọi của Moon-ho hẹn anh ra ngoài uống chút rượu. Địa điểm được chọn là tiệm gà rán của Eun-hye. Trong lúc chờ đợi, Eun-hye quay lại cửa hàng và nói sẽ mang thêm chút gà rán cho In-boom. Hôm nay In-boom rất vui, ông đã gặp công tố viên phụ trách vụ án của Hae-chu. Công tố viên nói sẽ thực thi công lý để kẻ phạm tội phải chịu hình phạt thích đáng. Hai người khen ngợi vị công tố viên đó, thật hiếm có một người tốt như vậy. Moon-ho ngồi bên cạnh nghe vậy, tâm trạng rất phức tạp. Do-chang và Chi-hook đến hẹn, lúc đầu không khí còn khá vui vẻ, nhưng khi nghe Eun-hye là con gái của Do-chang, Moon-ho bèn thắc mắc, nếu là con gái thì phải gọi Eun-hye gì, sao lúc nãy lại gọi là cô? Chi-hook vội giải thích, không phải con gái ruột mà chỉ nuôi như con gái ruột. Moon-ho liên tưởng đến một khả năng, đó là con gái của nạn nhân, mà người có thể khiến Do-chang bận tâm như vậy chỉ có Dae-chun bị oan chớt. Moon-ho tức giận lắm, cảnh sát phải giữ khoảng cách với gia đình nạn nhân, như vậy mới có thể đứng ở góc độ khách quan để điều tra vụ án. Do-chang thầm quan tâm đến gia đình nạn nhân cũng đành thôi, lại còn nhận nuôi con gái của nạn nhân. Trong đám cưới của mình, anh đi bắt tội phạm, kết quả bị hủy hôn, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cảnh sát mà suốt ngày lo cho người này, chăm người kia. Có bản lĩnh thì hãy nâng cao chất lượng cuộc sống của mình trước đã. Moon-ho càng nói càng tức, Do-chang cũng càng nghe càng tức, anh cũng không muốn sống như vậy, nhưng có lẽ sống lâu rồi thì sẽ trở thành như vậy. Moon-ho khuyên anh hãy thay đổi, hãy học cách cúi đầu. Dựa vào quyền lực, không những mua được nhà ở Gangnam, còn có thể cho con đi du học, thậm chí là tìm một cô vợ xinh đẹp. Nếu anh không cần những thứ này thì đừng cản trở người khác theo đuổi. Sao mình sống khổ mà cũng bắt người khác phải chịu khổ? Do-chang mắt đỏ hoe, không nói nên lời. Moon-ho uống hết ly rượu trong tay, tức giận bỏ đi. May mà Chi-hook không quên chuyện chính, hỏi Moon-ho tìm họ đến có chuyện gì, nhưng Moon-ho tức tới mức quên mất, chỉ nói lần sau sẽ nói. Lúc này Do-chang cũng đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không hiểu sao Moon-ho lại nổi giận với mình, là người ngoài cuộc. Chi-hook tỉnh táo nhất, đây là một dấu hiệu tốt, Moon-ho đã dao động. Lúc này, Moon-ho ngồi trên băng ghế ven đường, sau khi chào vợ ngủ ngon, nhìn ảnh của ba đứa con.
trong lòng đã có quyết định. Hôm sau Sang-u đến tìm Nana, hỏi cô ta có phải đã thấy Tae-ho và Hae-chu vụng trộm trong văn phòng, rồi tức giận giết Tae-ho không. Tất nhiên cô ta không thể thừa nhận, may là Sang-u chỉ hỏi đến đó, không định đào sâu. Nana suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra trọng điểm nằm ở văn phòng. Cô ta xem lại camera, hóa ra Sang-u không tìm thấy camera trong văn phòng mình, mà tìm thấy trong văn phòng của Tae-ho. Cùng lúc đó, Moon-ho đang buồn rầu nhìn vào tài liệu trong tay. Đây là toàn bộ nội dung video mà Ji-hook đã xem. Dù video là quay lén, không thể làm bằng chứng có hiệu lực, cũng không lấy được bản gốc của video, nhưng đã đủ để chứng minh Sang-u là kẻ chủ mưu. Moon-ho sau khi cân nhắc kỹ đã quyết định xin lệnh bắt giữ. Do-chang có chút bất ngờ, không phải nói xin lệnh bắt giữ thì sẽ có người thay thế vị trí của ông ta sao? Thái độ thay đổi nhanh quá. Ông ta nói thẳng, so với vật chất sung túc thì sự thanh thản về tinh thần quan trọng hơn. Cả đời này ông ta chẳng có thành tựu gì lớn, trước khi nghỉ hưu phải làm gương cho con trai, cho chúng biết bố chúng giỏi đến mức nào. Nhưng cũng phải chú ý cách thức, không thể làm bừa, vừa nộp đơn xin lệnh bắt giữ. Ông ta đã công khai với giới truyền thông, nói đây là quyết định cá nhân, không đại diện cho ý kiến của viện kiểm sát. Có phóng viên hỏi nếu đơn xin lệnh bắt giữ bị bác bỏ thì vị trí của ông ta có bị thay thế không? Ông ta lập tức tuyên bố, quyết định của viện kiểm sát sẽ không bị dao động bởi ngoại lực, càng không làm ra hành động ngu ngốc là thay cấp dưới, vì không nghe theo chỉ huy, việc điều tra vụ án sẽ được tiến hành công bằng, công chính. Xin mọi người hãy chờ xem, hành động này dù đã đẩy cấp trên vào thế khó, nhưng cũng xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho viện kiểm sát trong lòng người dân. Bộ trưởng tự mình gọi điện chỉ đạo điều tra nghiêm ngặt vụ án này, chấp pháp công bằng, làm tốt thì là đại diện cho viện kiểm sát, làm không tốt thì từ chức. Vậy là Sang-u phải chịu áp lực dư luận, cùng Jung-geun ra hầu tòa. Bên phía Jung-geun, bằng chứng rõ ràng, không có gì để chối cãi, việc xúi dục là sự thật, chỉ xem hắn nhận tội xúi dục giết người hay vứt xác. Câu trả lời của hắn rất mơ hồ, chỉ nói với Dung-jae cách xử lý xác chết, còn người có phải do Dung-jae giết hay có ai xúi dục Dung-jae thì hắn không biết. Moon-ho tung ra đòn sát thủ đầu tiên, sau khi Hae-chu bị giết, công ty của Dung-jae đã nhận được 2 tỷ từ Tae-ji, nhưng Tae-ji không nhận được bất kỳ hàng hóa nào, vậy số tiền này rất có thể là tiền thuê giết người. Theo lời Jung-geun, hắn chỉ hướng dẫn Dung-jae cách xử lý xác chết, vậy thì Dung-jae phải trả tiền cho hắn, chứ không phải Tae-ji trả tiền cho Dung-jae. Hắn phủi sạch mọi trách nhiệm, hắn làm việc trong phòng pháp chế, đừng nói đến giao dịch lớn như vậy, cả mua giấy bút cũng phải xin phòng tài chính. Moon-ho chỉ chờ câu nói này của hắn, nếu hắn không có thẩm quyền xử lý giao dịch này, thì đó phải là người có cấp bậc cao hơn hắn. Nhìn là biết muốn đổ lửa sang Sang-u, luật sư vội phản đối nhưng vô hiệu, thẩm phán cho rằng nghi ngờ của Moon-ho có căn cứ, giờ chỉ xem thái độ của Jung-geun thế nào. Nếu không thừa nhận có sự can thiệp của cấp cao Tae-ji, thì đó là hắn xúi dục giết người, hắn không muốn gánh tội này. Đành đồng ý với lập luận của bên công tố, Moon-ho mời In-bum lên. Trước khi Hae-chu bị giết, Sang-u đã đến cửa hàng tìm và nói những lời rất khó nghe. Sau đó lại gặp nhau ở công ty Tae-ji và còn nói Hae-chu là bé ba, chết cũng đáng. Áp lực đổ dồn về phía Sang-u, nhưng luật sư lại không phản đối đầy bất thường. Phiên tòa đầu tiên kết thúc, tưởng chừng bên công tố chiếm ưu thế, nhưng chỉ là cảnh giả mà thôi. Luật sư của Tae-ji đều là người tinh anh trong tinh anh, có thể nói đen thành trắng, làm sao có thể chỉ chịu đòn mà không phản công chứ? Họ cố tình không làm gì, chuẩn bị bùng nổ trong phiên tòa tiếp theo, khiến bên công tố không kịp trở tay, vì vậy không được bỏ sót bất kỳ sự chuẩn bị nào. Min-chi là mắt xích quan trọng, chỉ có bản ghi âm của cô ta và Tae-ho là không đủ, phải để chính cô ta ra tòa trình bày tình hình lúc đó mới có sức thuyết phục hơn. Bên Tae-ji cũng đang bàn bạc đối sách, cấp dưới đã điều tra. Khi Sang-u bị thẩm vấn, Jung-geun ở ngay bên cạnh, vì vậy thái độ của hắn trên tòa mới mơ hồ như vậy. Chỉ cần chiếm ưu thế trong phiên tòa thứ hai, Jung-geun sẽ lại đứng về phía họ. Ý kiến của đoàn luật sư cũng giống với bên công tố, Min-chi là nhân chứng chủ chốt trong phiên tòa tiếp theo, phải ngăn cô ta ra tòa. Sang-u lập tức đi tìm Min-chi, nhưng không ngờ đứa trẻ cũng ở đó, mà tất cả đều do Nana làm. Sao cô ta không biết Min-chi là nhân chứng chủ chốt? Giải quyết được nỗi lo về đứa trẻ, Min-chi mới ra tòa làm chứng, khiến Sang-u không thể lật ngược thế cờ. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Sang-u. Đoàn luật sư thảo luận sôi nổi một hồi đã đưa ra một giải pháp mới. Phiên tòa thứ hai bắt đầu, bản ghi âm và lời khai của Min-chi cho thấy Sang-u có động cơ giết người. Nhưng bên kia đã có sự chuẩn bị, luật sư yêu cầu mọi người nghe kỹ đoạn cuối của bản ghi âm. Hae-chu không tin Tae-ho vì 2 năm trước Tae-ho đã ra mặt giúp Sang-u che giấu vụ án. Còn một điểm rất quan trọng là toàn bộ cuộc đối thoại được ghi âm khi Min-chi không hề hay biết. Tiếp theo là ảnh thân mật của Tae-ho và Hae-chu. Sang-u thừa nhận mình đã thuê người chụp ảnh này. Tae-ho giấu bằng chứng về hành vi bạo lực của mình 2 năm trước. Hắn dùng ảnh này để đe dọa Hae-chu, bắt cô ta giúp hắn tìm ra bằng chứng. Jung-geun là người phụ trách vụ án lúc đó. Hắn được Tae-ho nhờ che giấu sự thật để đổi lấy cơ hội làm việc tại Tae-ji. Vậy thì với Jung-geun, mối quan hệ với Tae-ho còn thân thiết hơn Sang-u. Mà Tae-ho ở Tae-ji là giám đốc, có quyền xử lý các giao dịch lớn. Giờ mũi dùi đang hướng thẳng vào Tae-ho. Từ một công tố viên bình thường leo lên đến cấp cao của Tae-ji, con đường này không hề dễ dàng, là con rể của Tae-ji. Nếu mối quan hệ bất chính với Hae-chu bị phát hiện, anh ta sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời. Trong tình thế bất đắc dĩ, anh ta đã xúi dục Dung-jae giết Hae-chu.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, Hae-chu bị phát hiện không phải là nạn nhân của vụ án váy trắng, vì vậy anh ta đã quyết định lợi dụng lòng căm thù của Min-chi đối với Sang-woo, dụ dỗ cô ta nói ra những lời bất lợi cho Sang-woo và lén ghi âm lại, muốn đổ tội giết Hae-chu cho Sang-woo. Hành động của Tae-ho trước khi xảy ra tai nạn xe cũng chứng minh điều này. Anh ta nói với Na-na đây là giải pháp tốt nhất, trước đó đã gọi điện cho Ji-hook, nói có chuyện về Hae-chu cần nói, kết hợp với giải pháp tốt nhất, không khó để suy luận anh ta muốn đổ tội xúi dục giết người cho Sang-woo, từ đó che giấu tội ác của mình, tiện thể giúp Na-na lên chức, khiến Na-na bỏ quyết định ly hôn. Tiếp theo là màn trình diễn của Sang-woo, hắn biết những sự thật này nhưng không nói ra trong lúc thẩm vấn. Vì sao ư? Vì Tae-ho là em rể của hắn, cũng là công thần của Tae-ji, sự im lặng của hắn là sự tôn trọng cuối cùng dành cho Tae-ho, đòn này khiến bên công tố trở tay không kịp. Thừa nhận hành vi bạo lực 2 năm trước, đổ tội xúi dục giết người cho Tae-ho, Tae-ho đã chết, không thể kiểm chứng được nên không thể bác bỏ lời khai này. Phiên tòa thứ hai này, Tae-ji có thể nói là thắng lớn, nhưng Jung-geun không hề bị ảnh hưởng. Bất kể tình hình diễn biến thế nào, Sang-woo và Na-na đều không dám bỏ rơi hắn. Giờ hắn chỉ là kẻ xúi dục phước xác, chỉ bị tù 3-5 năm là ra, nhưng vẫn phải tính đến tương lai. Hắn đã để Ki-jin tiếp cận Na-na, chỉ cần hắn chỉ chứng Sang-woo, Na-na sẽ cho hắn một khoản tiền lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Bên kia, Moon-ho gọi Do-chang và Ji-hook đến bàn bạc cách đối phó với phiên tòa tiếp theo. Bên kia hiện đang bám chặt vào Tae-ho, thực sự rất khó đối phó. Cách duy nhất là đoạn video trong tay Na-na, nhưng Na-na không chịu nộp đoạn video quay lén mà cũng không thể dùng làm bằng chứng. Ji-hook nghĩ ra ngay, chỉ cần thay đổi nguồn gốc bằng chứng là được, vì bên kia đổ tội cho Tae-ho, vậy thì xin lệnh khám xét nhà Tae-ho. Na-na chỉ cần đặt đoạn video vào phòng của Tae-ho là được, như vậy đoạn video sẽ trở thành video do Tae-ho quay lén, cảnh sát sẽ vô tình phát hiện trong quá trình khám xét, hoàn toàn không liên quan đến Na-na. Na-na rất vui vẻ đồng ý khi đoạn video được đưa ra trước tòa. Sắc mặt Sang-woo đã thay đổi, ban đầu định nói về nguồn gốc bất hợp pháp của video, nhưng đã bị bên công tố phủ nhận. Sang-woo vội nói đoạn video không phải do Tae-ho quay. Vậy thì Moon-ho lại hỏi, không phải Tae-ho thì là ai? Vì đã khẳng định Tae-ho hãm hại mình, nên việc Tae-ho quay lén đoạn video này là hợp lý. Tae-ji bên này câm nín, lời xúi dục của Sang-woo vừa khéo khớp với lời đáp của Dong-jae. Tiếp theo là xem thái độ của Jung-geun. Chỉ cần thêm lời nhận tội của hắn là có thể kết tội Sang-woo. Hắn nhìn Ki-jin, Ki-jin gật đầu biểu thị Na-na đã chuyển tiền. Thì hắn mới mở miệng nói mình bị Sang-woo xúi dục, giờ vụ án đã được định, tiếp theo là chờ kết quả xét xử. Sang-woo biết nguồn gốc của đoạn video, vừa ra khỏi cửa đã đi tìm Na-na để trả thù, hắn tát thẳng vào mặt Na-na, cô ta không hề yếu thế, cũng tát trả lại, hắn tức giận, bóp cổ cô ta. May là Ji-hook đến kịp thời, không để sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bên kia, Sung-dae gọi Jung-jae đến, trước tiên là xin lỗi vì hành động vô lễ của con trai, sau đó nhấn mạnh Tae-ji liên quan đến mạch méo kinh tế của đất nước, không thể dễ dàng sụp đổ. Cuối cùng thỏa hiệp với Jung-jae, nói sẽ tìm một người khác thay thế Tae-ho tiếp quản Tae-ji, điều kiện là phải thả ông ta ra. Không lâu sau, thẩm phán tuyên án vụ án Hae-chu, Jung-geun 5 năm, Sang-woo 15 năm. Còn Sung-dae trước đó bị giam giữ thì được tuyên vô tội, cuối cùng In-boom cũng giải quyết được một nỗi lo, ông tự mình đến thăm Na-na. Xin lỗi vì hành vi đồi bại của cháu mình, tiếc nuối vì cái chết của Tae-ho và hy vọng Na-na có thể tha thứ cho Hae-chu. Na-na không nói lời tha thứ, chỉ cảm thấy rất tiếc vì cái chết của Hae-chu, dù sao thì cũng là anh trai cô ta sai người giết. Lúc này, thư ký đi vào hỏi cần chuẩn bị loại trà nào, còn gọi một câu là giám đốc Chon. Cách gọi này khiến In-boom nhớ đến một chuyện. Ngày Hae-chu xảy ra chuyện, ban đầu định cùng ông về nhà, giữa chừng nhận cuộc gọi của giám đốc Chon rồi quay lại công ty, mà ông đợi đến 2 giờ đêm Hae-chu vẫn chưa về. Điều này chứng tỏ gì? Người cuối cùng Hae-chu gặp là Na-na, ông không giấu được chuyện trong lòng. Đặt câu hỏi, có phải cô đã giết Hae-chu không? Còn Na-na cũng nghi, sao chuyện cô ta gọi điện cho Hae-chu mà In-boom lại biết? Điều này khiến cô ta có một cảm giác lo sợ khó hiểu. Cô ta vốn tưởng đuổi Sang-woo khỏi Tae-ji, tập đoàn sẽ là thiên hạ của cô ta. Nhưng không ngờ Sung-dae lại ra tù, còn biết những chuyện cô ta đã làm, biểu cảm của cô ta rất đặc sắc. Sung-dae cũng không làm khó cô ta, từ bỏ mọi thứ hiện tại, tiếp tục làm con gái nhà họ Chon, nếu không thì sẽ là cục diện sống còn. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã khiến cố gắng nhiều năm của cô ta đổ sông đổ biển. Bên kia, giải quyết xong vụ án của Hae-chu thì đến vụ tự sát của Tae-ho. Lúc đó, đồng nghiệp của khoa tai nạn phụ trách vụ án này bỗng được điều đi nơi khác. Ji-hook thấy nghi, tìm đồng nghiệp đó hỏi thăm. Lúc đó đã giám định xe tai nạn, trên đó có dấu vân tay của hai người, một là Tae-ho, một là Na-na. Theo lý thì họ cùng đi trên một xe có dấu vân tay là chuyện bình thường, nhưng vấn đề nằm ở vị trí. Trên chốt khóa dây an toàn và vô lăng đều có dấu vân tay của Na-na. Lúc đó người lái xe là Tae-ho, Na-na đã uống rượu không thể lái xe, phủ nhận khả năng hai người đổi nhau lái. Trong camera hành trình có tiếng tháo dây an toàn, theo lời Na-na nói là do Tae-ho tự tháo. Vậy sao dấu vân tay của cô ta lại xuất hiện ở đó? Dấu vân tay trên vô lăng thì sao? Trừ phi cô ta tháo dây an toàn của Tae-ho và oánh lái vô lăng đâm vào xe tải đối diện, nếu không thì không thể giải thích được. Đồng nghiệp của khoa tai nạn đã nêu ra câu hỏi này nên mới bị điều đi nơi khác. Sang-boom rất căng thẳng, Sung-dae đã được thả, đưa con trai người ta vào tù thì thôi, còn muốn động đến con gái người ta nữa, có phải là muốn đuổi tận giết tuyệt không? Tài sản của người ta tính bằng nghìn tỷ, lấy tiền dập cũng có thể dập chết họ, nhưng ngăn cản mãi cũng không ổn.
không bằng thiểu số phục tùng đa số. Ai muốn liều mạng điều tra đến cùng thì giơ tay. Tổ trọng án có 7 người, cộng thêm Sang Bum là 8 người. Đô Trang và Chi Húc là những người đầu tiên tỏ thái độ. Đông Úc theo ngay sau. Sang Bum chuẩn bị công bố kết quả thì Chê Hung cũng giơ tay. Đông Úc là đàn em do anh ta dẫn dắt, đàn em đều xông pha hết mình, làm sao đàn anh có thể làm mất mặt. Vừa dứt lời, Bung Xích vốn là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy cũng giơ tay. Lời của Chê Hung rất có lý, các tổ viên đều xông pha, tổ trưởng sao có thể lùi bước. Thấy sắp kết thúc với tỷ số 5-3, Sang Bum quyết định tạm dừng. Những vụ án lớn như thế này phải có hơn 2/3 số người đồng ý mới được. Chi Ung lập tức giơ tay với lý do không thích số 5, trong số các thành viên chỉ còn một người chưa giơ tay. Không giơ tay thì không hợp, thế là Sang Bum đành đồng ý điều tra. Tối hôm đó, Nana hẹn gặp Chi Húc, đề nghị anh nghỉ việc để làm vệ sĩ cho cô ta, giá cả tùy ý, điều kiện tùy ý. Cô ta đưa ra lời đề nghị này vì sợ Sung Đê biết cô ta đã cung cấp cho cảnh sát bằng chứng bất lợi cho Sang U. Đáng tiếc là cô ta đã chọn nhầm người, Chi Húc không thiếu thứ gì, chỉ muốn tìm ra sự thật. Cô ta lại bắt đầu tấn công vào điểm yếu của Chi Húc, nói hai người rất giống nhau ở một phương diện. Chi Húc cũng giống như cô ta, đều là tội đồ giết chết mẹ mình. Lần này Chi Húc khá cứng rắn, không chìm đắm trong nỗi đau quá khứ, mà là lập tức phản công. Theo như anh tìm hiểu, khi mẹ Nana mất, bà đang chuẩn bị kiện Sung Đê. Muốn Sung Đê thừa nhận Nana là con gái ruột, bố con nhà họ Chon cho rằng mục đích của bà là tiền, đã dùng đủ mọi cách ép buộc và đàn áp khiến bà phải tự soát. Nana vẫn luôn nói khi đó cô ta đang trên máy bay ra nước ngoài, nhưng thực tế không phải vậy, khi đó cô ta đang ở ngay tại hiện trường. Bà là vật cản trên con đường cô ta bước vào nhà họ Chon, vì vậy cô ta đã không ngăn cản cái chết của mẹ mình để bản thân bớt cảm thấy tội lỗi. Cô ta mới bịa ra lời nói dối là mình đang ở nước ngoài. Hôm sau tổ trọng án tìm thấy xe của Đông Chê, phát hiện có người đã lắp thiết bị định vị trên xe. Kiểm tra camera thì thấy chiếc xe là do Ki-chin của đội rượt bắt đưa cho. Đông Chê lái xe đi, người của Chê-chun lại lái xe về. Có lẽ Ki-chin đã tiết lộ vị trí cho Chê-chun. Để Chê-chun giết người diệt khẩu, họ bắt người của Chê-chun về thẩm vấn, nhưng đối phương chỉ thừa nhận việc lái xe đi, không thừa nhận giết người. Hơn nữa không có xác của Đông Chê thì làm sao định tính vụ án? Đây cũng là vấn đề khiến tổ trọng án đau đầu hiện nay. Dù Đông Chê giết người vứt xác là đáng chết, nhưng xét về tình về lý nên cho gia đình hắn biết hắn chết như thế nào, sao lại chết. Chi Húc nắm bắt được một điểm trọng tâm. Sao Ki-chin lại tiết lộ vị trí cho Chê-chun, nói là sợ hắn ra tòa làm chứng tố cáo Sang U xúi dục giết người thì có vẻ không phải là tất cả. Kết hợp với vụ việc của Tae-ho mà xem, sau khi nói chuyện với Min-chi, nghi Sang U là hung thủ, gặp xong Đông Chê lại chạy đi tìm Nana, sau đó gọi điện nói sẽ tố cáo gì đó, cuối cùng chớt giữa đường, cuộc nói chuyện với Min-chi đã có rồi. Vậy từ Đông Chê đã biết chuyện gì? Nếu Đông Chê thừa nhận giết người vứt xác thì sẽ không có những việc sau đó, vì vậy Đông Chê chắc chắn phủ nhận việc giết người, chỉ nhận vứt xác. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn bị giết. Nghe nói Đông Chê còn có một người anh trai, đi gặp thì thấy là một người khá thật thà. Anh ta rất căm ghét những việc Đông Chê làm, lần gặp mặt cuối cùng là 10 năm trước. Đô Trang bỗng nhận ra một vấn đề, nếu xác định Đông Chê không giết người thì tội xúi dục của Sang U sẽ không thành lập, còn cần điều tra tiếp không? Bên kia, đàn em của Đông Chê đến tiệm gà rán, In Bum vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Đông Chê từng nói mình không giết người, anh trai có bằng chứng, Chê Chun cũng biết chuyện này. Hôm đó, Đông Chê đường cùng muốn dùng bằng chứng đó đổi lấy một con đường sống, đáng tiếc là anh trai không nghe điện thoại. Không lâu sau, In Bum tìm đến Đông Su, muốn biết bằng chứng mà Đông Chê để lại là gì, nhưng anh ta chưa từng nghe nói đến chuyện này, cũng chưa từng giúp Đông Chê giữ thứ gì. Đông Chê làm nhiều chuyện xấu, là đáng chết, nhưng là gia đình của kẻ gây án. Anh ta cũng bị dày vò lắm, In Bum lúc này mới hiểu ra một chuyện, hóa ra sau khi vụ án giết người xảy ra, không chỉ gia đình nạn nhân đau khổ, gia đình của kẻ gây án cũng rất đau khổ. Có thể là bị lời nói của In Bum làm cảm động, anh ta lấy ra một cái túi, là thứ tìm thấy khi dọn đồ của Đông Chê. Xem những thứ bên trong, In Bum có thể giải thoát được rồi. Bên trong là quần áo mà Hae-chu mặc vào ngày bị hại, trên đó còn có vết méo, nhưng In Bum không nghĩ sâu xa. Vì đồ vật ở trong tay Đông Chê thì chắc chắn là hắn giết người. Ngay khi ông đang chìm trong đau buồn thì Nana bỗng đến thăm, thấy quần áo của Hae-chu, cô ta đều sững sờ. Cùng lúc đó, Chê-chun tìm Đông Su, ép hỏi bằng chứng mà Đông Chê để lại là gì. Sau đó báo cho Ki-chin đồ vật ở chỗ In Bum. Ki-chin vừa nhận được tin thì Nana đã tìm đến hắn và nói về chuyện này. Ki-chin dù sao cũng là cảnh sát hình sự, rất nhanh đã nhận ra một vấn đề, làm sao Nana biết đó là quần áo của Hae-chu. Nana vội tìm một lý do, hôm đó cô ta đã gặp Hae-chu, biết Hae-chu mặc gì. Ki-chin tạm thời tin, nhưng quần áo ở chỗ In Bum thì liên quan gì đến cô ta? Cô ta đã chuẩn bị sẵn lời nói, sợ sự xuất hiện của quần áo sẽ thay đổi kết quả phán quyết, không thể để Sang U có bất kỳ cơ hội nào. Ki-chin lập tức hành động, bảo Chê-chun xử lý In Bum. Khi ông sắp bị chôn sống, Đông Su bị thương nặng cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh ta vội gọi điện báo cho Chi Húc là In Bum đang gặp nguy hiểm. Tổ trọng án lập tức hành động. Lúc này, Ki-chin lẻn vào nhà In Bum, tìm thấy cái túi ở sân sau. Khi rời đi thì tình cờ gặp Eun-hi. Eun-hi gõ cửa không thấy ai trả lời, định bỏ đi thì nhận được di thư của In Bum, lập tức xông vào. Hành động này khiến Ki-chin phải ra tay với cô bé. Ki-chin không định giết người, chỉ cần không để lộ danh tính là được, nhưng trời tính không bằng người, Eun-hi thấy mặt hắn qua gương. Sau khi hắn đi xa, Eun-hi vùng khỏi trói, kể lại tình hình cụ thể cho Đô Trang.
đội Đô Trang lần theo tín hiệu điện thoại của In Boom đến một khu rừng nhỏ. Ưn Hy nhận được di thư nói đối phương muốn ngụy tạo In Boom tự soát, họ phải tăng tốc. May họ đến kịp, In Boom đã giữ được mạng sống, nhưng tuổi đã cao, không chịu được giày vò, liệu có thể tỉnh lại hay không còn là chuyện khác. Ưn Hy đã thấy khuôn mặt của Ki-jin. Dù không quen biết nhưng cô bé học mỹ thuật, có thể vẽ lại với lời khai của Đông Su và bằng chứng tại hiện trường. Nhóm người đó mau chóng bị bắt trở lại. Lần này, toàn bộ tổ trọng án đều nổi giận, dám ra tay với ông già hơn 80 tuổi, còn đòi cái quần nhân với trả quyền. Họ cũng nhận ra sai lầm của mình, chưa nói tới nhân quyền. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, họ cũng không còn mặt mũi nào ở trong giới nữa, chỉ còn cách thành thật khai báo. Chê Chun cũng bị người khác sai khiến nhưng không rõ là ai. Ki-jin là một người khá thú vị, lấy lý do đang điều tra Chê Chun để moi tin từ tổ trọng án, còn chủ động đưa ra bằng chứng Chê Chun giết Đông Chê. Kết quả thật khéo, lúc đi bị Ưng Hy thấy, cô bé đưa bức chân dung cho Đô Trang. Họ đang nghiên cứu lý do sao Ki-jin lại nhiệt tình như vậy, giờ thì đã hiểu, hắn ra lệnh cho Chê Chun giết In Boom, nhân cơ hội đó lấy trộm quần áo. Thấy mọi chuyện bại lộ, bèn đưa ra bằng chứng bất lợi cho Chê Chun để oánh lạc hướng tổ trọng án. Trên quần áo rốt cuộc có thứ gì mà đáng phải ra tay với một ông già hơn 80 tuổi. Ki-jin giờ cũng hoảng loạn lắm, tội bạo lực, tội xúi dục, xâm nhập trái phép, giết người không thành đủ để hắn ở tù cả đời. Dù Jung-geun đảm bảo hắn sẽ không sao, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Trừ phi có thể nói cho hắn biết ai đã giết Hye-chu, song Jung-geun cũng không rõ, hắn chỉ chuyển Hi-hye nhận được cho Dong-jae, còn người đưa Hi-hye cho hắn là Na-na. Một câu nói nhẹ nhàng đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bên kia, tổ trọng án định tìm bằng chứng Ki-jin vào nhà In Boom. Nhưng Ki-jin làm cảnh sát nhiều năm không phải là vô ích, toàn bộ quá trình đều tránh camera, không bị quay lại. Song có một phát hiện bất ngờ, Na-na đã từng đến tìm In Boom, ban ngày mới đến, tối đã xảy ra chuyện. Rất khó để không nghĩ đến cô ta, Chi-hook tự mình đi tìm cô ta xác nhận, câu trả lời của cô ta rất mơ hồ. Chỉ cần học cách buông tay, sẽ không có người vô tội nào bị hại, loại đe dọa này có thể có tác dụng với người khác, nhưng với Chi-hook thì vô dụng. Cùng lúc đó, Sung-dae đã đưa ra một quyết định, giao Tae-ji cho Michael. Điều kiện là hắn phải giúp Sung-dae làm một việc, vừa tạm biệt Sung-dae, hắn đã nhận được lời mời của Na-na. Ban đầu không muốn đi, nhưng biết thủ đoạn của Na-na, không đi không được. Na-na biết hắn đã gặp Sung-dae, muốn biết họ đã nói gì. Hắn do dự một lúc rồi nói, tình hình của Tae-ji không mấy khả quan. Chủ tịch muốn tìm cách giải quyết, tính đến trụ sở chính của Mark Wen ở Mỹ để gặp gỡ các lãnh đạo. Nhưng hắn thấy Sung-dae đi không ổn lắm. Nếu Na-na đồng ý, có thể thay mặt Tae-ji đi đàm phán với Mark Wen. Điều này có vẻ có lợi cho Na-na, nhưng hai người đã quen biết nhau từ lâu. Na-na biết vài đặc điểm của hắn, ví dụ như khi nói dối, hắn thường dùng tiếng Anh. Mà lúc nãy, khi nói đến chuyện để Na-na đi, hắn đã dùng tiếng Anh, tất nhiên hắn không thể thừa nhận. Chỉ nói là vì muốn tốt cho Na-na, nhưng khi vừa quay đi, Na-na đã ném cốc vào người hắn. Chút cơn giận như một kẻ điên, để cô ta đi đàm phán chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để cô ta chết ở Mỹ. Cô ta không ngờ bạn học cũ lại dám phản bội mình, lại đi chung thuyền với Sung-dae. Điều này khiến Michael không biết trả lời thế nào, đúng cũng không được, sai cũng không xong. Vậy thì coi như hắn chưa từng nói gì. Sau một hồi đau khổ ngắn ngủi, Na-na đã bình tĩnh lại, đi gặp Sung-dae để nói rõ mọi chuyện. Cô ta là người đã hỗ trợ cảnh sát đưa Sang-woo vào tù, cũng là người đã gửi tài liệu cho nhà xanh khiến ông ta phải vào tù. Người mẹ đã khuất của cô ta từng dạy cô ta một điều, muốn gì thì cứ giành lấy, những gì cần nói đã nói, muốn giết hay tha thì tùy, nhưng vẫn phải nói một câu, cô ta rất sợ Sung-dae thực sự giết mình. Cô ta đã ghi âm lại những lời này, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Sung-dae sẽ là nghi phạm đầu tiên. Bên kia, Chê Chun, nhân vật chủ chốt, cuối cùng đã bị tổ trọng án bắt giữ. Ban đầu định chống chế đến cùng, nhưng khi thấy có bằng chứng hắn giết Đông Chê lại do Ki-jin cung cấp, thì hắn khai luôn. Lúc này Ki-jin vẫn chưa biết tai họa sắp ập đến. Hắn gọi Ưn Hy đến, nói cô bé đã xuất hiện ở nhà In Boom là do Đô Trang chỉ đạo, muốn tiêu hủy bằng chứng quan trọng trong vụ án Hye-chu. Dù sao thì lúc đó chỉ có hai người ở đó, một là đội trưởng của đội điều tra, một là thiếu nữ hư hỏng, ai đáng tin hơn. Hắn tính toán rất hay, khi Đô Trang và Chi-hook đến, hắn vẫn còn đắc ý, nhưng khi Chi-hook lấy điện thoại của Chê-chun ra gọi cho hắn, hắn không còn cười nổi nữa. Khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi và địa điểm của hắn, có một nơi khiến người ta nghi, Viện Khoa học Quốc gia. Chẳng lẽ Ki-jin không tiêu hủy bằng chứng mà lại gửi đến đây để kiểm tra? Viện Khoa học Quốc gia cân nhắc chút, Ki-jin là người ủy thác riêng, tổ trọng án là đi theo quy trình bình thường, liên quan đến vụ án giết người, họ không dám chịu trách nhiệm. Đành báo cáo tình hình cho họ, quần áo của Hye-chu được gửi đến, ngoài méo của cô ta còn có méo của người khác. Chưa rõ danh tính cụ thể, Ki-jin đã gửi vài mẫu ADN, kết quả so sánh vẫn chưa có. Không lâu sau, Na-na đã tổ chức một hoạt động từ thiện nhân danh Hye-chu, còn mời Đô Trang và Chi-hook tham gia. Khi trả lời phỏng vấn, cô ta nói, tình hình của Tae-ji trở nên tồi tệ là do cô ta gây ra, bố con nhà họ Chon đều phải vào tù là do cô ta cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng. Nhưng cô ta không phải muốn trả thù cho mẹ mình, mà chỉ muốn đưa Tae-ji lên một tầm cao mới. Dong-jae đã tìm đến cô ta ngay, chỉ vài câu nói đã khiến giá cổ phiếu của Tae-ji giảm mạnh. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng cô ta lại không hề sợ hãi. Tài liệu cô ta gửi cho nhà xanh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cô ta còn rất nhiều thứ chưa tiết lộ, không biết Dong-jae có chịu nổi không. Dong-jae mặt mày khó coi, không dám làm khó cô ta nữa.
Hành động tiếp theo của cô ta càng khiến người ta khó hiểu, đầu tiên là tự tiêm cho mình một mũi, sau đó khi phát biểu thì lảo đảo, nhưng tính sao cũng không tính ra được Ki-Chin không tiêu hủy bằng chứng. Viện Khoa học Quốc gia thông báo với Chi-Hook kết quả giám định ADN, vết méo còn lại là của Nana. Cùng lúc đó, Nana nghiêng đầu ngã xuống đất, vở kịch do Nana tự biên tự diễn đã gây ra tiếng vang lớn, mọi chuyện đang diễn ra theo hướng cô ta mong muốn. Bệnh viện nói cô ta tiêm quá liều insulin, cảnh sát phải điều tra xem đó là do dùng thuốc sai hay cố ý. Lúc đó Do Chang và Chi Húc có mặt ở đó. Tổ trọng án trở thành mục tiêu chỉ trích, truyền thông lớn liên tục đến đòi câu trả lời. Nana đã nói trong cuộc phỏng vấn bố con nhà họ Chon phải vào tù đều là nhờ cô ta. Bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô ta và Sung Dae cũng đã đến tay Chi Húc. Mục đích rất rõ ràng, muốn mượn tay tổ trọng án để loại bỏ ông ta. Vậy thì hãy mượn kế hoạch của cô ta, bắt Sung Dae trên danh nghĩa, còn ngầm lôi kéo ông ta. Kế hoạch này khả thi nhưng có một vấn đề. Với địa vị và mối quan hệ mà Sung Dae đã tích lũy trong những năm qua, có lẽ họ chưa kịp ra tay thì đã bị Sung Dae diệt rồi, họ mất việc thì không sao. Nhưng liên lụy đến gia đình thì lại là chuyện lớn, giờ là tình thế khó xử, làm sao để phá vỡ thế bế tắc này? Chi Húc có một cách, anh có một tòa nhà ở Gangnam, nếu không được thì bán tòa nhà đó rồi chia cho mọi người. Nghe vậy, mọi người lập tức muốn nghỉ việc. Giờ đã giải quyết được nỗi lo sau lưng, vậy thì xắn tay áo lên mà làm thôi. Sau khi Nana gây chuyện, phía Mark Quan cũng thay đổi chiến lược, bỏ Sung Dae, đưa Nana lên nắm quyền. Giờ Ki-Chin đang tự lo thân mình, không có thời gian để quản chuyện này. Thứ hắn gửi đến Viện Khoa học Quốc gia để xét nghiệm đã bị tổ trọng án biết. Giờ hắn chỉ còn một con đường. Dùng bằng chứng quan trọng này để đòi tiền Nana, rồi sống cả đời trong đống tiền. Còn về tội xúi dục giết người, xâm nhập bất hợp pháp, che giấu bằng chứng, hắn sẽ đổ hết lên đầu tổ trọng án. Jung-geun đưa ra một đề xuất, đừng chỉ trông chờ vào một mình Nana, hãy kể hết những gì mình biết cho Sang-woo bên kia. Tổ trọng án đã sắp xếp lại đầu mối, trên quần áo của Hae-chu có vết méo của Nana, Ki-Chin đã giết In-boom với một rủi ro rất lớn. Điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của bằng chứng này. Hae-chu có khả năng bị Nana giết, Dong-jae vẫn luôn giữ bằng chứng, chắc chắn đó cũng là lý do hắn bị giết. Tae-ho đã tìm gặp Dong-jae trước khi xảy ra chuyện, nếu anh ta biết sự thật về việc Nana giết Hae-chu từ Dong-jae thì Nana có lý do để giết anh ta. Thoạt nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng vẫn còn một câu hỏi, lý do Nana giết Hae-chu là gì? Không thể chỉ đơn giản là ngoại tình được, ngoài ra còn có một khó khăn nữa, nếu vụ án diễn biến theo hướng này thì Dong-jae không giết Hae-chu và Sang-woo cũng không xúi dục giết người, lại là một tình huống khó xử. Ngay khi mọi người đang đau đầu, Nana gọi điện, nói sẽ đến để phối hợp điều tra, điều này khiến họ bối rối. Nana có ý định gì đây? Về vấn đề insulin, Chi-Hook đã kiểm tra và bệnh viện không có sai sót, vậy thì chỉ còn một khả năng, vấn đề nằm ở Nana. Chi-Hook đang ám chỉ cô ta tự biên tự diễn, cô ta phản ứng nhanh, chắc chắn là có người đã trao đổi khi cô ta để ở văn phòng. Nếu có thể tự do ra vào văn phòng của cô ta thì chắc chắn là nhân viên nội bộ, nhân viên không có thù sâu sắc gì với cô ta. Không đến mức làm như vậy, chắc chắn là có người chỉ đạo. Mọi người đều biết cô ta đang ám chỉ Sung Dae, nhưng cô ta không nói tên, để tổ trọng án tự điều tra. Đây cũng là lý do cô ta mời hai người đến hiện trường, đã tận mắt chứng kiến thì hãy tự tay bắt giữ. Ngoài ra, cô ta phải nhắc một câu, bằng chứng quan trọng khiến Sang-woo vào tù là do cô ta phối hợp với Chi-Hook tạo ra. Nếu chuyện này bị tiết lộ, anh phải đối mặt với sự chỉ trích của dư luận và chế tài của pháp luật. Đã thế phải chịu cơn giận của bố con nhà họ Chon, đây là một mầm họa mà tổ trọng án để lại. Chưa kịp nghĩ cách đối phó thì Nana đã lật bài. Cô ta đã nói dối về vấn đề của Tae-ho, cô ta đã biết từ trước Sang-woo sẽ giết Hae-chu, nhưng không kịp ngăn cản. Vào ngày xảy ra vụ án, cô ta đã gặp Hae-chu, ban đầu cô ta muốn nhắc nhở, nhưng khi lời đã đến miệng thì lại không nói ra được. Có lẽ trong thâm tâm cô ta cũng muốn Hae-chu chết, dù sao thì cô ta cũng đã quyến rũ chồng mình, nhưng sau khi Hae-chu chết, cô ta không hề cảm thấy vui, ngược lại còn có một cảm giác tội lỗi nặng nề. Khi biết Tae-ho sẽ đi tố cáo Sang-woo, cô ta càng cảm thấy tội lỗi và đã có ý định tìm đến cái chết. Vì vậy không phải Tae-ho muốn tự sát, mà là cô ta muốn chết cùng Tae-ho. Đáng tiếc là Tae-ho đã chết, còn cô ta thì vẫn sống. Di nguyện cuối cùng của Tae-ho là vạch trần tội ác của Sang-woo. Cô ta quyết định giúp Tae-ho hoàn thành việc này, nên mới cung cấp nhiều bằng chứng bất lợi cho hắn. Khả năng bịa chuyện của cô ta thật đáng nể, bởi vậy, trước đây Sang-woo mới nói nếu cô ta đã lừa thì cả cô ta còn tin. Dù Chi-Hook không tin lời khai này, nhưng hiện tại cũng không có bằng chứng để bác bỏ, có vẻ như cô ta cũng biết điều này. Mục đích đến đây lần này là để nói hết những gì cần nói, sau đó cô ta sẽ bận việc công ty, không có thời gian để bị làm phiền. Vừa tiễn được ôn thần Nana, thì đội rượt bắt lại đến gây chuyện. Họ bắt giữ Đông Úc vì tội tham ô, nhận hối lộ. Trong tài khoản của anh trai anh có 300 triệu, nguồn tiền đến từ công ty con của Tae-ji. Chiêu trò dùng tài khoản của người khác để nhận tiền thì quá phổ biến rồi. Theo lý thì chỉ cần tiền không động đến, cắn răng nói bị vu oan là được. Nhưng vấn đề nằm ở người anh ta đã động vào số tiền đó để chơi cổ phiếu. Một khi tiền đã động đến thì mọi chuyện sẽ không thể nói rõ được. Tài khoản đó là do Jung-geun mở cho anh ta khi trước, lúc anh ta giúp Jung-geun làm việc. Vậy thì đây là chủ ý của Jung-geun bày cho Ki-Chin. Song đòn phản công của Ki-Chin vẫn chưa kết thúc. Hắn công khai quần áo của Hae-chu, thứ trước đây nằm trong tay Dong-jae. Sau đó bị cảnh sát tổ trọng án giấu đi, mục đích là để chứng minh sự trong sạch của Sang-woo trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Có người hỏi Sang-woo đã bị kết tội ở phiên tòa sơ thẩm. Tổ trọng án đã có công không nhỏ,
sao lại giúp Sang U thoát tội trong phiên tòa phúc thẩm? Hắn đã bịa sẵn một câu chuyện, nếu vô tội ở phiên tòa sơ thẩm sẽ khiến công chúng bất bình, nhưng nếu vô tội ở phiên tòa phúc thẩm thì sẽ được chốt luôn, không có khả năng lật ngược. Hắn còn không quên giúp Nana một tay. Nói trên quần áo dù có vết méo của người khác, nhưng đã kiểm tra và xác minh là vết méo được thêm vào sau, không ảnh hưởng nhiều đến kết quả vụ án Heechul. Sau đó lại hướng mũi dùi vào tổ trọng án, nói họ nhận được một khoản tiền lớn từ Taeji, nghi là tiền trả công cho việc giấu giếm, làm giả chứng cứ. Việc vu cáo tổ trọng án thì còn dễ hiểu, nhưng vết méo có kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Quốc gia, sao có thể biến thành vết méo được thêm vào sau? Lúc này phải nhờ Nana ra tay, dùng quyền sắc, mua chục quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và kiểm sát. Sau đó để truyền thông thổi phồng, giả sẽ tự nhiên trở thành thật. Hắn tưởng có vết méo của Nana trên đó thì có thể khống chế được Nana. Ai ngờ Nana không thèm quan tâm. Những ai muốn khống chế cô ta đều không có kết cục tốt. Dù nói vậy nhưng liên quan đến mạng sống của mình, cô ta phải ra tay. Tổ trọng án hiện tại không phải là khó xử, mà là khó có thể tiến lên. Bên công tố đã ra lệnh cho họ đình chỉ công tác để điều tra. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Vậy thì mục đích của Kichin khi vu cáo họ là gì? Rất đơn giản, kéo dài thời gian, một khi họ bị bên công tố quấn lấy, hắn có thể nhân cơ hội đi kiếm lợi, ung dung bỏ trốn. Đô Trang lập tức mượn quan hệ của mình để yêu cầu công tố viên phụ trách kéo dài vụ án, không cần quá lâu. Một tuần là đủ, sau khi có được thời gian cần thiết, tổ trọng án lập tức hành động. Gửi tệp ghi âm cho Sung Dae để ông ta phối hợp điều tra. Cái gọi là phối hợp không phải là để ông ta giết Nana, mà là để ông ta khẳng định Nana tự biên tự diễn. Nếu từ chối thì sẽ gửi tệp ghi âm cho truyền thông, nhưng họ vẫn oánh giá thấp Sung Dae. Dù lạc đà có gầy hơn lớn hơn ngựa, dù ông ta không còn khả năng như trước, nhưng vẫn chưa đến mức phải cúi đầu trước cảnh sát. Tệp ghi âm đó muốn công khai thì cứ công khai, ông ta sẽ chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói và việc mình đã làm. Ông ta cũng đã ghi nhớ tên của Đô Trang và Chi Húc, còn những người khiến ông ta nhớ tên, một là đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, hai là đã làm nhục ông ta rất nhiều. Lần kéo bè kéo cánh này có thể nói là thất bại hoàn toàn, nhưng may là Chi Húc đủ thông minh để biết điểm yếu của Sung Dae nằm ở đâu. Theo hướng điều tra hiện tại, Dong Jae không giết người, Sang U cũng không xúi giục. Nếu anh nói sớm hơn thì Sung Dae cũng không mất tình cảm với họ. Không lâu sau, Sung Dae bắt đầu hành động, ông ta mời đến nhiều nhân vật như bộ trưởng, giám đốc, các loại quan lớn, những người có mặt ở đây đều từng được ông ta giúp đỡ. Giờ là lúc báo đáp, Sung Dae vừa ra tay, Kichin đã gặp xui xẻo. Bên công tố điều tra hắn về tội giết Dong Jae và In Bum. Cấp dưới cũng mất lòng tin ở hắn, Dong Úc được xóa tội, cuộc điều tra nhắm vào tổ trọng án cũng bị đình chỉ toàn diện. Kichin không ngồi chờ chết, hắn lập tức tìm Jae-chun, đầu tiên là đưa cho hắn một khoản tiền lớn, sau đó lại tìm người đến thay thế hắn để hắn có thể trốn tù. Không có lời khai của hắn thì khó có thể kết tội Kichin, tổ trọng án tìm cách đối phó, giao cho Dong Úc nhiệm vụ theo dõi Kichin, tìm tung tích của Jae-chun. Jae-chun còn ngây thơ tưởng Kichin thực sự sẽ để hắn cao chạy xa bay, không ngờ Kichin đã cùng đường. Thả hắn ra là để diệt khẩu, may mà tổ trọng án xuất hiện kịp thời, bắt giữ cả hai tại chỗ. Lần này Dong Úc lập công lớn. Nếu anh không trốn trong cốp xe mấy ngày thì làm sao có được kết quả này? Jae-chun vừa rồi suýt chết trong tay Kichin, không che giấu nữa. Hắn khai tuột hết ra, nào là xúi dục giết Dong Jae, In Bum, Kichin bị bắt không phải là tin tốt đối với Nana. Cô ta lập tức tìm Dung Geun bàn bạc đối sách. Theo Dung Geun thấy thì tổ trọng án có Sung Dae chống lưng, điều kiện duy nhất có thể lay động Sung Dae là thả Sang U. Muốn làm được điều đó thì phải lật lại vụ án Heechul. Vụ án sắp bước vào giai đoạn xét xử phúc thẩm, không có lý do gì để điều tra lại. Trừ phi cái chết của Tae-ho không phải là tai nạn mà là do người gây ra thì mới có thể liên hệ hai vụ việc lại với nhau để điều tra lại vụ án Heechul. Thực ra Dong Geun biết rõ mọi sự thật, Dong Jae từng nói với Tae-ho, người đó không phải hắn giết, hắn chỉ đến biệt thự ngoại ô để nhận xác từ tay Dong Geun. Còn người đó có phải do Dong Geun giết hay không, hắn không chắc, nhưng theo hắn thấy, Dong Geun không cần phải giết, người nhận lệnh giết là hắn, đợi hắn đến rồi bảo hắn giết là được, không cần phải tự mình ra tay. Hắn cho rằng đương nhiên là Sang U không chờ được nên đã tự ra tay, nhưng khi hắn nhận được xác thì Sang U gọi điện đến hỏi tiến độ. Hắn nói vẫn chưa ra tay thì Sang U giục hắn nhanh lên, vậy thì Sang U không biết Heechul đã chết, ngoài Dong Geun và Sang U ra, còn ai có thể giết Heechul? Câu trả lời không cần phải nói cũng biết, lúc đầu Tae-ho không tin lắm, nhưng khi anh ta đến biệt thự thì không thể không tin, anh ta gọi Nana đến đối chất, hỏi cô có giết Heechul không, nhưng Nana lại nói về tình yêu, kiểu như tôi yêu anh. Anh không yêu tôi không yêu anh yêu tôi, sau đó nói người giết là Sang U. Tae-ho không vạch trần lời nói dối của cô ta, quyết định tự gánh mọi chuyện, đến đồn cảnh sát tự thú. Động cơ đã nghĩ sẵn, sợ chuyện tình cảm bị bại lộ, mất đi tất cả hiện tại nên mới ra tay giết người. Tae-ho là người si tình, dù không nhận được tình yêu từ Nana nhưng anh ta vẫn rất yêu cô ta, việc anh ta tự thú cũng như chuộc tội, hy vọng sau khi ra tù. Nana tha thứ cho việc anh ta ngoại tình, đáng tiếc là Nana quá tham vọng, không định tha thứ cho anh ta. Hơn nữa kế hoạch của anh ta đã cản trở con đường thăng tiến của cô ta, nên cô ta không thể giúp anh ta được. Kichin biết mình xong đời ngay từ lúc bị bắt, hắn cũng không cãi cọ gì. Cứ theo quy trình là được, thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, Đô Trang nể mặt cho hắn ăn một bữa no rồi lên đường.
hắn cũng không khách sáo, được đằng chân lân đằng đầu, về động cơ thì chỉ viết là vì tiền, đừng viết thêm gì khác. Người ta đã tôn trọng hắn như vậy mà hắn còn trả ơn bằng oán, hắn cũng rất đau khổ khi phải đi đến bước đường này, là cảnh sát hình sự mà biết rõ hung thủ là ai nhưng không thể bắt. Hắn đã dần oánh mất chính mình trong sự dày vò và đấu tranh như vậy, giờ hắn chuyển nỗi đau này cho Đô Trang và Chi Húc, nói Nana đã giết Hechu, ý hắn là chắc chắn hai người sẽ không bắt được Nana, nghĩ cũng đúng, bằng chứng duy nhất là vết méo trên quần áo của Hechu. Hơn nữa họ còn chưa tìm ra động cơ, trong tình huống này, đừng nói đến đoàn luật sư của TG, chỉ cần một người mới tốt nghiệp trường luật cũng có thể giúp cô ta trắng án. Nhưng không sao, Đô Trang và Chi Húc thích thử thách những điều không thể. Bên kia, Nana không ngừng nghỉ, đưa con gái của Minchi đến trước mặt Sung Dae, nói đây là con ruột của Sang U, cũng là con riêng giống như cô ta. Mẹ đứa bé là gái hộp đêm, vụ bạo lực của Sang U 2 năm trước là vì chuyện này, cho dù là con riêng hay vụ bạo lực, một khi bị phanh phui sẽ khiến Sang U trở thành đối tượng bị ruồng bỏ, đây cũng là con bài tẩy của cô ta, chỉ cần Sung Dae để cô ta tiếp quản TG thì mọi người sẽ yên ổn. Mối đe dọa này đến đột ngột và oánh trúng điểm yếu, không còn cách nào khác, Sung Dae đành thỏa hiệp trong cuộc họp hội đồng quản trị. Sung Dae tuyên bố để Nana tiếp quản TG. Sau khi đưa ra quyết định này, Sung Dae như già đi rất nhiều. Sau đó, ông ta đến gặp Chi Húc, con trai thì vẫn phải cứu, dù không thể thừa kế TG, nhưng tốt hơn là sống trong tù suốt quãng đời còn lại. Song mọi chuyện không đơn giản như vậy, muốn Sang U được trắng án nhanh nhất là bắt được hung thủ thực sự. Hung thủ là Nana, bằng chứng liên quan gần như bằng không, trước phiên tòa phúc thẩm e là không bắt được. Điều này lại khiến Sung Dae khó xử, một bên là con trai, một bên là con gái, dù ông ta thiên vị con trai hơn, nhưng con gái cũng là con ruột, sự việc đã đi đến nước này, ông ta cũng bất lực, đành đứng ngoài quan sát. Nana tranh thủ đi gặp Jung Geun, gần đây có công tố viên đến tìm hắn, nói sẽ thả hắn trong phiên tòa phúc thẩm. Sang U cũng sẽ được thả cùng, Nana không khỏi căng thẳng, bằng chứng xúi dục giết người đã rõ ràng như vậy, mà vẫn có thể được thả sao? Theo Jung Geun, mọi chuyện không phức tạp như vậy, chỉ cần chứng minh Dong Jae không giết Hechu thì tội danh xúi dục sẽ không thành lập, nếu vậy thì Nana không hoảng nữa, cô ta đã ngồi vào vị trí chủ tịch. Cả khi Sang U được thả thì cũng không thay đổi được gì, cho dù là bố con nhà Chon hay tổ trọng án thì hiện tại đều không đe dọa được cô ta. Cô ta chỉ quan tâm đến một người, đó là Jung Geun trước mặt. Sang U đã giết Hechu, chỉ cần Jung Geun tin chắc vào điều này thì họ vẫn là bạn tốt. Nếu không thì sẽ trở mặt thành thù, không đội trời chung. Có vẻ như vấn đề thiếu bằng chứng sẽ được giải quyết ở Jung Geun. Cả một tên côn đồ như Dong Jae còn biết giấu quần áo của Hechu để bảo vệ mình. Một người tinh danh như Jung Geun có thể không làm gì sao? Nana nói là không lo Sang U được thả, nhưng vẫn phải hành động. Cô ta gọi một phần gà rán ở tiệm gà rán của Eun Hye, yêu cầu Đô Trang và Chi Húc tự mình mang đến. Đô Trang không hiểu hành động của Nana, nhưng Chi Húc lại hiểu ý, đây là lời cảnh cáo, nếu còn trêu chọc cô ta sẽ ra tay với gia đình Đô Trang. Hai người vừa đến, cô ta đã vào thẳng vấn đề. Tìm hiểu tình hình phiên tòa phúc thẩm, Chi Húc đáng lẽ phải có tên trong danh sách của bên công tố, lại xuất hiện trong danh sách của bên bị đơn. Cô ta muốn Chi Húc giải thích rõ. Có gì mà phải giải thích chứ, Dong Jae vốn dĩ không giết người. Ngược lại, chính cô ta là hung thủ thực sự mới phải cẩn thận. Đô Trang đứng bên cạnh có chút lo lắng, Chi Húc phủi sạch quan hệ với anh, kêu Nana chút giận lên mình. Không lâu sau, phiên tòa phúc thẩm bắt đầu, Dong Jae đã hủy đi chứng cứ, nhưng lại để lại duy nhất một món đồ quan trọng nhất, muốn dùng nó để đe dọa ai đó. Nếu người đó là do hắn giết thì làm sao có chuyện đe dọa được. Chi Húc cũng ra tòa làm chứng, trong quá trình điều tra sau đó, không phát hiện được bằng chứng nào chứng minh Dong Jae giết người, vì Dong Jae không giết người, nên tội danh xúi dục của Sang U không thành lập. Hắn vừa được thả thì Minchi đã đến đồn cảnh sát để truy cứu vụ bạo lực 2 năm trước, đây không phải là ý định của Minchi, mà là do Nana ép cô ta làm vậy, nếu không nghe lời, Nana sẽ để đứa trẻ ở lại nhà họ Chon. Sang U là người có thù tất báo, Nana đã hãm hại hắn thảm hại như vậy, hắn phải phản công, nhưng không thể hành động mù quáng như trước được, phải có phương pháp, nếu đối đầu trực diện, hắn không phải là đối thủ của Nana. Đầu tiên, hắn tỏ ra yếu đuối trước Nana, khiến Nana mất cảnh giác. Sau đó, hắn gọi Đô Trang và Chi Húc đến. Trong thời gian ở tù, hắn rất buồn chán nên ngẫm lại mọi sự việc. Nana đã giết Hechu, Dong Jae chịu trách nhiệm xử lý Hi Hye, làm giả thành một vụ án giết người hàng loạt, nếu cảnh sát phát hiện điều bất thường. Mở cuộc điều tra thì sẽ tung ra đoạn phim hắn xúi dục giết người, thoạt nhìn thì không có sơ hở nào, sự chú ý của mọi người không đổ dồn vào hắn. Rồi rất dễ bỏ qua một chi tiết ở trên người cô ta, người xúi dục đã thay đổi, nhưng người ra tay thì không. Nana muốn đổ tội cho hắn thì phải mua chuộc Jung Geun và Dong Jae, Dong Jae thì không nói, đã không còn, Jung Geun chắc chắn là nhân vật then chốt. Muốn hạ gục Nana thì phải khiến Jung Geun khai ra, vì mục tiêu của mọi người đều giống nhau. Vậy thì hãy bỏ qua hiềm khích trước đây, cùng nhau hợp tác, lần trước hợp tác với Nana để hại Sang U. Lần này phải hợp tác với Sang U để hại Nana. Không lâu sau, Jung Geun bị tấn công trong bãi đỗ xe. Sang U nhắc hắn về bốn người biết sự thật, Nana, Tae-ho, hắn, Dong Jae, giờ đã chết hai người, ai giết hắn. Sang U hiểu rõ hơn, chỉ cần diệt hắn nữa là không ai biết những chuyện Nana đã làm. Nhưng không chỉ Nana muốn giết hắn, hắn đã chỉ nhận Sang U tại tòa,
Sang-woo cũng muốn giết. Giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, một là mạo hiểm bị diệt khẩu, tiếp tục theo Nana, hoặc hai là giúp Sang-woo đối phó với Nana. Sang-woo đã nắm được bằng chứng Nana chuyển tiền cho hắn. Nếu đứng sai hàng, Sang-woo sẽ giao bằng chứng cho bên công tố, đóng băng số tiền trong tài khoản của hắn. Quyết định này rất khó đưa ra, hắn không chịu nổi hậu quả của việc đứng sai hàng. Đi hỏi ý Ki-jin, Ki-jin cũng có ý như Sang-woo, Nana cả chồng mình cũng giết. Sao có thể nương tay với hắn? Dù vậy, hắn vẫn giữ thái độ chờ xem, vì Nana hiện là người đứng đầu Teji. Không dễ hạ bệ được, hơn nữa Nana cũng không bạc đãi hắn, đã cho hắn quản lý một công ty con. Chi-hook hiện là cái gai trong mắt Nana, Nana muốn hắn xử lý anh, là cảnh sát, chắc chắn có không ít kẻ thù. Vậy thì dùng cách trả thù để giết Chi-hook, hắn do dự hồi lâu rồi quyết định đứng về phía Nana, dù sao thì hắn cũng có bằng chứng chống lại Nana. Nếu cô ta muốn động đến hắn thì phải cân nhắc, còn về phía Sang-woo có bằng chứng chống lại hắn đành mặc sai khiến. Đêm khuya, hắn hẹn gặp Chi-hook, nói có một bản ghi âm có thể buộc tội Nana, địa điểm hẹn là bãi phế liệu mà trước đây khi còn ở đội rượt bát, họ đã cùng nhau bắt giữ tội phạm. Chi-hook vừa đến nơi thì bị Jung-geun tấn công bất ngờ, Jung-geun tuy chiếm được thế chủ động, nhưng cuối cùng vẫn bị phản đòn. Chi-hook khá nể hắn, chuyện bắt tội phạm ở bãi phế liệu đã là chuyện của nhiều năm trước, tên tội phạm từng tuyên bố sẽ trả thù. Vừa mới được thả ra không lâu, thật không ngờ hắn còn nhớ chuyện này và lợi dụng nó, đúng là dùng toàn thứ học được khi là cảnh sát vào đường sai trái. Chi-hook biết bản ghi âm mà hắn nói không tồn tại, điều đó không quan trọng, chỉ cần tạo ra một bản là được. Đó là con đường sống duy nhất của hắn. Không lâu sau, Nana trở về văn phòng, bị Jung-geun ngồi bên trong dọa sợ. Jung-geun thẳng thắn thừa nhận, nhiệm vụ thất bại, cảnh sát đang tiến hành truy bắt trên diện rộng. Hắn là cảnh sát kỳ cựu, có khả năng phản trinh sát rất mạnh, không sợ cảnh sát truy bắt, chỉ sợ Nana phản bội. Để chắc chắn, Nana phải tự mình thừa nhận hành vi giết Hye-chu, có bằng chứng này trong tay. Hắn mới không lo bị Nana diệt, Nana lập tức trở mặt, còn ném điện thoại xuống đất. Nếu cô ta không nể mặt như vậy, hắn chỉ còn cách ra đầu thú, dù sao thì sống nốt quãng đời còn lại trong tù, cũng tốt hơn là bị diệt khẩu. Nana vẫn ôm lòng may mắn, không có bằng chứng nào chứng minh việc cô ta giết người, nhưng cô ta quên mất. Jung-geun là bằng chứng tốt nhất, Jung-geun đã nhận xác từ tay cô ta, cũng biết hiện trường vụ án đầu tiên ở đâu. Cộng thêm vết méo trên quần áo của Hye-chu, đủ để thẩm phán đưa ra phán quyết. Cuối cùng Nana cũng hoảng sợ, Jung-geun tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chỉ khi nắm giữ bí mật của nhau mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Nana liếc nhìn điện thoại bị dập hỏng. Dù sao thì cũng không thể ghi âm được, qua được nguy cơ này cái đã. Cô ta định lấp liếm cho qua, nói đó chỉ là một tai nạn. Nhưng Jung-geun đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, có phải tai nạn hay không vẫn có thể nhìn ra. Rõ ràng là bị oánh chớt từ phía sau bằng vật cùn. Không liên quan gì đến tai nạn, cuối cùng Nana cũng phải khuất phục, thừa nhận chính tay mình giết người. Bung xích vừa lòng rời đi, Nana lập tức phát điên, lấy điện thoại trên đất chút giận. Đang tức giận thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cô ta cố bình tĩnh lại để trả lời lời chào hỏi lúc nửa đêm của Sang-woo, nhưng chỉ vài câu nói của Sang-woo đã khiến cô ta mất bình tĩnh. Nửa đêm ở văn phòng lên cơn gì mà dẫm nát điện thoại vậy, đền nổi không thế. Nana hoảng sợ, hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta tìm camera không biết bị giấu ở đâu. Đây là lấy độc trị độc. Cách cô ta đối phó với Sang-woo đã bị hắn dùng lại với cô ta. Cũng nhờ cô ta mà Min-chi mới truy cứu vụ bạo lực 2 năm trước. Tổ trọng án nhân cơ hội này xin lệnh khám xét, đi một vòng quanh văn phòng của Sang-woo, tẩy trắng bằng chứng quay lén bất hợp pháp. Nana tự biết mình sắp đến hạn, một mình trốn trong biệt thự không chịu ra ngoài. Tổ trọng án ập đến cửa, cô ta vẫn tự lừa dối mình. Người giết là Sang-woo, không phải cô ta, mỗi lần tự lừa dối mình như vậy là để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Chuyện mẹ cô ta tự soát cũng vậy, đến chuyện của Hye-chu cũng vậy. Thực ra ý định ban đầu của cô ta không phải giết người, mà là cứu người. Tối hôm đó cô ta gọi Hye-chu đến, phát đoạn video Sang-woo xúi dục giết người, ai ngờ Hye-chu sợ quá. Còn chạy vào WC nôn, nôn thì không sao, vấn đề là thấy que thử thai trong thùng rác. Sau đó Nana bảo cô ta giao đoạn video cho cảnh sát, vừa có thể tránh bị giết, vừa có thể đưa Sang-woo vào tù, ngoài ra còn một việc nữa. Dùng email của chính cô ta, gửi bằng chứng bất lợi cho Teji trong laptop của Teho cho nhà xanh, đưa Sung Dae vào tù. Kế hoạch này rất hoàn hảo, dùng một mình Hye-chu để hạ gục bố con nhà họ Chon, nhưng Hye-chu lại làm sai một việc. Xin lỗi, chúc mừng và chúc phúc, xin lỗi vì cô ta ngoại tình với Teho, chúc mừng vì Nana mang thai. Chúc phúc, mong Nana và Teho sau khi làm bố mẹ thì có thể sống hạnh phúc viên mãn. Nana mất kiểm soát. Một kẻ thứ ba mà dám nói chuyện hạnh phúc với chính thất, cô ta cầm chai rượu dập vào đầu Hye-chu, một đòn chí mạng, đi luôn vào ngay. Nhưng vừa chút giận xong thì cô ta đã hối hận, kể cả cô ta không ra tay thì Hye-chu cũng sẽ chết dưới tay Sang-woo, sao cô ta phải làm việc này. Nhưng người chết không thể sống lại, mọi chuyện đã không thể cứu vãn, cô ta đành đổ lỗi cho Sang-woo. Chi-hook bắt Nana vì tội giết Hye-chu và Tae-ho, Nana vẫn như vậy, chối tội đến cùng, không chịu nhận tội. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách chối tội và từ chối, người cuối cùng sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình, không ai ngoại lệ cả. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, share và follow cho kênh để nhận được những video mới nhất nha.